tính tiền cho em nó đi. Bây giờ lắm à? Anh làm sao để lần đầu tiên em nó tới lấy hàng mà em sợ đó. Em ơi, đang tới tháng. Có gì ổ gì? Em tới tháng. Tại hôm nay chị Nhung qua đây, chị Nhung trực. Không, bình thường chị không có bên xưởng. Hôm nay chị qua thì yên lắm. Em Thái, tối nay em xuống dưới phòng bà em ngủ. Em Thái lên trên ngủ đây. Không phải để em ngủ phòng karaoke lạnh lẽo cũng được. Hello mọi người nha, chào các bạn mọi người. Nhà mình mở nhà ra sâu 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 sâu. Chào tất cả các tình yêu. Chồng ơi, chồng quay cái quạt ra đây với. Có một mình ôm nguyên một cái cả thế giới quạt. Anh xem cái quạt đây. Hello mọi người nha, ngày hôm nay xả hàng chị em. Đang kiếm nhạc một xíu, mở nhạc cho vui vui. Ngày hôm nay sẽ là một công cuộc xả banh nhóc nóc luôn các bạn ạ. Xả cực kỳ lớn luôn các bạn nha, hôm nay em xả cho trẻ em. Quán nó ổn. Anh ơi, cô giáo chủ nhiệm thông báo là thứ năm, Nga nó thông báo là thứ năm này tổng kết. Là xong rồi nghỉ hè đó. Xong rồi nghỉ hè đó, nghĩa là đồng nghĩa với việc nghỉ hè ấy. Tức là thứ hai là con nghỉ hè đó. Tuần này hả? Ừ. Tuần này là 14 mà. Thì tuần này các bạn nghỉ rồi, hết tuần này là cấp 1 nó cũng nghỉ rồi. Tào lao, con nghỉ phải vui mừng chứ. Tại sao lại tào lao? Sao nghỉ lên nè. Nghe tự yên nghỉ hè là một cái nỗi ám ảnh. Trời, ta không sợ gì bằng sợ nghỉ hè. Các Thánh ở nhà là tiêu luôn. Em chào tất cả các chị em nha. Chúc các bạn một buổi sáng nhiều niềm vui. Sáng hôm nay thì theo như lời hứa, em sẽ xả tất cả các mã hàng của xưởng. Tất cả các mã hàng hè mà các bạn đang ngóng trông từ hôm giờ để phục vụ cho các con nhé. Tức là hôm nay là em phục vụ cho các con yêu của chúng ta. Hơi nóng mọi người ạ, tại vì do là bình thường thì em like ở bên nhà thì nhiều khi là máy lạnh quạt đầy đủ đó, mà ngày hôm nay thì sáng giờ chồng la vì tội von chen đi qua xưởng. Ngồi hôm nay là phải nói là hy sinh cho các bạn cực kỳ lớn luôn, tức là một cuộc cách mạng to đùng luôn các chị em nhé. Cái hồ điện anh, cái hồ điện em lôi xuống đây rồi nè. Nhưng mà quan trọng ở trên đó không có quạt. Ôi, tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Đây nè, làm sao để nghiên cứu cái ổ điện này qua cho vợ nè.
Hello mọi người nha. Ngày hôm nay xả banh nóc, banh nóc lâu mọi người ơi. Hôm nay em sẽ xả cực kỳ rẻ luôn các chị em ạ. Hàng thì bao nhiêu mẫu mới, bao nhiêu mẫu còn, mẫu rớt lại 1 2 ri em xả hết. Tại vì sao ạ? Thay vì em đưa hàng về bên nhà nó ngồi nó mát mẻ thì em xả. Nhưng mà có điều là em like cho mọi người như vậy thì nhiều khi là nó sẽ, hôm nay các bạn cứ cần cái gì, các bạn hỏi cái gì, các bạn muốn cái gì thì em còn hàng ở trên kho, trên kệ, em đẩy hết xuống cho các bạn luôn. Đó các bạn nhé, em sẽ đẩy hết xuống cho các chị em luôn. Đây, em hôm nay tiện thể em soạn hết cho mọi người ạ. Yên tâm nha. Đó, thế giới này là của chúng ta. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Em cảm ơn các chị em và bao nhiêu bạn đã có mặt ở trong livestream này rồi. Hãy comment nhanh qua đây đi ạ. Hiện tại giờ em chưa thấy được cái comment của các bạn. Chồng với con giết luôn chồng. Ủa sao kỳ ta, bên em bị ẩn hết comment anh ạ. Bị ẩn comment, comment bị ẩn comment mọi người ơi. Các bạn ơi, các bạn chấm tích cực vào đây giùm em cái. Các bạn comment nhanh vào đây giùm em cái để em có thể thấy được mọi người nhé. Không hiểu sao mà tự nhiên giờ này nãy giờ là em không đọc được comment của mọi người luôn. Các chị em đã vào rất là đông rồi mọi người ơi. Mỗi bạn hãy .. một cái, hoặc là các bạn hãy cho em một cái icon đi ạ. Để chúng icon đây để chúng ta có thể chào hỏi nhau nha. Vâng, ủa sao giờ này lại không thấy ai ta. Hiện tại giờ thấy comment cũng khá là đông mà bên điện thoại này lại không thấy. 83 bình luận rồi mà không thấy một bình luận nào ở bên máy chủ. Cái này thì sao mà like được đây trời ơi. Đó, ok này. Chào Chiếc Lá Nguyễn nha, chào Bảo Anh, Bảo Anh, chào Giang Còi, chào Nguyễn Thị Tuyên, chào Duy Thiên Phan và chào bạn Trình Nga, chào Lê Hoa, chào mọi người, chào Năm Trần luôn. Em thấy bắt đầu các bạn vào rất là đông bởi vì sao ạ? Bên điện thoại chủ này của em thì lại không thấy một cái comment nào hết. Thế này thì sao mà like? Cái điện thoại chủ thì không có, điện thoại phụ thì lại thấy, thế mà khổ chứ. Các bạn ơi, các bạn tích cực thả tim, tích cực comment đi để các bạn nổi lên giúp em để em có thể đọc tên mọi người nhé. Đó, các bạn ơi comment nhiều nhiều lên để em có thể thấy mọi người luôn ạ. Bên máy phụ thì thấy mà bên máy chủ thì không thấy một cái gì luôn. Thế không hiểu luôn, điện thoại, điện đồ gì, xịn xò gì kiểu gì đấy. Chồng ơi, chồng coi giùm em coi sao có điện thoại gì đâu mà nó cùi bắp thế giới ớn luôn. Chiến đấu mà mọi người mà. Quần đùi. Hello Sư Huynh, hello các tình yêu rồi. Người em thấy đầu tiên đó là bạn Kim Tiên Huỳnh. Người đầu tiên thấy là Kim Tiên Huỳnh, thấy Lê Thành Như, Lê Hoa, thấy Trần Yến, chào Nguyễn Cẩm Đoan, em chào các chị em, chào Phước Anh Trần luôn. Em bắt đầu đã thấy, tức là bên điện thoại chủ bắt đầu đã thấy rồi. Ở bên này thì thấy rất là đông, bên này thì trên 240 người rồi mà bên này thì không thấy một ai, rất khổ. Không biết làm sao để có thể xứng tên các chị em lên đây ạ. Các chị em comment nhiều nhiều vào luôn em cách. Mỗi một bàn thì cứ comment nhiều để cho nó đẩy lên để chúng ta hiện, bắt đầu hiện lên cái comment luôn mọi người nhé. Tại vì mới đang bị ẩn, và em chia sẻ với mọi người là cái tuần này là tuần siêu xả kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Em xả cho các con, ngày hôm nay là em xả cho các tình yêu, các bé nhỏ của chúng ta các bạn nhé. Đó, và đặc biệt là ví dụ như bạn nào coi xỉ, bạn nào mẫu nào ưng thì các bạn được quyền chốt luôn, chốt free luôn, em sẽ ghi tên các bạn luôn. Ngày hôm nay là em kết hợp xỉ và lẻ luôn. Các bạn lưu ý em nha mọi người nha, hàng của chúng ta là hàng cực kỳ xuất sắc và tuy nhiên đây là hàng lẻ sai và nó là hàng hè. Đó thì còn bao nhiêu mẫu hè em sẽ xả hết sạch sẽ và em sẽ chiến cho các chị em khi nào hết cái kệ này thôi, tức là một tuần thôi. Tại vì để sao ạ? Để qua tuần sau thì bắt đầu em tu bổ lại cái xưởng của mình. Đó, em tôi bỏ lại cái xưởng của mình thì bao đồng nghĩa việc đỡ phải là vận chuyển hàng hóa lên kệ, lên xuống đồ này kia đấy. Thì đồng nghĩa việc em sẽ xả hết sạch cho các chị em luôn. Hôm nay là xỉ mà bữa nay rộng rãi vậy chị ạ. Chị Nhung đang ở xưởng, tại vì chị đang ở là xưởng đấy. Đó, tức là ở những cái kệ như thế này hôm nay chị Nhung xả khi nào mà nó giảm tối, tức là xuống hàng một cách tối thiểu luôn cho các chị em luôn. Giảm hàng tối thiểu xuống cho các chị em để chị em làm sao ạ? Vừa có hàng để cho con mặc mà lại vừa thanh lý bớt đi để chúng ta khi mà dọn xưởng với chúng ta đỡ phải vất vả. Đó, mọi người ơi nhá. Lưu ý giùm em nhá. Ơi Phương Thủy ơi, mẫu gì vậy? Rồi Minh Ngọc ok, các chị em ơi nếu bạn nào mà muốn lấy lẻ thì hôm nay tranh thủ vào đây giúp em ạ. Thu Sương hả? Em nhận được đồ rồi ạ. Chị đẹp lắm. Au, cảm ơn mọi người. Cô đẹp lắm đúng không? Cảm ơn Hoàng Phúc, cảm ơn BV Trần, đồ bé trai quá nhiều luôn. Em nói thực sự rất rất là nhiều. Kể cả hàng cũ, kể cả hàng mới, kể cả hàng lớp size ngày hôm nay sẽ xả hết. Áo lẻ. Có mấy màu mấy bông. Cái hàng đó đẹp. Hàng đó bán sốt chạy cực luôn á, chị Lê. Quần chụp dài bé trai còn luôn. Hôm nay chị không xả hết, đó nên là chị xả không còn tưởng tượng nổi các chị em ạ.
Hôm nay chị xả mà nó banh nhắc là lầu luôn. Rồi ok, đầu tiên, má đầu tiên là chị Nhung xả quần trục luôn, okay. Theo yêu cầu của các bạn luôn. Rồi các bạn ơi, các bạn muốn em xả quần trục không các bạn? Em sẽ lên lầu luôn. Để em coi xem pin ngon bao nhiêu phần trăm để gần lên lầu. Các chị em có muốn em lên quần trục không mọi người ơi? Ai muốn em lên quần trục size từ 6kg cho đến 15kg? Em lại chị ôi, nó không cho em lên lầu các chị em ạ. Úc ý kiểu gì mà nó không cho em lên lầu. Các chị em muốn em lên quần trục không? Giờ này ai mà theo chị lên lầu được? Măng ngất quả đất à? Dạ. Nó đi luôn mà nó không chịu cho quạt xuống. Các chị em muốn em lên quần trục luôn. Em xả quần trục các bạn rẻ như bèo luôn các chị em nhá. Ai muốn lên quần trục em xả cho các chị em quần trục luôn. Thôi được rồi, em lên cho các bạn 10 phút rồi. Em sẽ lên quần trục các chị em ạ. Đó nha, em bắt đầu em lên quần trục luôn. Gái mấy hôm chưa nhận được à chị hả? Rồi ok, em sẽ xả quần trục đầu tiên, em lên kệ. Lần đầu tiên trong lịch sử em bán lẻ mà em bán tận xưởng như thế này các chị em nha. Em bán tận xưởng như vậy đấy ạ. Nên các chị em ơi hãy nhanh chóng chia sẻ nhá. Tất cả các chị em nhanh chóng chia sẻ giúp em. Đây, nó còn khoảng hơn gần 4.000 quần trục. Nhìn vậy nhưng mà cả 4.000 quần trục đấy các chị em ạ. Duy Thiên Phạm ơi 50kg có luôn, ngày hôm nay là xả mà. Rồi ok, em ơi bút đâu, bút đâu, bút bi đâu, bút chì đâu, bút lông đâu. Thảy lên, thảy lên, thảy lên. Rồi các chị em ơi, bây giờ nè, em sẽ nhìn đây, các bạn nhìn nhé. Đây là quần trục bé trai và quần trục bé gái. Hàng này mà bạn nào mà có con nhỏ nè. Hàng, có con nhỏ mà tầm khoảng 3-4 tháng, 2-3 tháng đổ lên là phải nhanh chóng hốt cái quần trục này về. Kia kìa, bút lông kia kìa. Em ơi, bút lông anh Điểm ơi, thảy lên đây cho em để em ghi thẳng luôn. Rồi, quần trục này em sẽ bán cực kỳ bèo cho tất cả các chị em. Các bạn đi mua ở ngoài, nó sẽ là 160, 170, 180 các bạn nha, một trục. 180 một chục. Thế nhưng từ 1 tới 5 thôi. Đúng rồi, hàng này từ 1 tới 5 là chuẩn. Hàng dành cho những bé mà hay tè dầm này, hay bò, hay tè dầm này. Đó các chị em nha. Đây, nó như thế này. Nó hay bò, nó hay tè dầm này. Và đặc biệt là đó các bé ơi, những cái quần trục như vậy là cần lắm luôn. Đúng không? Quần trục dài như vậy này. Cực kỳ cần luôn các chị em nhá, cực kỳ cần cho con luôn. Đúng chuẩn 100% quả vải bò zip luôn á, sướng cực kỳ. Và em xả sốc cho các chị em, nếu bạn nào lấy xỉ thì con mình xỉ. Xỉ thì một lố là 100 quần, cả trai cả gái là 100 quần. Còn lẻ em xả luôn. Ok, bắt đầu nè. Quần trục trai, quần trục gái. Quần trục trai, quần trục gái. Quần trục gái và quần trục trai size từ 5kg. Từ 5kg cho đến 16kg. Xả sốc cho các chị em luôn. Sốc mà nó là không thể nào sốc hơn nha mọi người nhá. 101 một trục, ok. Bằng giá xỉ luôn. Ai chốt nhanh thì được. 101 một chục, em không một đồng lời và em chỉ thu tiền vải về các chị em nha. 101 một chục các chị em ạ. Rồi các bạn ơi, ai lấy chục nào comment nhanh đi để chúng ta ấy. Hàng này để ít bữa nữa bắt đầu vào vụ thu. Em nói xịt, em gấp xếp, em đóng y là hết luôn á. Đó, đây là bé gái này. Bé trai này, bé trai thì là siêu nhân đồ này kia, quần chục dài đó. Đó các chị em ơi, không ngắn thì không còn. Rồi ai lấy quần chục comment là em là quần chục kèm số ký kèm số điện thoại mọi người nhá. Ai lấy quần chục comment giùm em là quần chục kèm số ký kèm số điện thoại. Quần chục của chúng ta có từ 5kg cho đến từ 4-5kg á, tới 16kg và sale chỉ có là 110.000 một chục. Quần chục của chúng ta quá xinh luôn. Trời ơi, mua về cho con nó thay. Nó thao hồ, nó tè dầm, nó bò rồi nó kia chạy nhảy hoặc là 4-5 tháng đấy. Hoặc là 1-2-3-2 tuổi, 3 tuổi đấy. Nha mọi người ơi. Đó các bạn ơi, không có quần trục dài. Ok bắt đầu này. Các bạn ơi đừng comment là trai 14kg mà hãy comment cho em là quần trục kèm số ký kèm số điện thoại mọi người nhá. Rồi ok, bắt đầu em kiếm nào. 10 quần trục kèm số ký kèm số điện thoại cho em. Ngay lập tức em xả với cái giá sốc mà nó là không thể nào tưởng tượng được nhá. Các mẹ ơi hãy comment cho em là quần trục, đừng có comment là bé gái, bé trai gì hết. Hãy comment giùm em là quần trục kèm số ký kèm số điện thoại. Bắt đầu em chốt này. Quần trục các bạn ơi, Mai Đào Nguyễn. Ok Mai Đào Nguyễn này, các bạn để lại số điện thoại chuẩn cho em nha, bé trai này. Mai Đào Nguyễn ok này. Mai Đào Nguyễn ok này. Mai Đào Nguyễn này. Nguyễn Thị Thùy Dương gái 15 kg số 5 ok. Nguyễn Thị Thùy Dương gái 15 kg ok này. Ok bố ok này. Rồi bé ơi ok này, bé kiểm tra Thịnh Dung số 5. Đâu rồi? Ok ok ok. Rồi các bạn ơi comment nhanh đi ạ, bởi vì cho chúng ta chỉ có khoảng 5 phút em trên này thôi nhá, chứ trên này nó hơi nóng. Đây. Ok này, Nguyễn Thị Thùy Dương ok này, bé gái 16kg này. Rồi Lê Thị Thủy ơi, hiện tại Lê Thủy Nguyễn, hiện tại giờ quần trục trai 9kg nhưng mà chưa có số điện thoại sao chốt được. Đây ok, Lê Thủy Nguyễn này ok này. Ok đó. Lê Thủy Nguyễn. Rồi ok này. Các bạn comment giùm em là quần trục. Ôi trời ơi các bạn ơi, quần trục này mà các bé mà có quần này mà mặc ấy, em nói thiệt đi ra ngoài mua 170, 180 tội gì. Ngọc Linh ok, Ngọc Linh này. Quá rồi. Rồi Phương Berry quần trục 13kg này. Phương Berry hả? Bé trai. Bé trai 10 số 4 đây. Phương Berry. Phương Berry đâu rồi? Bé trai số 4 hả? Ừ, bé trai số 4. Chờ xíu nha.
Đây Phương Berry này em này. Phương Berry này em này. Phương okay, Berry ok Phương nhá. Rồi Nguyễn Thị Thùy Dương có chưa? Các bạn ơi, quần trục kèm số ký kèm số điện thoại ghi rõ giùm em là trai hay gái mọi người nhé. Hà Nguyễn ok bé trai 12 ký này. Hà Nguyễn bé trai 12 ký này. Rồi quần trục gái 10 ký, trai 15 ký ok này. Châm vỏ này. Hả? Quần trục ngắn chị hết rồi. Châm đây vỏ hả? Ừ. Okay, châm vỏ này. Rồi gái 10 ký, đây gái 10 ký đây. Quá xuất luôn của châm vỏ 2 ừ. Ok chị châm vỏ 2 ok. Lê Thủy Nguyễn ok 9 ký của bé trai, các bạn ghi rõ là bé trai bé gái để được chốt cho chuẩn nhá. Số 1 hả? Đây nè. Không số 2 em, lấy số 2 cho bé thoải mái mặc cho đó. Đây Thủy Nguyễn ok này, Lê Lệ Thủy Nguyễn. Lệ Thủy Nguyễn ok Lệ. Thủy... Diệu Linh quần trục 8 ký mà chưa có, các bạn comment một dòng thôi nhá. Quần trục trai hay quần trục gái ghi rõ giùm em số ký kèm số điện thoại. Các bạn ghi giùm em là quần trục trai học gái kèm số ký kèm số điện thoại xả 110, rẻ kinh khủng khiếp, nó nói là ở đâu mua được rẻ hơn, các bạn cứ hoàn lại tiền cho em. Hiện tại giờ Diệu Linh chưa biết là bao nhiêu ký này. 8 ký. Rồi Thủy Trần trục gái 15, 15 số 5 em ơi. Số 5 bé gái. Ôi nó rẻ mà nó là kinh khủng, không hốt về thì uổng luôn. Nói chung là tuần này em xả hết cho mọi người để em chi ạ, để em ít bữa nữa em sửa lại cái mái xưởng nhà đấy. Chuẩn bị mưa gió đến nơi rồi nên bởi vậy em muốn nâng cấp cái xưởng lên. Đó nên bởi vậy trước khi mà thanh lý em sẽ thanh lý hết mọi người hàng này. Hàng đẹp lắm. Mà sale ok này. Rồi các bạn ơi, ok Diệu Linh quần trục này. Rồi Thủy Trần ok này. Rồi. Ok nha. Ok Kim Tinh Huỳnh ok 15 kg bé trai này. Rồi ok này, okay. Bảo Vi, ảo Bảo Vi 14 ký ok Bảo Vi này. Okay, chị Diệu Linh. Rồi ok Bảo Vi này, số Bảo Vi bé trai này. Ok Bảo Vi này. Rồi Hà Nguyên này, hiện tại giờ Hà Nguyên chưa có số điện thoại. Ok Hà Nguyên này quần trục gái 5 ký. Năm quần không chị Nhung không phá mà 5 quần đâu, chị bán một trục đấy, 101 quá rẻ luôn nhá, 9 ký. Hôm nay sale như vậy mà không lấy thì uổng cực kỳ nhá. Rồi ra ra bé trai 12 ký ok ra ra này. Ok Hà Nguyên cho chị Nhung số điện thoại. Hà Nguyên ơi. Okay, Hà Nguyên này 5 quần 9 ký nhưng mà cho chị Nhung số điện thoại, một trục là 101 nha mọi người nhá. Ra ra ok. Trần Tiên bé trai 14 ký quá chuẩn. Trời ơi đây đây đây. Rồi Trần Tiên ok. Vân Nguyễn 15 ký. Trời ơi cái hàng này mà lấy về cho con mặc thì có phải siêu rẻ không? Vân Nguyễn quần ở Tân Phú này ok, Vân Nguyễn Tân Phú này. Ở Long Linh 5 ký. Những bạn nào mà 4 5 ký, 6 7 ký. Trời ơi mua về đây mà lấy. Cái này chị ai chị? Long Linh ok. Ok chị Long Linh. Ok Kim Tiên Huỳnh, ok bạn Thu Lan Trần bé gái 16 ký số 5 em ơi. Ok, đây rồi. Đây bé gái số 5 này. Ok luôn Thu Lan Trần nha. Ok Thu Lan Trần. Ok Thu Lan. Có 12 ký Nguyễn Ngọc Anh ơi, hàng này của chúng ta có 101 một chục à? 101 một chục. Xuống không? Rồi ơi, siêu rẻ, rẻ hơn cả bé hàng xỉ, hàng buôn nữa. Buôn người ta đóng đi tận 13 ngàn đó mọi người ạ. Buôn 13 ngàn, mà hôm nay chị Nhung đang xả nên chị Nhung bán cái giá bèo như nước ốc ao bèo vậy. Thu vốn vải thôi, tức là lấy từ miền vải thôi mọi người nhá. Lê Hải Yến, ok, bé trai 8 ký, ok, Lê Hải Yến này. Rồi, 101 chiều em cái xưởng nha chị, ok. Lê Liên. Lê Liên ơi, quần trục gái 5 ký nhưng mà chưa có số điện thoại kèm theo, phải có số điện thoại kèm theo nhá. Comment giùm em là quần trục trai hoặc gái kèm số ký kèm số điện thoại các bạn mới được chốt đơn. Lưu ý giùm em đây nhá. Lưu ý giùm em. Ok Nguyễn Thị Tuyết Hoa quần trục bé trai 10 ký này. Ok Su Beo Beo này, ok 18 ký. 18 ký đấy. Trên này đấy. Nó nóng. Siêu nóng luôn. Đây là trục dài đúng rồi, trục dài, trục dài. Trục dài, trục dài, trục dài. Đấy. Lê Liên ok bé gái 5 ký này. Lê Liên ok Diệu Linh bé gái 16 ký lấy số 5. Ok Diệu Linh này. Lam Nguyễn bé trai 13 ký ok Lam Nguyễn. Ok Lam Nguyễn này, quá đẹp luôn, ta nói là đẹp lắm. Okay, quần trục dài, đây là quần trục dài mà, quần trục dài này. Hương Thu bù cho em cái chân váy nhé. Ok. Ê, vớ vẩn chân váy là 17. Ok các em cứ lấy đi rồi xong hôm nay xả hàng mà. Đúng không? Chờ chị Nhung trừ tiền chắc. Rồi nhờ Hương Thu ok, Hương Thu kiếm cho Hương Thu số 2 đi em. Hương Thu đây rồi, đây rồi. Ok Hương Thu đây rồi. Hương Thu ok em này. Hương Thu kèm số điện thoại chị Nhung. Em ơi ghi rõ giùm chị Nhung nha. Rồi Thu Sương bé trai 6 ký ok Thu Sương luôn. Rồi Phương Tiên ok Phương Tiên. Rồi ghi tên em ơi. Phương Đào ok các bạn nha. Cái hàng này là ngày ít bữa nữa là xong một cái là em đóng buôn sạch đấy. Là lúc đó các bạn muốn mua cũng không được nữa. Phương Đào 17 ký bé trai ok. Quý Đoan này 18 ký 16 ký chị Quý Đoan ơi, 18 ký em sợ không vừa, 16 ký thì ok. Đó 16 ký nhưng mà không, bé gái luôn hả chị hả? Bé gái ok đây 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 đây. Đây, đây rồi ok. Quý Đoan nhá. Quần dài quần dài quần dài. Phạm Bích Thủy ok, Phạm Bích Thủy ok rồi mọi người ơi, comment nhanh đi ạ. Quần trục nha, Phạm Bích Thủy ok, Long Linh ok, Lê Hoa ok. Rồi em ơi Long Linh, Lê Hoa bé trai. Đây, Lê Hoa bé trai luôn ừ. Ok chị Lê Hoa luôn. Rồi Long Linh bé gái này, Long Linh bé gái này ok rồi. Quần gì á chị hả? Quần nó là Phương An Nguyễn ơi, cái hàng này của chúng ta là vải cà tơ chuẩn luôn á. 100% là vải cà tơ. Đây là bé gái này. Bé gái thì nó màu sắc như vậy này. Còn bé trai thì thường nó như thế này, khủng long rồi xe rồi máy bay các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, rất là đẹp.
Hàng này phải nói là xuất sắc luôn các bạn. Mà rẻ ơi là rẻ luôn. Chị xả cho mọi người cho nó rộng cái xưởng của chị Nhung đó. Nó xả cho mọi người cho nó rộng cái xưởng nha mọi người nhá. Đó, Thanh Phương Nguyễn, ok. Các bạn ơi, hàng này có từ 4kg cho đến 16kg giúp em. 4kg đến 16kg. Các bé nó ngủ, nó cần lắm những cái quần dài như vậy các bạn nhá. Đi ra ngoài mua là 180 một chục. Và ít bữa nữa nó vào vụ thu thì thôi rồi luôn. Em nói thực sự rất mắc, cực kỳ mắc, chứ không có cái giá mà bèo như thế này đó các chị em lưu email. Ok, Trà Lương ơi, còn chục 40 ký được không vừa. Ngọc Linh Lương 12 ký. Ok Ngọc Linh Lương. Ok Ngọc Linh Lương luôn này. Ok Thủy Lê, ok Hà Nguyên, ok. Rồi Hằng Nguyễn bé trai 19 ký không vừa, Diệu Linh 16 ký bé gái. 16 ký bé gái. Đây 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 đây. Diệu Linh, ok bé Diệu Linh này. Ok Gia Bảo rồi nha. Rồi ok mọi người nha. Rồi ok các bạn ơi, cứ comment cho em để ngày mai bé nó soạn hàng cho mọi người nha. Lấy màu sáng nha chị, ok. Vải cắt tơ 100%. Hương Thu Nguyễn, Hương Hương Nguyễn Thu ơi, chị ấy comment cho em số ký kèm số điện thoại cho em nha bé. Nói chung hôm nay chị Nhung xả mà lại mít. Bữa trước em mua 130 là siêu rẻ rồi. Hôm nay chị Nhung, em ơi xuống đi. Rồi bây giờ xuống, các bạn cứ comment cho em là trai hoặc gái nha mọi người ơi. Ai lấy quần trục thì cứ việc comment cho em là trai hoặc gái. Trai hoặc gái kèm số ký, em sẽ soạn cho mọi người, nhân viên bên em sẽ soạn cho các chị em. Rồi bây giờ bắt đầu em xuống. Lê Hương rồi, có không có quần trục ngắn nha mọi người nhé. Em chưa có soạn được quần trục ngắn cho các chị em. Ok Bùi Ngọc rồi, Hoàng Minh Nguyệt 25kg thì không vừa. Đó Thủy Lê quần trục gái 18kg thì em sợ không vừa đấy. Cái hàng này 16kg rất thoải mái, 16kg đổ xuống. Gia Bảo ok. Số hay lẻ à, lẻ lẻ lẻ, Loan Trần Hồng ơi. Rồi ok ok. Hàng nha mọi người ơi, em xả tiếp này. Em nói là hôm nay em sẽ phục vụ các chị em tới chiều luôn mà. Ai mà chưa mua được hàng thì cứ tranh thủ vào đây. Rồi, bạn nào chưa chia sẻ thì tranh thủ chia sẻ ngay lập tức nha mọi người nhá. Ai chưa chia sẻ thì tranh thủ chia sẻ ngay lập tức cho em. Ok. 101 một chục. Ok. Rồi, tiếp tục mã này. Cái mã mà các bạn hôm giờ các bạn mong chờ. Ok, ok Văn Kình nha. À, không thấy em à, chị Nhung có đọc rồi, Tố Hoa Bùi hả? 21 ký không vừa đâu, Tố Hoa Bùi ạ. Hoài Thương 7kg ok, bé 16kg ok. Đó, toàn đổ bé gái ok nhá mọi người. Cứ comment cho em là quần trục. Các chị em lưu ý giùm em là đừng có ghi bé trai, bé gái gì cả. Giùm em quần trục bé trai hay bé gái. Mà phải có là phải có cái chữ quần trục mọi người nhá. Phải có chữ quần trục kèm số ký kèm số điện thoại. Đó, các chị em lưu ý giùm nhá, phải có quần trục kèm số ký kèm số điện thoại. Nó rẻ quá mà, có 101 một chục. Các bạn mua ở đâu vào vụ trời mưa trời gió này nè. Các bạn sẽ phải mua tới tận 170 đến 180 đó, 170, 180 không thể nào rẻ hơn đâu. Thấy em, Hoàng Phúc ơi, các bạn đừng có lo, chị Nhung không sướng tên các bạn, không đồng nghĩa là các bạn không có đơn. Mà tại vì sao ạ? Tất cả các bộ phận máy tính của bên chị Nhung chốt bằng phần mềm. Các bạn cứ comment đúng cú pháp, đúng số điện thoại, đúng đầy đủ thông tin là các bạn sẽ được chốt nha các chị em nhé. Cứ ghi rõ giùm em là quần trục bé trai hoặc quần trục bé gái kèm số ký kèm số điện thoại. Nhân viên bên chị Nhung sẽ chốt đơn. Quá tuyệt vời. Em ơi combo này được bao nhiêu màu? Hết rồi phải không? Hàng này chúng ta chỉ còn được một rất là ít các chị em nha. Combo bé gái có luôn bé ơi. Trời ơi bé gái bé trai xả hết. Xả làm chi okay, à? Để qua okay, tuần. Nó chỉ còn đúng qua tuần là bắt đầu em sửa rồi. Em sửa sườn thì có khả năng em phải ngừng mấy ngày luôn đó mọi người, em ngừng cả mấy ngày. Đó thì thay vì để cho nhân viên nó phải soạn hàng, nó dọn, nó đóng bao. Thì thôi thì hôm nay em xả, em vui ngồi đây em xả cho các chị em luôn. Em dành mấy ngày em muốn xả cho các chị em luôn này. Đó các chị em nha. Ok ok Liên Lê, ok bạn toàn đổ, ok mọi người ơi. Ốt cốt bé gái có luôn, chờ em một xíu em sẽ có ốt cốt luôn Thu Trinh nhá. Các chị em có vẻ là xanh hồng xanh ok. Nào những bạn nào đã chia sẻ rồi thì hãy comment giúp em là ngày hôm nay các bạn ơi, mỗi một bạn hãy chia sẻ 5 lần vào bất kỳ nơi đâu giúp em các chị em ạ. Mỗi một bạn hãy chia sẻ ở bất kỳ nơi đâu để chúng ta có thể săn hàng sale giúp em nha. Bởi vì sao ạ? Em ngồi đây em like cho các chị em, các bạn thấy mồ hôi mồ kê vã vụ không thay vì ngồi máy lạnh ở phòng nhà. Mà hôm nay em ngồi xưởng này để em soạn hàng cho các chị em. Bởi vì sao em yêu thương các bạn vô ngần luôn. Thì quay ngược lại các bạn ơi, em xin các bạn mỗi một bạn vài lượt chia sẻ, một vài lượt tương tác nha mọi người nhé. Hãy tương tác với nhau để chúng ta có thể có thêm động lực, cũng như là có thể giới thiệu bạn bè, rồi cũng như là họ hàng cô dì chú bác biết đến trang của em, để ngày hôm nay cùng săn hàng. Chúng ta sẽ xả banh luôn trong ngày hôm nay các bạn ạ. Đó lưu ý giùm em nha, ai đã chia sẻ comment cho em là đã chia sẻ để chúng ta được ưu tiên cái mã này. Và em sẽ bán giá sốc cho những chị em nào chia sẻ luôn. Em ơi, con này con còn được bao nhiêu màu? Mấy? 5 màu. Ok, chỉ còn đúng 5 màu đúng không? Có 5 màu đúng không? Và mỗi một mẹ được mua bao nhiêu em? Cái này được mấy combo? Mỗi combo khoảng 5 mẹ, 6 mẹ. Ok, chỉ có 5 mẹ mua được thôi. Rất là tiếc luôn. Đó, trời ơi, cái combo này các chị em nhìn giùm em nè. Sao mà không mua đúng không? Sao mà kìm lòng nổi? Cảm ơn chị Nhi Trần, cảm ơn mọi người nha. Rơi lại quần trục em với hả? Mỹ Giang lát coi lại like cho chị Nhung. Lát coi lại like chị Nhung chứ giờ này chị không lên lầu nổi nữa đâu. Đó, ôi đẹp quá. Các bạn ơi nhìn cái quần này.
cô tí nhà em đang mặc số 7 rồi. Đó, cô tí nhà em đang mặc số 7, 20kg mặc số 7. Trời ơi, bạn nhỏ trộm vía là mông bạn mặc lên sao nhìn nó yêu và vải nó mát sướng cực kỳ. Cô tí nhà em là sở hữu bộ này rồi các chị em ạ. À, đẹp lắm lắm luôn, ta nói là cực kỳ sướng nha các chị em nha. Và lưu ý giùm em, mã này của em chỉ còn có thể là chốt cho mỗi mẹ, mỗi một size chỉ có 5 mẹ duy nhất, kết thúc là hết, nên ai nhanh thì được. Mọi người lưu ý giùm em, combo này là 5 màu nha. Hàng này cực kỳ xuất sắc luôn, và em xả sắc cho tất cả các chị em là nhân nho nam chuẩn bị luôn. Ok, mọi người lưu ý nghe giá. Mã của chúng ta là bộ khủng, bộ này là bộ gì? Cá mập kèm số ký kèm số điện thoại, cá mập kèm số ký kèm số điện thoại, combo 5 bộ 5 màu sale sốc là chỉ có là 190.000 5 bộ. Vải cực kỳ xuất sắc mọi người ơi. 190.000 5 bộ. Ai lấy comment nhanh giùm em nào. Các bạn ơi, cá mập kèm số ký kèm số điện thoại và có size từ 7 ký từ, sorry mọi người, hàng này của chúng ta là từ 6 ký cho đến 23 ký. Hãy comment nhanh giùm em đi nhé. Lần trước em mua không thấy gia đình chốt đơn. Liên Lê ơi, hôm nay chị Nhung chốt đơn. Rồi các bạn ơi, hãy comment giùm em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Hàng này của chúng ta có size từ 6 ký, 5-6 ký cho đến 23 ký. Nào bắt đầu chốt luôn ơi. Ok luôn nào, bắt đầu chốt này. Chốt cho Long Linh ok này. Rồi Nha Trần ok này. Long Linh ok này. Rồi ok này. Nha Trần số 6 này ok này. Hương Hùng 22 ký có nha, chốt nhanh đi. Ơi, Hùng Nguyễn số 7 này ok này. Hùng Nguyễn. Rồi, Nguyễn Thị Kim Tiên số 5 ok. Kim Tiên Huỳnh, Kim Tiên Huỳnh số 5 ok. Quốc Anh Trần số 8. Quốc Anh Trần số 8. Quốc Anh Trần số 8 ok. Tố Hoa Bùi số 6. Tố Hoa Bùi số 6 ok. Thu Lan Trần số 8 này chị Dung. Tố Hoa Bùi ok số 6. Rồi, Tô Hoa Thu Lan Trần số 8. Thỏ đẹp như vậy này các bạn ơi. Ừ. Nguyên combo này có 190 này. Rồi, Lê Diễm số 7 cho chị Nhung. Lê Diễm số 7 nha mọi người ơi. Ừ, các bạn cứ ghi rõ giùm em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại đây. Rồi, Loan Lam ok, Loan Lam số 7 luôn. Sướng lắm. Ờ, rồi Thủy Nguyễn Thủy Tuyên. Nguyễn Thủy Tuyên số 6 cho chị Nhung. Chiếc Lá Nguyễn số 6 cho chị Nhung. Thanh Phương Nguyễn số 4. Đây là Chiếc Lá Nguyễn số 6. Ừ. Số 6. Ok, Thanh Phương Nguyễn số 4. Số 4, okay, ok. Rồi Nguyễn Ngọc Anh số 3. Nguyễn Ngọc Anh số 4 đi. Nguyễn Ngọc Anh số 4 cho chị Nhung. Ừ. Nguyễn Ngọc Anh ok luôn chị ơi. Rồi Liên Ngô 32 kg không vừa. 32 kg không vừa nhá. Chiếc Lá Nguyễn ok. An Lê cá mập 16 kg số 6 còn không? Số 6 ok luôn này. Ok, số 6 luôn cái. Hoàng Phúc số 1 cho chị Nhung. Hoàng Phúc ơi đẹp lắm. Không có số 1 chị ơi. À, không không, số 2. Số nhỏ nhất số 2. Rồi okay, Hoàng Phúc ok. Yến Đào số 7 còn không? Yến Đào số 7 còn không? Okay, okay. Rồi hết đi nha. Hàng này không có chốt nhiều đâu nha. Ok. Yến Đào ok này, Giang Nguyễn ok nha mọi người. Ok chị Yến Đào. Rồi ok, Giang Nguyễn số 4. Giang Nguyễn số 4 ok. Comment nhanh cho em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại mọi người ơi. Phước Anh Trần ok, Mai Thư 17kg. Ờ, số 6 ok đúng rồi. Ok đúng. Mai Thư luôn. Rồi, Hùng Nguyễn có rồi nha chị ơi, cá mập 15kg trời số 5. Hải Bang ơi, quá đẹp, ta nói đẹp lắm Hải mà không. Hải Bang số 5 đúng rồi. Ok, Hải Bang số 5. Bích Thủy số 4, Phạm Bích Thủy số 4 còn không? Phạm Bích Thủy số 4 ok. Rồi, Phạm Bích Thủy số 4. Ok, ok. Đâu rồi, số 4 không? Ok. Số 4. Đây, Phạm Bích Thủy này. Ok, Phạm Bích Thủy này. Rồi, Thu Lan Trần ok. Thanh Phương Nguyễn 14kg hả? Lấy số 5 cho em nó đi. Thanh Phương số 5 ok. Lấy Thanh Phương Trần ok luôn. Thôi. Kệ. Đẹp. Anh. Liên hệ còn vào bình cái gì bên hòa cho em gấp. Em mới ok, sao làm cái gì để nãy giờ em ngồi đi đây đấy anh cột. Bác chàng trai anh cột, anh đóng hàng về anh chửi cho. Anh ngồi cột cho bây giờ nữa. Ok Lê Diệp. Rồi các bạn ơi cứ comment cho em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Long Linh lấy giùm em rồi. Ok Nguyễn Thị Tuyên. Anh Nguyễn số 4 đúng rồi. Ôi em đã được đẹp. Đẹp lắm luôn, thích từ đầu lại. Nó đẹp lắm, 14kg số 4. Em chị Nhung lấy số 5 cho em, Quanh Nguyễn ạ. Các bạn lùi giúp em, nó có 190.000 thôi. Có 190.000 thôi các bạn nhá. Ai lấy mã này comment giúp em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Chỉ có 190.000. Các bạn nhìn này. Lấy size bao nhiêu ký ạ? Dạ, comment đúng giúp em cá mập kèm số ký kèm số điện thoại luôn ạ. Rồi, Nguyễn Phượng ok số 6 này. 190.000 okay, 5 bộ luôn, 5 bộ 5 màu. 5 bộ 5 màu, thấy không? Trời ơi, rẻ như bèo, 190.000, 2 kg thịt heo mọi người ạ. 2 kg thịt heo ăn về mà còn tặng cho mọi người ký mỡ nữa. Thì tội gì thay vì đó hãy nhịn 2 kg thịt heo để con sở hữu luôn một combo 5 bộ 5 màu cái quần này. Vải cô tông này. Em nói là các bạn nhìn cái quần này các bạn nghiền rồi. Đúng chất chưa?
mặc cái bộ này tôi nói là siêu xinh luôn nha mọi người nha. Rồi tiếp tục bé ơi, chuẩn bị lên hàng bé gái, hàng ốp tốt, hàng ốp tốt bé gái xong. Ôi bộ dài đi em ơi, bộ dài, bộ dài. Chi Trương ơi, 190.000 nha mọi người ơi. Hãy comment cho em là cá mập cu kẹo có mua không. Cá mập kèm số ký các chị em ơi, cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Và hàng này của chúng ta là từ 6kg cho đến 23kg. Các đại bạn ơi, ngày hôm nay em xả luôn bộ dài cho các chị em nhé. Có bé gái đại chị Nguyễn Lành ơi, chị chờ em một xíu. Thôi ta nói này. Ôi ôi, cô tí nhà em mặc cái số 7 lên, tôi nói là nhìn vô là muốn cắn luôn. Em nói thực sự là muốn cắn luôn. À, rồi số 4 được rồi chị hả? Mọi người cứ comment cho em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Các chị em sẽ được chốt đơn mọi người nhé. Rồi, ok em ơi. Bé ơi, lên bé gái hình dung đi. Bé gái ốt cốt đấy, hàng bé gái ốt cốt đấy, mã bé gái. Xả hàng mới luôn với sốc. Rồi ok, thuê chủ vóc luôn, ok luôn nhá. Em đi làm mà vấn săn để mua đấy chị, thương quá à, Nguyễn Ngọc Anh. Rồi ok, Thu Trúc Võ, cảm ơn chị nhá. Các chị em ơi, lưu ý để lại số điện thoại chuẩn chuẩn chuẩn. Tránh tình trạng số điện thoại nhầm thì ngày mai gọi điện tò tí te con gà kéo xe một cái là mất đi cái quyền ưu tiên đấy. Hàng này nó rẻ như thế này mà không mua thì có phải tiếc không? Đó mọi người ơi, Nhung Phạm ơi, hãy comment giùm em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại các chị em được chốt đơn. Chị Thắm Nguyễn ơi, đừng có ghi là lấy em 2-3kg đi, bởi vì như vậy sẽ không được chốt đơn đâu, mà các bạn phải kèm theo cái mã là cá mập nha mọi người nhá. Tại vì sao ạ? Trong ngày hôm nay em xả cực kỳ nhiều mẫu, cực kỳ nhiều luôn, nhiều lắm thì không thể nào mà ghi là lấy cho em nhé, lấy cho em nhé, mà em không thể nào biết được là mã nào đâu mọi người ạ. Đó, các bạn lưu giùm em nha. Các chị em lưu giùm em là các bạn cứ để cho em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại và xả trong livestream này 190.000, 190.000. Áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream. Rồi ôi nó rẻ này. Ta nói cô tí nhà em nó mặc lên cái bộ này nhìn là chỉ muốn vỗ mông thôi. Rồi bé ok, lên tiếp ốt cốt cho chị Nhung nào. Rồi ok, dài luôn mọi người ạ, dài luôn. Cái hàng dài này này, em nói thực sự bản thân em sell hàng dài này em tiếc lắm mọi người ạ. Chị Loan tàn giờ đọc. Đây này. Đó. Trời ơi, cá mập kèm số ký kèm số điện thoại và chỉ áp dụng cho những bạn nào chia sẻ like. Lưu ý giùm em là chỉ áp dụng cho những chị em nào chia sẻ like nhé. Với cái giá 190.000 các bạn đi mua một cái thứ gì đó nó cũng chỉ được một đôi ba lần đúng không ạ? Mua một cái gì đó ăn thì nó chỉ vào bụng của chúng ta trong vòng có một buổi ăn thôi. Đó, nhưng ngược lại làm sao ạ? Bỏ 190.000 các chị em có thể mua cho con 5 bộ mặc nguyên một tuần luôn. Và đặc biệt là hơn hết là gì ạ? Với bộ đồ vải cô tông 4 chiều xuất khẩu như thế này, các bạn sờ vào cái mình vải nó đẳng cấp vô cùng các bạn nhá. Bộ đồ này các bạn đi ra ngoài mua 70-80.000. Thì tại sao hôm nay các bạn mua với cái giá 30-mấy ngàn bạc mà không mua cho con? Đúng không? Nó rẻ như vậy mà có 190.000 mà 5 bộ luôn. Em nói thiệt sự luôn, nó bèo như nước ốc ao bèo ấy mọi người ạ. Nó bèo lắm luôn. Mà cái vải nó cao cấp với vải nó đã. Cái vải này các bạn đi ra ngoài các bạn mua thì nó chém các bạn phải tới tận 80-90 là bèo nhất. Các chị em lưu ý nhé. Kiểu dáng rất là chuẩn hè luôn. Kiểu dáng rất là chuẩn hè. Ai ưng mã này comment cho em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Ok Nhung Phạm nhá. Ok Lê Hoa cái yêu của chị Nhung nhá. 190.000 năm bộ, 190.000 năm bộ nhá. Ok Nguyễn Phượng, cảm ơn Nguyễn Phượng rất nhiều. Nguyễn Ngoan, ok Nguyễn Ngoan toàn khách quen không ạ? Ngày hôm nay xả cho các bạn toàn khách quen. Nào các chị em hãy chia sẻ để chúng ta chuẩn bị lên mã mới. Rồi, ok, ok, em móc tạm thời em móc ở đây nha mọi người ơi. Em sẽ móc ở đây cho các chị em nha. Ok chị của chân trời luôn ạ, à. May của chân trời luôn. Ok các chị cứ comment để lại số ký kèm số điện thoại. Cứ việc để lại comment số ký. Comment là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Ngày mai nhân viên bên em sẽ gọi điện chốt bill cho các chị. Từ 5kg cho đến 2-3kg Ngọc Lan ạ, à. Rẻ lắm, các bạn đang mua hàng trực tiếp tại xưởng với được cái giá này đấy. Mọi người ơi, hôm nay các bạn đang mua trực tiếp tại xưởng, các bạn mới mua giá này nhá. Còn nếu các bạn để đi mua qua tại buôn hoặc là qua tại shop thì nó phải rơi tầm khoảng 90-80 là ít nhất mọi người lưu ý giùm em. Hàng vải cực kỳ xuất sắc luôn, các chị em cứ thoải mái kiểm tra hàng thoải mái luôn các chị em lưu giùm em nhé. Đó là tất cả những gì mà các bạn đang may mắn trong livestream ngày hôm nay. Okay, đó, chị Nguyễn các chị em ơi ạ. Hãy comment và cũng như là hãy chia sẻ và tag bạn bè vào đây để cùng săn hàng trong cái ngày hôm nay. Rồi ok, chị muốn lên hàng dài tay của bé gái và bé trai luôn. Rồi ơi, dài nha mọi người ơi. Cutter nha. Cutter. Em nói thiệt lòng là em sell cái cutter này em tiếc dễ sợ luôn các chị em ạ. Tốt cho em không vậy, út phạt. Có, phạt, có, okay, có, út phạt có luôn. Đừng lo các chị em ạ. Ok chị Lê Diễm. Ok chị Tú Thị Ngoan nha. Các chị em lưu ý mà nhá. Chị Bùi Ngọc ơi, để lại comment đúng cú pháp giúp em cá mập kèm số ký kèm số điện thoại giúp em nhé chị nhá. Bùi Ngọc ơi, cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Tất cả các chị em lưu ý giùm em là nhiều khi các bạn comment nó bị ẩn. Okay, nhưng các bạn đừng lo là sẽ không có chốt đơn nha mọi người. Các bạn yên tâm một điều là các bạn không có, nếu bị ẩn thì các bạn cứ chủ động inbox địa chỉ vào trong Zalo cho em. À, trong Facebook cho em nha các bạn. Các bạn cứ inbox vào trong Facebook vào trong cái trang xưởng của em là ngay lập tức các bạn sẽ được chốt đơn luôn đấy ạ.
các chị em lưu giúp em nha, để chắc chắn có hàng trong cái live stream sale ngày hôm nay. Các chị em cứ mua cái mã nào một cái thì các bạn nhắn vào trong cái trang thưởng cho em một cái luôn, là à em chốt được cá mập, em chốt được cá mập, em chốt được cá mập. Bởi vì thực sự hôm nay nó quá rẻ đi. Cứ được mã nào một cái thì nhắn vào trong trang thưởng, ngày mai bên em sẽ ưu tiên chốt cho các bạn để không bị ẩn hàng. Bởi vì sao ạ? Nhiều khi các bạn comment nó bị ẩn, em không đọc tên kịp hoặc là em không được chốt đơn. Các bạn cứ inbox là chị ơi lấy cho em bộ cá mập đó 190.000, số ký kèm số điện thoại và có số điện cho địa chỉ luôn, là em đi hàng luôn cho mọi người. Tầm 2 đến 3 ngày là các chị em nhận được. Ngày hôm nay và ngày hôm nay thì không được rồi. Ngày hôm nay các bạn nhân viên sẽ tập trung chốt đơn sỉ. Nhưng ngày mai tất cả các bạn em sẽ huy động để quay lại chốt đơn lẻ cho các chị em. Em sẽ phục vụ cho các bạn trong ngày mai. Đó, tất cả các đơn ngày mai sẽ được gọi điện chốt đơn cũng như là kiểm tra inbox hết mọi người nhá. Rồi ok. Ôi ra mà chị nổi đây, ok Bảo Vy sẽ có tay ngắn luôn đấy. Đó, cái hàng này ta nói nó đẹp thần thánh luôn mọi người ơi. Hàng này ok. Em nói thì sự là cái hàng này nếu bạn nào mà có con gái và có con trai thì phải chốt cho con 5 bộ thôi. Đây nha các chị em nhìn này. Sao không lại không thấy à, không thấy có tiếng chị nhỉ. Ôi đây này. Trời ơi, ta nói đã đẹp thần thánh luôn các chị em ạ. À. Này các chị em ơi, bài hàng của Cạp Tơ nhá, hàng Cạp Tơ này các chị em nha. Hàng Cạp Tơ đây là một cái thương hiệu rất là lớn rồi. Đó, cái hàng này em nói chân thành với các chị em này, em thực sự em là người mẹ bỉm sữa cũng như các chị em thôi. Đó, nhưng em nói chân thành luôn là nếu em không phải là người mẹ bỉm sữa và em không thấu hiểu tình cảm của các bạn thì đồng nghĩa việc chắc chắn em sẽ không sell. Và nếu em là một người mà tính toán từng ly từng tí về cái vấn đề lợi nhuận cũng như là kinh tế thì em sẽ không sell. Thật sự tại vì sao ạ? Nhân viên thì cái chuyện mà em yêu cầu là các bạn lên đóng hàng để di chuyển để em sửa xưởng hay chuyện đó rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng tại sao ạ? Em muốn rằng là thôi thì bây giờ cái hàng này nếu mà em đóng cấp em cho vào bao và ít bữa nữa bắt đầu khoảng tầm chỉ cần nửa tháng nữa thôi. Khi mà bắt đầu chờ thời tiết nó chuyển sang xe lạnh hoặc là thậm chí là Sài Gòn cũng như là miền Nam của chúng ta bắt đầu những cơn mưa rồi đấy ạ. Thì đồng nghĩa việc là sao? Tất cả các mẹ đi săn hàng dài rất nhiều. Thì lúc đó cái chuyện mà em bán một bộ đồ với cái giá đúng nghĩa của nó thì là cái chuyện rất bình thường đúng không? Và thậm chí là không có hàng để đóng buôn luôn á. Các bạn lưu ý mẹ nha, không có hàng đóng buôn. Nhưng em hiểu được các bạn và em biết được rằng là các bạn có nhu cầu mua bộ dài rất nhiều. Và thậm chí là tất cả những bé nhỏ nào cũng đều phải có bộ dài để mặc. Dù trời nắng thì lại mặc dài để đi ngủ, mặc cùng với lạnh. Còn nếu trời mưa thì lại có khi phải mặc cả ngày, đúng không ạ? Nên em xả luôn ngay đầu mùa cho các chị em luôn. Em xả luôn để ít bữa nữa các bạn khỏi phải dọn nhà, dọn cửa gì cả. Các bạn lưu ý nhé, em xả luôn. Ở đây là bé trai có, bé gái có, em đã soạn sẵn cho các chị em rồi. 5 màu bé trai và 5 màu bé gái, các chị em cứ ưu tiên giùm em nhé. Đây, bé trai này, các bạn nhìn này, cổ này. Đó, trời ơi nó đẹp lắm, khủng long mặc lên nó yêu ơi là yêu luôn. Hàng này của chúng ta là từ 4kg cho đến 23kg. Lưu ý giùm em là từ 4kg đến 23kg và xả sốc cho các chị em luôn. Em nói thiệt sự luôn, cái hàng này các bạn đi mua 60-70 ngàn một bộ còn không biết là mua nổi không á các bạn ạ. Nhưng trong cái live stream này em xả luôn cho mọi người luôn. Đồng giá 190.000 năm bộ, khỏi bấm. Bằng bộ tay ngắn luôn. Ừ, kinh quá. Trời ơi, các chị ơi, lời quá, hết sức là lời. Trời ơi, các bạn lời to luôn rồi. Em nói thật sự các bạn đang lời to luôn đấy ạ. Mỗi một bạn hãy comment nhanh cho em nha các bạn ơi. Rồi, ok bạn nào, các bạn comment giùm em là bộ cạt tơ, các bạn ghi giùm em là bộ dài cạt tơ kèm số ký kèm số điện thoại các chị em ơi. Các chị comment là bé trai hay bé gái em là bé trai hoặc bé gái. Các bạn ghi rõ giùm em là bé trai. Các bạn ơi comment giùm em là bộ dài bé gái kèm số ký kèm số điện thoại. Chị ơi comment lại giúp em dài bé trai kèm số ký kèm số điện thoại. 5 bộ 190.000. Ta nói là rẻ. Em chia bao nhiêu tiền? Chia ra bao nhiêu? 190.000 chia ra coi xem nào. Chị mắt hai mí ơi, chị mắt hai mí comment đúng cú phép giúp em bộ dài bé trai chết không có 38 ngàn một bộ các chị em ạ. Cái gì mà có 38 ngàn, em xin lỗi mọi người, có hơn một xíu, một giống như y 100 ngàn ba bộ rồi còn đâu nữa đúng không? Trời ơi 190.000 mà được 5 bộ luôn, sao mà tin nổi bé gái này, hình cái tim cưng chưa? Các bạn ơi này. Ok bộ chị dài Mỹ, kèm số ký Mỹ kèm số điện thoại. Ok. Mua liền cho con về cho con nó mặc buổi tối đúng không? Mà ít bữa nó trời thu bước vào các bạn đi mua bộ đồ này cho 60-70 ngàn phí tiền ạ. Ok chị Trần. Nó còn có nửa tháng nữa là bắt đầu cỡ nào các bạn phải săn hàng dài. Ok chị Trần. Thế tranh lúc mà em đang dài bé gái không? Dạ đây dài bé gái đây. Các bạn ơi cứ comment cho em là bộ dài bé trai hoặc bé gái kèm số ký kèm số điện thoại nha mọi người nhá. Có, hàng này của chúng ta là từ 5 ký cho đến 23 ký. 5 kg đến 23 kg mọi người lưu ý giùm em nhé. Hàng này quá đẹp luôn. 5 kg đến 23 kg. Ok chị Hà Nguyễn. Bé gái là cổ okay, chị đi. Phúc Thái. Đó. Bộ dài Phúc chị Thái ơi, đừng có ghi okay. Là trai không. Bộ dài ghi trai không là không được chốt đơn chị đâu. Phúc Thái ghi giúp em bộ dài. Kèm giúp em một dòng thôi các bạn, nhắn giùm em một dòng là bộ dài chị bé Ngọc gái Lan, hoặc okay. Bé trai kèm số ký kèm số điện thoại nhé.
Chị Hương Nguyễn comment lại giúp em là bộ dài bé trai kèm số kiếm kèm số điện thoại. Hồng cưng quá. Ok chị Trần Quyên. Đây. Ok chị Hoàng Phan. Bắt đầu tới bé trai này các bạn nhé. Đó. Tao nói đẹp lắm, khủng long, quan trọng là nó rẻ. Ôi mà nó xinh. Ok chị Kim Tiến Huy. Cái chất lượng nữa các bạn ạ, à. Không những đẹp, không những rẻ mà nó còn làm sao chất lượng. Ok chị Hiếm Nguyễn. Nó phù hợp với các con vô cùng luôn các bạn. Đúng lứa tuổi của các con luôn, lứa tuổi nhỏ nhi đồng của các con okay, luôn. Ok chị Cầm Hương Nguyễn. Tức là mặc lên thì nó quá xinh. Ok chị Hồng Đào. Ok của mây trời. Mây của trời, ok mây của trời dễ thương quá. Của mây trời, mây của trời. Mây của trời. Đó, ok chị Tú Thị. Bé trai 5 bộ 5 màu và giá chỉ có 190.000 nhá. Dạ ok chị Hoàng Phúc ạ. Đó các bạn ơi, Nguyễn Thị Thu Thủy, Thủy okay, okay. Rồi, ok Nguyễn Diễm Trinh, Diễm Trinh Nguyễn Trần chưa có điện thoại, chưa được chốt đơn nhá. Diễm Trinh Nguyễn Trần ơi, hãy comment rõ giùm em là bộ dài kèm số ký kèm số điện thoại mới được chốt đơn nha mọi người. Em sẽ lên bé trai luôn dài, yên tâm đi, xả tới giờ tới 4 giờ chiều mà. Anh Tuyết Nguyễn ok, Lệ Mít ok, Thu Hương ok này. Rồi, Dung Nguyễn ok, Đan Phạm ok nhá, Nhung Phạm ok này, Lê Hải Yến ok. Ngày mai các bạn cứ comment đúng cú pháp, đúng số điện thoại, nhân viên bên chị Nhung sẽ gọi điện cho đơn. Các bạn không phải làm điều gì cả. Đó, còn bạn nào cần hàng chắc chắn có hàng, muốn có hàng chắc chắn thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại vào trong trang xưởng và inbox tất cả những cái mã mà các bạn đã được chốt thì chắc chắn sẽ có hàng các bạn nhé. Ok chị Loan Nguyễn, ok chị Trần Hoa. Ok Phạm Bích Thủy này, ok này. Là Long Linh ok này, cứ từ 4 ký cho đến 2 3 ký là quất cho em. Nó rẻ như thế này mà tội gì không lấy. Em nói thiệt sự như em chắc em mua chục bộ luôn. Ok Út Hậu chứ để mà ít bữa nữa vào trời mưa rồi chứ đặt đồ không kịp cho con, một tuần nó mưa cả một tuần. Quần lúc nào, quần áo lúc nào nó cũng ẩm ướt, không kịp giặt. Em cứ cho đi. Ok chị Nguyễn Phạm ạ. Cola Oka gì đây? Cola Coca, ok Cola Coca luôn nha. Ôi nó đẹp quá. Diễm Trinh Nguyễn Trần hãy comment cho chị Nhung số điện thoại kèm theo. Đấy. Nhi Trần ok, Hoa Võ ok, Út Hậu Lê ok rồi. Các bạn ơi comment nhanh đi. Ôi từ 6 ký cho đến các bạn ơi có lưu ý giùm em là từ 4 ký cho đến 2-3 ký, từ 4 ký cho 2-3 ký. Chuẩn. Ok Thanh Phương Ngô luôn. Chị Giang Nguyễn kèm số điện thoại thả cho em đi các chị Giang Nguyễn ơi. Bộ dài bé trai 13 và 19 nhưng lại không có số điện thoại. Hàng bao zip, hàng bao zip chuẩn luôn. Ok chị Như Ý Lê, ok luôn ạ. Hàng bao zip hàng cutter đó, hàng cutter đấy. Ok chuẩn luôn ạ. Tươi đẹp ngay ok. Rồi bắt đầu nhá. Hai quần ok chị luôn ạ. Xả mọi người ơi, xả các bạn lưu ý giúp em là xả bé bộ dài bé trai và bé gái của chúng ta từ 4 kg cho đến 2-3 kg chỉ có 190.000 năm bộ. 190.000 năm bộ có tin ai nổi không ạ? Quần trục là 101 một trục, em nói là em xả lỗ và bởi vì sao ạ? Quan trọng là hơn hết là hiện tại bây giờ em muốn rằng thanh lý cái em muốn giải phóng cái bớt cái mặt bằng đấy bữa nữa vào vụ mùa mưa. Đó các bạn nhìn. Thôi em phải cho xây lại luôn mọi người. Ok đó, chị đây Su này, những cái tường này thấy không các bạn ông ạ? Đó. Đây này, nước mưa nó thấm này. Nên ít bữa nữa là nhá. Phải xả hết. Hello chồng, chồng hai cái con nào chồng ơi? Hello. Em đang quay anh đấy. Chồng. Hưởng ứng cái nào? Kỳ không hiểu, không phản xạ nhanh được, kỳ cục. Ok. Bé trai 30 kg em sẽ có bộ ngắn cho chị nhá, chị Ngọc Lan ơi, em xả hết mọi người đấy ạ, yên tâm. Và okay, bộ trái tim đẹp ừ đây xả okay. Bộ dài đúng rồi, bộ dài kèm số ký kèm số thoại bé gái đây không? Đây các chị em nhìn nhé, em chị vừa like quần trục xong. Dân Phạm Phạm Dân vô tí coi lại xem lại giúp em nhá các bạn chị này nhá. Đây này bé gái nó sẽ có cái nơ chạy rô đê ở cổ mọi người nhé, bé gái sẽ có cái nơ chạy rô đê ở cổ, các chị em thấy không ạ? Đó đây là bé gái này, các bạn lưu giùm nhá, bé gái này bộ dài đó. Đó, bộ chị dài. Số comment giúp em đúng bộ không dài, bộ bé dài bé trai này. Bé gái kèm số ký kèm số điện thoại giúp các em. Các bạn chỉ cần comment giùm em là bộ dài kèm số ký, bộ dài bé trai hoặc bộ dài bé chị gái kèm số ký kèm số điện thoại. Đó em các chị em này. Ôi cho nó mẹ ơi nó rẻ. Ta nói nó rẻ chỗ cái bộ máy bay là sao yêu quá nhỉ. Ôi ta thích cái bộ này quá à. Không còn một ri nào ạ. Hết sạch siêu nhân rồi. Thảo Huỳnh ơi chắc là khoảng tầm ngày mốt nó có hàng lại đấy gái Thảo Huỳnh ơi. Tiếp nhỉ. Chị Thu Thảo comment lại giúp em đúng cú pháp là bộ dài bé trai. Em cảm ơn chị Thu Lan. Số ký kèm số điện thoại. Chị Thu Lan hãy comment cho em là bộ dài kèm số ký kèm số điện thoại và ghi rõ giùm em nhá mọi người ơi. Ghi rõ giùm em là bộ trai bé gái. Chị Thu Lan ơi chị nhắn tin lại trong trang xưởng lát nữa các bạn sẽ nhắn cho chị cái địa chỉ của cụ thể bên em nhá chị nhá. Đó, 190.000 lưu ý giùm em nào. Ai lấy comment giùm em này. 190.000 năm bộ trai hoặc gái em chuẩn bị qua mẫu. Em ơi. Quần jean bé trai không sao mặc băng à? Vải đẹp giống là chưa không chị? Ô cái vải này đã lắm chị ơi. Cái này là vải cà tơ nha chị. Cái chất liệu vải cà tơ nó sẽ không giống như cái vải của tông 4 chiều. Ô ok đó. Chị Hương Trinh đợi nó một xíu. Nhưng có điều hàng này nó sẽ là mặc okay, body. Su các bạn chị em lưu ý nhá. Đây là hàng mặc body.
bé mặc nó không quá dày, nó không quá dạ, nắng, bán lẻ nha, không chị. Quá dày, không quá nóng, đủ để có thể giữ được cơ thể cho chúng, cho các bé okay, vào cái mùa hè cũng như là mùa thu. Nếu mà mùa thu thời tiết bắt đầu hơi se se lạnh, con mặc rất là ok, okay. Còn Hòa nếu ví dụ như mùa hè các bé nó mặc ngủ máy lạnh thì cực kỳ phù hợp okay, luôn chị, đó chứ không phải là cái okay, hàng nỉ dày cộm mà bạn nhá, hàng nỉ dày cộm thì sẽ mặc vào trong mùa đông, hàng này nó không dày giống như cái hàng đó, nhưng con mặc lên là cực kỳ sướng luôn. Cô Tí nhà em nói thực sự luôn, ở Sài Gòn mà mặc quanh năm suốt tháng, bởi vì sao ạ, buổi tối bé nó ngủ nó không phải mặc bộ đồ này ngủ suốt ngày luôn các bạn ạ, buổi tối, tại vì sao, bé nó không chịu đắp mền, gần như là bố mẹ đắp mền nhưng mà con không bao giờ đắp, nên bởi vậy gần 100% ngày nào cũng phải mặc những cái bộ đồ này. Nó okay, cô Tí mặc bộ đồ này nó thoải mái lắm, cái vải nó co giãn, nó ôm theo cái người của con, nó cưng không tiểu nổi luôn. Đấy các chị em nhanh chóng mền em là ok, 26 kg không vừa. Diệu Hiền ơi, 26 kg không vừa, hay bé gái đây. Ok chị Thủy Bùi ạ, Thủy em thấy chị Thủy Bùi ok, có 190.000 các bạn nhá, 190.000 ok, Thủy Bùi ok, Thủy Bùi rồi đó. Bộ xả, bộ dài kèm số ký kèm số điện thoại, ngay lập tức các chị em sẽ được chốt với giá 190.000 năm bộ, 190.000 năm bộ, tin nổi không ạ? À? Okay, 190.000 năm bộ okay, nhá. Ok các chị luôn. Phan Thị Đông Thu, các bạn chưa biết hàng cà tơ à? Ai đã sở hữu cà tơ bên em rồi, các bạn comment giùm em là cái vải cà tơ các bạn mặc lên có sướng không ạ? À? Ai là dạng như là gọi là fan ruột đấy, fan ruột cà tơ các bạn comment cho em. Chị Cẩm Châu đã được các nhân viên gọi điện để chị bill cho chị em. Dạ, kiểm tra để chị. Chị Cẩm Châu hình như là nhân viên đang gọi điện cho chị giao cái đơn hàng kia đúng không? Em thấy vào sáng này các bạn. Gia Bảo ơi, 5 bộ 20 kg, nhưng mà hãy ghi rõ giùm em là bộ dài kèm bé trai hoặc bé gái, kèm số ký kèm số điện thoại, đầy đủ thông tin thì mới nhận đơn nha mọi người nha. Chị có ở Tiếp Toàn Quốc, chị Tiếp Toàn Quốc. Đấy. Mai bền chị gửi lười không được không? Về em về quê chơi không có người nhận hàng. Không thì chị nhắn địa chỉ mới đây thì em ship hàng luôn. Dạ, em cảm ơn chị Cẩm Châu mà không biết ship đi chưa. Gọi nếu mà gọi rồi thì là ship đi rồi chị ơi. Sướng luôn đúng không? Vải rất đã chị ơi. Đó, Lê Hoa là một trong số những người đã mua hàng này rồi. Đó, ok, em qua mẫu mới. Trời ơi, lên ăn ốt cốt của bé gái hả? Tại Gia Hân muốn gặp riêng chị mới ghê chứ kìa chị ơi, trên đầu đóng cửa gặp riêng. Ai chị ai? Tại Gia Hân. Ok, các chị cứ nhắn giúp Thành em là bộ dài ok lắm chị ạ. Bộ à. Dài bé trai hoặc bé gái kèm số ký kèm số điện thoại giúp em ạ. À. Chị Gia Bảo chưa có số điện thoại, em chưa chốt bill được ạ. Chị Trần Hiếu comment lại giúp em là bộ em dài bé trai giúp em với nha. Ok, chị Ari Bảo Trần luôn. Đúng rồi, rất là đẹp luôn đó, đẹp mà cực rẻ luôn đó. Em đang xả kho, tổng xí xả kho các chị ạ. À. Ê, tổng lẻ xả kho đi. Nguyễn Vũ Nhật, rẻ mà đẹp nữa các chị ạ. À. Đó, ok, quá ok, rẻ mà, chị nói rẻ lắm. Bộ dài kèm số ký kèm số điện thoại, ngay lập tức các chị em sẽ được Huy chốt Lê, ok nhá. Chị Huy Lê ạ. Ơi, Tạ Gia Hân ơi, chị em muốn lấy xỉ hả? Nếu vào lấy xỉ chị Nhung sẽ cho em số điện thoại của Zalo nha gái nhá. Dạ ok, Út Diệu, ok ạ, à, ok, cảm ơn chị. Anh Thái ơi, bộ siêu nhân mình còn không? Em xem bé trai đi, dạ, đợi một xíu em sẽ lên bộ bé trai lại. Bộ siêu nhân mình còn ri nào không? Cho em thanh dạo hình mấy ri? Không còn một ri nào. Đợi lên hàng lại á chị. Tại vì cái này các mẹ họ nhiều quá, chứ để em mấy bữa nữa em lên rồi. Hàng lại. Thanh dạo hình ơi, đừng buồn nhá. Cảm ơn mọi người. Ok, chị tươi đẹp ngay, ok, ok, mưa mùa hè luôn ạ. À. 5 bộ như là mưa mùa hè mua combo, 2 combo ấy combo, nhỉ? Đúng rồi. Ok, chị mưa mùa hè. Các chị em ơi, bé trai lên rửa bây giờ đó. À, bộ dài tay bán combo 5 bộ giá 190 chị Ái Khả Nguyễn. Bé trai bé gái từ à Tạ Gia Hân hả? Em ơi, em ghi này, khi nào có số điện thoại thì khi nào có bút thì em nói chị Nhung đọc cho số điện thoại. Đây, các bạn ơi, nếu mà các bạn trừ hao thì các bạn lưu giúp em trừ hao vừa vừa thôi nhá. Tránh tình trạng con 15 kg trừ hao 19 kg là đảm bảo, em nói thật sự là nhiều bạn nhận hàng về bị rộng thùng thình đấy. Nhiều bạn kêu trời ơi chị ơi, chết okay, rồi sao chị mà Gia Bảo luôn nó rộng thế. Thì tại vì sao ạ? À? Con 15 kg mà chốt 19 kg, em đảm bảo các chị em sẽ rất là rộng. Các bạn lưu nhá, hàng này mặc body nó mới cưng. Hàng này mặc body các bạn nhá. Rồi, em ok giá chị. Của chúng, à quên rồi, số điện thoại của chị Nhung này 0937495480. Các bạn lưu nhá, em đó là hàng xỉ nhá. Đó là Zalo của xỉ. 0937495480, đó là số điện thoại của các bạn liên hệ với xỉ các chị em nhá. 0937495480. Các bạn lưu nhá. Bộ cà tơ dài tay 5 bộ giá 190.000 cho cả bé trai bé gái từ 6 kg tới 23 kg. Còn màu nào nữa không? Có 3 màu mà. Thế nào nào? Màu xanh 3 màu. Ủa, ngày qua cái này còn 4 5 màu mà. Còn lại có 3 màu xỉ đóng hết luôn. Có 3 màu. Nghĩ đó. Trời ơi, không buồn hả? Cô mua này còn 3 này hả? Không còn hả? Còn không? Còn được bao nhiêu đi hả? Trời ơi. Còn không? Sao chị Nhung? À, giống như ai múa rẻ bên đeo thì bạn ơi.
Thả tim. Hôm nay chị Nhung xả kho, đang xả kho. Hả? Còn được bao nhiêu đi? Em cho chị Nhung cái màu đỏ nữa đi, chị thích màu đỏ lắm luôn á. Ừ, xả hết cho các chị em ngày hôm nay các bạn ơi. Em nói thật sự là mỗi một mẹ chỉ cần bỏ ra 1 triệu bạc thôi là các bạn mua cả một cái nhà luôn á. Em nói thiệt, mua cả một cái gia đình mặc luôn các bạn ạ, à, mua cho tất cả các em Úc rồi cháu chắt luôn. Em nói thiệt các bạn chỉ cần bỏ, em nói thiệt ngày hôm nay các bạn chỉ cần nó bỏ vài trăm ngàn chưa đến 1 triệu mà các bạn có thể mua được một cái tổng số lượng cực khủng luôn. Các bạn ạ, à, đi mua bộ đồ ăn có 190 nghìn mà 5 bộ. Có ai tin nổi cái giá bèo bèo nhèo đó không? Không ai tin đúng không? Ngày hôm nay các bạn thấy điều đó và giải vải cực kỳ đẹp luôn. À, 34 kg thì em xin lỗi chị Lê Thị Long, hôm nay để không có. Lê Thị Long là khách sỉ hay khách lẻ mà sao avatar lại mới ta? Lê. Rồi, ok ok. Hàng công ty Oscot. Nhức nách không? Hàng của công ty Oscot mà hôm nay là em lại xả luôn các chị em ạ. À. Nhức nách chưa? Các bạn ơi, ok, cảm ơn fan Thị Đông Thu, cảm ơn mọi người, bộ dài bé gái. Ok, Lê Huyên Ngọc nhé. Có 190.000 năm bộ Lê Huyên Ngọc ạ. Này. Các bạn lưu ý như này, cái vải này. Thấy chị là tốn tiền rồi đó. Nhưng mà lại mình được sung sướng, mình được hạnh phúc các chị ạ. Mình sung sướng mà mình hạnh phúc thành như em mua hàng nhà chị Nhung hơn 10 triệu rồi đó. Lý Thanh à? Nhưng phải thừa nhận rằng là 10 triệu đó em có thể thay được cả một cái tủ đồ cho con đúng không? Em thay đồ, thay được cả một tủ đồ luôn đúng không? À, chị ơi, toàn bộ là ship đồng giá 30.000, 33.000 nha mọi người nhé. Có bé trai 30 kg, chị Huy Lê chờ em một xíu thôi. Có bé trai lớn luôn ạ, à. Em lên bé gái nhí xong bắt đầu lên bé trai đại cho mọi người. Đây này, em nói điều em củi. Mẹ ta mà, em nói thật sự là em mà đã vui em xả hết cho các chị em luôn. Đây, cái má của bé trai hôm nay, giờ này các bé nó nghỉ rồi này. Đây, hàng đài của bé trai đây. Giờ này vẫn còn đang gấp xếp đây này. Sỉ còn chưa có này, khổ thân các bạn sỉ chưa? Các bạn đây này. Đó, cần thiết chiều cuối giờ like em xả luôn cái mã này cho các chị em. Xả luôn này, có gì thứ năm nó mấy nhỏ nó khỏi phải đóng hàng, khỏi phải like em tắt like luôn. Cứ hai tổ chứ một tổ cũng không hết. Có 10 triệu mà nó mua cả hai tổ nó ác thiệt luôn. Đấy, bộ đại bé trai, đây là bộ đại nha mọi người nha. Đây này. Ôi đẹp thần thánh luôn các chị em ơi. Các chị em ơi đẹp thần thánh luôn. Đó đại bé trai đó, chiều nay em xả hết cho các chị em. Chiều nay đây này, những cái hàng này là bên xưởng xưởng may nó đưa về mà chưa gấp xếp chưa ủi này. Đó, em xả hết các chị em ạ, à, em xả hết các chị em. Tại vì sao ạ? À? Ít bữa nữa bắt đầu em đỡ phải dọn để mà sửa cái nhà. Ôi cha cưng cưng úp cho chị Nhung. Ồ, đồ bé trai đặt Trinh Vang bữa em đặt hàng mà chả thấy đâu. Thế có để số điện thoại chuẩn cho chị Nhung không? Phải chuẩn số điện thoại nha. Em lưu ý cho các chị em là đây là hàng của công ty Oscot. À sorry mọi người, đây là hàng của Level Kit. Đây là hàng Level Kit. Nhưng cái hàng này thì không phải là xưởng của em lên. Bởi vì sao ạ? Đây là hàng của công ty. Nó là công ty thương hiệu hàng Level Kit. Hàng này trong shop nó sẽ bán rơi tầm khoảng, nếu mà để vào con cưng thì nó rơi khoảng 160 một bộ. Các bạn lưu ý giùm em. Nó rơi tầm 160 một bộ. Còn trong cái live stream này, đây, hàng này là chị Nhung live từ bây giờ cho tới lúc Facebook đuổi thôi mới nghỉ, Mai Đào Nguyễn ạ. À. Nên bởi vậy tác bạn bè vào, tác bạn bè, tác bạn đồng nghiệp vào, vào đây để săn hàng cho con ngày hôm nay nhá. Đó các chị em này, bộ này của chúng ta nó quá đẹp luôn. Like khi nào Facebook đuổi nghỉ, đuổi nghỉ. À, không nhập bộ dài tay xe to. Chị Nhung có nhập đâu, chị Nhung sản xuất cái gì Nhung chụp bán cái đó mà. Chị là người sản xuất trực tiếp mà. Đó, dịu ạ. Rồi cái bộ này là chỉ có duy nhất là cái lô này là do công ty nó nhờ chị Nhung ký gửi, chị Nhung nhờ chị Nhung bán dùng. Tại bản thân họ thì cái thời điểm này các bạn bán hơi chậm nên mà các bạn nhờ chị Nhung bán dùng thôi. Nên giá sale. Giá sale nha. Sale luôn, đã sale là phải sale tới bến đúng không ạ? Ủa cái màu cam đó, màu cam này tôi nói là thiệt các bạn ơi, bộ này sang chảnh quá. Chị nha, em màu xanh nha. Chị làm gì có em xanh? Duyên Phạm kia có lấy xanh thì nói anh Thái. Trời ơi chị làm gì có em xanh? Ủa? Ủa xanh ở đâu ra vậy? Không, ở tối hôm qua hình như là Duyên Phạm nó hết xanh này. Hay cho Duyên Phạm đi xanh. Ủa vậy hả? Ai biết đâu mẹ Úc nó sản chị Nhung đó. Nó sản chị Nhung được cái màu nào bây giờ nó like bộ này. Ok combo này được bao nhiêu bộ em? Ôi dồi ôi thế thì ít lắm. Mỗi một size chúng cũng chỉ có được 4 mẹ mua được nha mọi người ơi. 4 đến 5 mẹ mua được thôi mỗi một size. Và chúng ta lưu ý giùm em là tức là nhận nhầm lên là 32 mẹ mua được thôi nhá. Chỉ có 32 mẹ mua được các chị em nhá. Tức là mỗi màu 4 ri và 32 mẹ mua được. Hàng này của công ty Level Kit nó là đỉnh đỉnh luôn nhá. Hết tiền giờ lại mua nữa chắc chết quá.
bong bóng đó. Rồi bây giờ bắt đầu em nhẩm tiền đây các chị em ạ. À. Em nhẩm tiền nhá. Hàng này ai lấy mã này comment giùm em là bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại và có size từ 7 ký cho đến 25 ký, bộ bong bóng combo 5 bộ mong màu. Em xả nhá các chị em nha. 160 nhưng em sale xả trong cái livestream này tôi nói chỉ bằng số lẻ thôi. Chỉ bằng số lẻ thôi. Tên 65 nhân cho 5. Thôi là nhân cho 4 thôi em. Nhân cho 4 thôi. 4 bộ hả? Trời ơi 260.000. Em xin lỗi mọi người là rẻ như bèo luôn mọi người ạ. À. Em xin lỗi mọi người nhưng mà thôi. Như thế này đi em quyết định mọi người ơi, đừng ghi bé gái bé trai gì cả. Hãy comment giùm em là combo bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại. Xả 250.000. 4 bộ. Các chị em lưu ý nhá, chỉ có 4 bộ thôi. Lưu ý giùm em là 4 bộ nha mọi người, chứ không phải 5 bộ đâu ạ. 4 bộ không 5 bộ nhá. 5 bộ sợ nhiều quá, tội nghiệp các bạn. Tại vì sao ạ? Để dành cho các bạn xỉ, cắt cho bạn xỉ mỗi bạn mấy đi chứ không để các bạn kiện. Các bạn kiện chết. Bộ bong bóng kèm số ký hiện tại giá của chúng ta em ghim chuyện chuyện nhung nhá. Bộ bong bóng kèm số ký ghim đi cho các bạn nhìn này. Bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại và xả là combo là 250.000, 4 bộ là nhiêu tiền đi? Như tiền bộ bố? Chưa đến 65 ngàn một bộ. Ôi các bạn ơi, tức là như vậy là các bạn đi ra ngoài mua 160, 170 thì các bạn sẽ mua được một bộ. Nhưng ở đây 160, 170 các bạn mua được 3 bộ đấy. Mua được 3 bộ luôn các chị em ạ. Trời ơi đâu mà rẻ thần thánh luôn các chị em ơi. Rẻ thần thánh luôn, trời ơi đẹp lắm luôn á. Rẻ, tức là một với số tiền các bạn ạ, với một số tiền các bạn đi ra ngoài shop các bạn mua một bộ thì hôm nay các bạn mua được tới 3 bộ các chị em nhá, mua được 3 bộ luôn. Thì tại sao mà không comment nhanh đi ạ? Chỉ có 32 mẹ thôi, bắt đầu em comment này, em chốt này. Chỉ có 32 mẹ mua được thôi nha em nhá. 260 hả? Hay là 250.000 cho tròn, đỡ phải viết bill. Ừ, 250.000 nha mọi người ơi. Rồi bắt đầu này, bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại nha mọi người ơi, phải chuẩn cho em. Đừng có viết là bé gái là không được chốt đơn đâu, mà phải ghi rõ giùm em là bộ bong bóng. Nguyễn Lan Anh ơi comment lại đi. Rồi Phương Dương comment lại đi, combo bé gái. Đừng ghi như vậy mà hãy comment giùm em là bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại. 250.000 4 bộ, tức là chỉ có là chưa đến 65.000 một bộ. Trời ơi, tao nói bèo hàng của công ty nữa chứ. Rồi, ôi, Bích Liên Nguyễn Thị đã gửi cho em nó hủ kem chưa? Chồng. Gì? Bích Liên Nguyễn Thị. Gì? À quên, em. Bích Liên Nguyễn Thị. À, gửi kem cho em đã chưa? Ok, Xuân Nguyễn này các bạn ơi, nhưng mà Xuân Nguyễn này chưa có số ký này. Bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại nha các chị em nha. Bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại chỉ có 250.000, quá xuất sắc luôn. 250.000 nha mọi người nha. Cái này có 5 màu nhưng mà thực chất là ngày mai em sẽ đóng ra một màu, em bỏ bớt màu. Chắc sợ màu xanh không biết là đủ không, hay màu hồng phấn không biết đủ không. Chị ghim nhầm. Đây, sửa đây. 250.000. Siêu rẻ luôn. Chốt nhanh cho em nha, 5 màu, màu cam, màu hồng sen, màu đỏ các chị em này. Đó, các chị em ơi. Bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại cho em nhé. Hàng này. Trời ơi cái quần này sao nó xinh như thế này các bạn. Xinh như thế này mà có 65 ngàn hả bé? Có 65 ngàn, chưa đến 65 ngàn nữa, 64 ngàn nữa. Trời ơi. Em nói thiệt, một với cái số tiền này các bạn đi ra ngoài các bạn mua chưa được 2 bộ đâu, chứ đừng nói là 4 bộ nha mọi người nhé. Thực sự luôn, bởi vì hàng của Level Kit nó rất là mắc. Cái anh vải này này, cái mình vải của cái thằng Level Kit này nó đặc biệt ở cái chỗ là gì ạ? Nó không phải là cái dạng giày cộm, bởi vì nó đơn giản nó không phải là hàng pha. Nó không phải hàng pha. Đó, nó không phải là hàng pha mà nó là hàng 100% cô tông, nên cái mình vải của nó rất là mịn dai. Chị biết lên em lại giúp em nhá. Hoặc là ngày mai các bạn chốt đơn thì nhắc giùm em hũ kem đó. Bắt đầu em chốt đơn nha mọi người ơi. Ok, bắt đầu chị Úc đọc cho chị Nhung là 250 nhá. Rồi ok rồi, bắt đầu em chốt từ trên này. Ok, Huyên Lê Ngọc này mà 250.000 nhá. Ok, gái ơi lấy hai combo về cho con nó xuống, cho nó mặc gặp cặp với nhau. Ok, Huyên Lê này 250.000. Ok, okay Đào Lê này. Ok, Đào Lê nha. Rồi, ok bạn Ngọc Lan này. Ok, Thanh Tân. Thanh Tân bố hôm trước đơn hàng của Thanh Tân phát không thành công phải không? Rồi ok, Xuân Nguyễn, ok Đào Lê. Okay. Rồi ok, Trần Uyên. Xuân Nguyễn ok nha mọi người ơi. Huyên Lê Ngọc rồi nha. Trần Thoa ok này 16 kg, quá đẹp okay, luôn. Bích Liên Nguyễn ok luôn. Trời ơi, Thông Tim Dương ok, có 250.000. 25 kg vừa Khánh My nhá. 25 kg thoải mái luôn chị ạ. 25 kg thoải mái, hàng này 25 okay, 26 kg thoải mái. 25 26 kg, nếu mà bé nào mà 26 kg mà không bụng to ấy, thì là đẹp cực kỳ luôn. Ok chị Nguyễn Trang, đợi xíu em lên lại nhé. Thôi chị em nhé. Đúng rồi. Đúng rồi, trong một livestream em sẽ gộp chung hết mọi người nhá. 26 kg nếu mà con mà vừa người là vẫn ok nhé chị nhá. 26 kg. Ôi bắt đầu em chốt tiếp nha. Nguyễn Lan Anh ok này. Rồi Trinh Nguyên ok, Liên Nguyễn ok, Tuyền Chibi ok và Phương Dương ok. Bạn cứ comment giùm em là bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại và sale trong livestream này chỉ có 250.000.
siêu rẻ luôn, em nói thật sự là quá rẻ luôn. Phương Dương luôn. Trời ơi, từ 7 kg, từ 7 kg cho đến 25 kg. Quá rẻ, thực sự là nó quá rẻ, rẻ siêu khủng, siêu rẻ luôn đó mọi người ạ. Đó, các bạn ơi, comment nhanh cho em nha. Siêu rẻ, chỉ có là 250.000 4 bộ. Đi ra ngoài với 250.000 các bạn mua chưa được 2 bộ đâu. Em thẳng khẳng định với các chị em, nó cũng chỉ được 2 bộ thôi. Đó, mua ở đâu đó rẻ, các bạn mua ở shop thì các bạn chỉ mua được 2 bộ. Nhưng ở đây các bạn mua được một cái số lượng gấp đôi luôn đấy ạ. Với số lượng gấp đôi là được 4 bộ luôn. Rẻ kinh khủng khiếp chưa? Rồi, tiếp tục cô ơi, qua mẫu nha chị Nhung nha. Ai lấy mã này comment cho em là bộ bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại và giá sale chỉ có 250.000. Trời, 250.000. Đồ đồ trai. À, cảm ơn Thái Hòa bộ dài. À, dài chị ơi, 27 kg không vừa đâu. 17 kg thì ok chị Thái Hòa nhá. Nguyễn Giang cảm ơn em. Rồi, tiếp tục bé. Hàng cùng công ty Út Cốt, hàng cao cấp của bé em trai luôn. Trời ơi, lại có bộ này nữa hả? Xinh dã man. Ừ, Nguyễn Lan Anh tức là một em lấy bao nhiêu ký thì em lấy một size, đúng rồi. Tức là combo 4 bộ cho con gái luôn đấy. Số đúng số ký của con gái luôn. Đúng số ký của con gái. Cái hàng này còn ít lắm. Hàng này được bao nhiêu? Hàng này thì siêu ít mọi người ơi. Hàng này thì lưu ý giùm em là siêu ít luôn nha. Bốn mẹ thôi hả? Hả? Tức là 47 21 mẹ thôi hả? Sao lại ít như vậy được? Không thể. Trời ơi. Ôi. Ok chị Nati luôn. Bộ dài bé đây, gái bộ đi bé, rồi. Bộ dài bé gái đây. Bộ dài bé gái đây. Bộ dài bé gái là từ 4 kg cho đến 23 kg và xả chỉ có 190.000. Bộ dài bé trai, bộ dài bé gái từ 4 kg cho đến 23 kg xả 190.000 năm bộ. 190.000 năm bộ. Đó. Ai ưng cái khủng, ai ưng cái anh gọi là gì đây nhỉ? Lion. Hãy comment cho em là Lion đi ạ. À. Ai ưng cái mã này comment cho em một cái chữ Lion. Okay, Nguyễn Hồng. Trời, Nguyễn Hồng nhận được hàng chưa? Chị sorry em. Nhận được hàng chưa? Thôi là hết tiền ạ. À. Yêu thương quá, chia sẻ cho chị Nhung nha, mỗi một bạn. Đó, Nguyễn Lan Anh, đây bộ dài đây. Đó, bộ dài đây. Ai coi lại like xong rồi cứ comment vào cho chị Nhung được hết mọi người ạ. À, cứ comment lại like nha mọi người ơi. Rồi, mỗi một bạn yêu thương hãy chia sẻ cho em 5 lần ở bất kỳ nơi đâu nha mọi người nhé. Bất kỳ nơi đâu các bạn ạ, bất kỳ nơi đâu cho em nhé. Có size 12 kg có thiều hoa, 12 kg thì quá đẹp luôn. À, váy có luôn chị Banh Nguyễn, chờ em một xíu. Rồi ok. Các chị em ơi, các chị em nhìn hàng giúp em nha. Yêu đây, làm sao tao biết được màu gì đây? Quá nó xinh, trời ơi sao nó xinh quá. Cho em xem bộ dài. Ừ. Đây các chị em. Trời ơi, thần thánh chưa? Cao cấp nhé chị Nhung ơi, lát nữa chị Nhung lên bộ cao cấp nữa luôn đấy. Đây, bé nó đang chuẩn bị soạn bộ cao cấp cho các chị em luôn. Hàng này chúng ta cũng chỉ còn được 4 màu thôi hả bé Út? 3 màu. Hả? Ủa hết hàng hả? Sao vậy? Hết màu nào? Ôi, nó còn 3 màu. Ôi, nó đẹp lắm luôn. Rồi, combo Lion nha mọi người ơi. Sư tử. Em thề với mọi người luôn ấy, em thề với mọi người là cu tí mà chị nói hay rồi, chị đừng hát. Đôi khi cuộc sống thì phải, tại sao lại làm cụt hứng như vậy? Đây là câu nói mà chị hay bị nghe nhất trên gia này luôn ấy. Chị nhận hàng sáng nay rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Đào Lê. Đây là câu nói mà thánh nhà chị hay nói nhất. Thôi em hát, à em nói được rồi. Em nói đi, em nói đi thôi vợ anh đừng hát nữa. Tại sao những người này lại có chung suy nghĩ như thế? Không thể nào tưởng tượng này. Một cú sốc tinh thần to lớn dành cho Nikki Karime. Nikki Karime. Rồi ok mọi người ơi. Số 8, anh Nguyễn không có số 8, lớn nhất là số 7. Rồi, hàng này của chúng ta là hả? Không, bộ dài. Các bạn ơi, sư tử này 30kg không vừa nhá. Sư tử này 23kg đổ xuống giúp em. Cũng từ 5kg cho đến 23kg. Lưu ý giúp em là từ 5kg cho đến 23kg. Và xả trong livestream này sốc không thể nào sốc hơn nha. Ai lấy sư tử comment cho em là sư tử kèm số ký kèm số điện thoại, xả 190.000. Tới. Tên 190.000. Chỉ có bao nhiêu em? Bao nhiêu mẹ mua được? 4 mẹ 1 size. 4 mẹ 1 size tức là nhận lên ri này 7 size. 4 sorry là chị mà đúng á. Còn kèm theo cái chữ đúng á đấy chứ. Xin lỗi không thành thật. Sao lại như vậy?
Chứ nó có thành thật. Rồi các bạn ơi, nó từ 5kg cho đến 23kg giúp em nhá. 5kg đến 23kg, hãy chốt nhanh cho em cái combo sư tử này. Nó rẻ quá, có 190.000, chưa đến 200.000 nữa mọi người ạ. Chưa đến 200.000, chia ra thì chỉ có 30 mấy ngàn thôi. Ôi nó bèo bọt mây trôi. Ôi ôi ôi, nó rẻ quá đi thôi. Ôi ôi ôi. Combo sư tử, hãy comment giùm em là sư tử kèm số ký kèm số điện thoại các chị em nha. Sư tử kèm số ký kèm số điện thoại. Chị Ngọc Trân Cao cho em xin số điện thoại. Siêu rẻ luôn. Ok, okay đi, bắt đầu này em bắt đầu em chốt nha. Ok chị Như Quỳnh. Em ơi chị Nhung chốt số ký em đọc 190.000 nha. Rồi bắt đầu chốt này. Ok ấy Nguyễn này. Ok à, không ok này, Trần Hiển 190.000, ok Trần Nguyễn 190.000 này, ok Phạm Bích Thủy 190.000, Ánh Tuyết Nguyễn 190.000 luôn, sư tử Trần Uyên này 190.000. Các bạn nhớ để lại số điện thoại chuẩn chuẩn chuẩn, tránh tình trạng số điện thoại vội quá bấm sai để ngày mai nhân viên lại gọi không được thì nó uổng lắm lắm luôn đấy. Rồi Phúc Thái ok này, Ngọc Trâm Cao thấy số điện thoại, à chị Ngọc Trâm Cao là gọi là khách hàng mà nó là ruột rà luôn ấy, ruột ơ còn hơn ruột rà nữa. À phần mềm lại không tìm ra, chị Ngọc Trâm Cao cho em số điện thoại nhá. Huyền Anti ok, Quỳnh Như ok này. Vâng em sẽ lên bộ dài tay chị vừa lại ra lại rồi. Okay, em coi lại lại cho chị. Đó okay, Trâm Nguyễn ok lắm. Nhá. Hồng Huy ok này, Phương Nga Nguyễn 23 là số 8, chị Nhung lấy số 8 cho rộng rãi. Bộ dài bé gái ok ai okay, Nguyễn. Ok chị Coca-Cola luôn. Hân ra Hân. Em ơi nếu mà em lấy bộ dài thì comment cho chị Nhung là bộ dài bé gái kèm số 7 kèm số điện thoại Ái Nguyễn nhá. Đó, Gia Hân ok, Ánh Tuyết Nguyễn ok. Trời ơi, sư tử kèm số ký kèm số điện thoại cho em. Đấy, Tuyết Hoàng, Tuyết Hoàng ok này. Ui, Tuyết Vani. Yêu các bạn vô cùng. Các bạn ơi, okay, bây giờ em cần lắm những cái comment. Các bạn ơi, các bạn đã sở hữu những cái chất liệu vải như thế này rồi đúng không ạ? Vô vàn các dạ bạn có nhà. Ví dụ như là bình quân một tháng thì nó rơi tầm phải tới tận 3 đến 4 ngàn mẹ đã sở hữu những cái combo hàng bên em. Thì các bạn hãy cho em những cái comment rằng là vải bên em nó như thế nào, có đạt để đạt đủ đạt chuẩn để phục vụ tình yêu thương của các bạn không ạ? Có đủ để đáp ứng tình yêu mà các bạn đã dành cho em quá to lớn trong những ngày qua đúng không ạ? Đó các bạn okay, ơi. Ok chị Trâm Nguyễn ok luôn ạ. Ok 190.000 nhá. Đăng Khoa Thái, chị Dung vui quá. Mấy bạn nhân viên làm những Trần Hiếu ok, ok chị 100.000. Trời ơi mấy đứa nhỏ nó nghe chị Nhung xả hàng nó mừng muốn chết luôn ok đấy. Chị Nguyễn Thị Kim Anh 90.000. Để chị ít đứa đứa phải dọn nhà. Nhưng mà xong rồi. Ok chị Hằng Ba. Nhưng mà xong rồi cái kêu chứ ngày mai tất cả tập trung vào đóng hàng hết. Ok Trần Hiển nha, Trang Nguyễn ok, các bạn cứ comment cho em là Coca Nguyễn Hương Ngọc Hương. Chị ơi cứ comment cho em là từ 5kg cho đến 23kg là vừa hết nhá. Chị Hồng Trinh để sao lại lẩm cẩm thế? Mua hàng là phải kèm số điện thoại. Hồng Trinh ơi, sư tử kèm số ký kèm số điện thoại đi theo thì mới được chốt đơn, là không là tiêu đấy, không được chốt đơn đấy. Hàng nó rẻ quá mà, tội gì không mua cho con. Ơ Quỳnh Nhi, chị Nhung tưởng em là khách sỉ mà sao thầy Yên lại đi bon chen vậy, tội nghiệp thế. Ok bộ dài, cảm ơn Nguyễn Kim Anh, cảm ơn chị rất là nhiều. Có 190.000 thôi, hôm nay em xảo em chọn nó con số này cho nó là gọi là mốc 6 tuổi. Cái quần này là quần đùi mọi người lưu ý giùm em nhé. Đây thì cũng chẳng ngắn đâu các chị em ạ. Đây này ví dụ như em đây, em là đây nó cứ mặc cứ tới ngang đùi như vậy cho con nó mặc cho nó thoải mái. 27kg thì không vừa chị Ngọc Hoa ơi, tiếc nhỉ. Đi đẹp lắm mà hết tiền mua luôn á. Đồ đẹp. Em mới nhận combo đầm hôm qua, vải đẹp trên cả tuyệt vời. Cảm ơn Nguyễn Thắm. Sướng không? Tôi nói sướng cực kỳ luôn. Cảm ơn mọi người. Chị ơi em sắp nghèo với chị. Sao lại sắp nghèo với chị Nhung luôn? Béo quay còn được bao nhiêu cái váy nữa. Lỡ nghèo cho nghèo luôn. Tại vì sao mà em cũng nghèo với các chị em luôn rồi đây này. Chị em có không? Đặng Thị Thái có rồi. Hàn Anti có rồi. Hương Trinh có rồi nhá. Xả quần jean bé trai đi. Thế hôm bữa chị Nhung xả quần jean mà các bạn không mua à? Từ hôm giờ em xả quần jean muốn nó là muốn sập nhóc nhà luôn rồi. Chốt biết bao nhiêu đơn hàng đi rồi mà các chị em lại đi đâu rồi. Để em coi nào có mã nào trên kia. Em ơi chị Nhung muốn coi xem còn bộ đỏ sau lưng rồi. Cái bộ đó là bộ cá mập Phan Thị Đông Thu, bộ cá mập. Em hãy comment cho chị Nhung là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Hàng đó cũng từ 5kg cho đến 23kg và cũng chỉ có 190.000 thôi. 190.000 đó. Trời ơi hôm nay là bán được rất là xả mà nó là xả dã man luôn. Rồi ok. Em sẽ còn rất là nhiều mẫu hot cho các chị em đấy. Các chị em ơi. Rồi, ai lấy sư tử hãy comment cho em là sư tử kèm số ký kèm số điện thoại và xả có 190.000. Em nói thiệt lòng ok Hương Tinh. Hôm nay các bạn bỏ ra chỉ cần 600-700 ngàn thôi các bạn sẽ mua được một cái bao. Về chọi một phát con gà quay lăn đồ luôn. Tôi nói về trước khi mở hàng ra chọi một phát con gà thịt luộc ăn luôn. Tại vì sao ạ? Cái bao hàng nó nặng quá.
thằng nó còn không? Chị Nguyễn hả, em nhận được áo ba lỗ của bạn gái rồi, dễ thương lắm chị ơi, cảm ơn mọi người nhé. Ừ, chờ như một xíu. Tạ Thị Thanh Hương, cảm ơn gái, tất cả mọi người hãy comment. Ừ, Hương Trinh có rồi, Hương Trinh. Sư tử kèm số ký kèm xài xả 190.000. Chắc chắn một điều là cu tí nhà em cũng giống cho các mẹ sẽ có một cái combo này để mặc thôi. Nó yêu quá mà, tội gì không lấy, đúng không ạ? Các bạn ơi, mua hai combo có 380.000. Con mặc thiệt, tí ra ngày nào mà em xả như thế này thì tranh thủ mà hốt nha. Cá mập em không biết còn không, tại em thấy cá mập các bạn chốt đông quá rồi đấy. Đây em cứ nhá mọi người nha. Bé Úc ơi, đây cá mập đây. Cũng làm 5 màu, nhưng cái quần nó kiểu khác một xíu. Đồ ngủ này là 190.000 năm bộ. Hôm nay chị Nhung chọn mốc 190.000, có 38.000 một bộ thôi. Sư tử kèm số ký kèm số thoại cho mọi người nha. Giờ này tranh thủ bây giờ mà nhân viên nó đang nghỉ gấp xếp mà kia. Ok ok. Đó, mặc mấy mùa hè mặc mấy cái bộ đồ này lên có phải sướng không? Ok, sư tử hàng này 23 kg đổ xuống. Sư tử và cá mập đều 23 kg đổ xuống. Bộ đó, kết hợp với bộ đó. Ờ. Em, bé, bộ đại bé trai còn bao nhiêu cái? Thì xả hết cho mọi người bộ đại bé trai. Bộ đại bé trai. Bộ đại bé trai sọc ấy, xả hết cho mọi người đi. Không, chị Nhung á, Huế Phan Thị. Cảm ơn mọi người, ok. Ấy em phải cho số điện thoại Phan Thị Đông Thu kèm số điện thoại cho chị Nhung. Combo sư tử kèm số ký kèm số điện thoại. Quần trục dài chị Nhung không à, quần trục đùi thì hôm nay không có. Quần trục dài chị Nhung like rồi. Rồi. Trong thời gian bé Úc nó soạn tiếp theo. Các chị em ạ. À, xả gái đi chị Ngọc Lan. Đúng rồi, em xả gái trai liên tục mà. Em xả cứ một trai một gái, xả một trai một gái, bộ dài. Ơi, bộ dài như vậy. Đây, bộ dài đây, bé gái bé trai đây. Đó, đủ bông, tức là một combo 5 bộ 5 màu mà xả có 190.000 thôi nha. Nó rẻ lắm, chị nói thiệt, nó rẻ mà nó đẹp cực kỳ luôn. Váy có chị nha. Đây bé trai đây, các chị em nhìn thấy chưa? Đó, sư tử, máy bay. Các chị em thấy không? Máy bay đó. Rồi, con bọ cánh cứng, bé trai cũng vậy, 5 bộ 5 màu và giá chỉ có trai gái cũng đồng giá luôn là 190.000. À, cà tơ vải chị, bộ đùi á, vải cô tông 4 chiều, tủ nương, vải cô tông gái yêu ạ. Đó, Sen Nguyễn kèm số điện thoại chính ok. Sen ơi, sư tử và cá mập luôn nhưng mà lại không có số ký. Ôi, con bé gái này thiệt lẩm cẩm. Comment cho chị Nhung là cá mập hoặc sư tử kèm số ký kèm số điện thoại chị Nhung và xả trong livestream là 190.000. Ngày hôm nay cứ 190.000 đi bước đều, bước 1 2 3 4. Còn cái kia? 18 thôi. Thế em nè. Còn kia? Thì đó 18. Hai thằng giống nhau. Ba bộ thế nào? Thế là hả? Thế là hả? Ok. Chị Hoa ơi, ghi chị Nhung là bộ dài kèm số ký kèm số điện thoại. Đầm có luôn, xả đầm hết. Oanh Nguyễn chờ chị Nhung một xíu, chị Nhung xả đầm cho. Mới bắt đầu được bao nhiêu phút đâu. Mới bắt đầu được có bao nhiêu tiếng rồi em? Ẻo có hơn tiếng mà. 4 tiếng lượng mặc. Combo này xinh quá luôn ấy. Hàng xúc xị nha các chị nhá. Chị nói nghe nè. Các chị em ơi, em nói thiệt lắm. Trước khi đóng hàng ngày mai nhớ để dành thằng cu gỗ một combo, Sony một combo. Chứ còn gì nữa, em đảm bảo tối nay thôi. Ừ, Nhi Hoàng ơi, hôm nay chị Nhung ngồi like lại tại xưởng. Tại vì tiện lấy hàng cho nó nhanh. Tức là các mẹ cứ ok yêu cầu hàng gì chị Nhung xả hết hàng đó. Dạ, có luôn nha. Xả để ít cưới thì Nhung hàng mưa nơi là... rồi. Chị Nhung phải lên cái trần nhà cho nó cao. Nên bởi vậy thay vì là phải xuống hàng đóng vào bao tải thì hôm nay chị Nhung ngồi đây chị Nhung xả hết cho mọi người. Ok, chị Hương xả luôn. Một cái tuần này chị xả trên nóc nhà lầu luôn mọi người ạ. Xả hết cho nó để ít bữa nữa đỡ phải đóng vào bao tải. Chị Nhung ơi, chị mưa rồi. Hàng đẹp quá chứ không phải chị đẹp quá đâu nhá. Em với Úc, okay, ngày mai okay, không cái cho bọn chị ăn luôn. Ngủ không đi hàng này nữa. Cần gì đâu, cần ngày mai tối nay em lấy luôn. Hận luôn, hận nó luôn.
chồng ơi, mình bị thâm hụt quỹ rồi chồng ơi, giờ phải làm sao? Út nó kêu tối nay nó ăn trộm mất cái combo này của em. Ơ chị Như Kỳnh ơi, hồi tối qua em có like cái này rồi. Đó, chị Nhung like xỉ rồi, cái hàng này nó là đỉnh của đỉnh, các lưu ý giùm em. Chị Như Quỳnh có muốn lấy cái xỉ nào thì inbox cho em đi, inbox cho anh Thái đi. Anh Thái chụp hình màn hình điện thoại, anh Thái lấy cho. Size đại bé gái có luôn, ốt cốt còn kìa, ốt cốt còn vài ba ri, em soạn cái hàng bé size đại bé trai, size đại bé gái. Size đại bé gái ốt cốt á. Còn cái gì, ờ, size đại bé gái, ốt cốt còn không? Không. Ừ, cũng được, kệ nó đi, còn được bạn nhiều hay bao nhiêu, còn được bao nhiêu cho các mẹ bao nhiêu, kệ nó cứ giải, còn đúng hai bộ thôi, hai cái mồm thôi. Ok, hàng này các bạn nhìn này, xuống chưa? Ừ, máy bay, đẹp không? Chắc tôi chết. Nhưng em nói nghiêm túc một lòng. Im để chị Nhung nghiêm túc thế nào. Hàng này của chúng ta, nó là hàng vải cô tông 4 chiều chính phẩm. Các lưu ý giùm em nhé. Đây là bộ cô tông 4 chiều chính phẩm loại cao cấp nhất hiện nay. Cái chất liệu vải này là thường là các bạn thương hiệu lớn các bạn sẽ sử dụng may. Nếu bạn nào đi vào thương hiệu lớn, ví dụ như Veco là một này, dòng Veco nha mọi người nhé. Tức là nếu mà để các bạn đi mua bộ đồ này thì nó sẽ phải trên 200 ngàn chứ không có cái giá dưới 100. Lưu ý em, hàng của những cái dòng thương hiệu như thế này các bạn lưu ý em, vải của nó là đúng vải đó các bạn ạ. Sờ vô cái mình vải thì thôi rồi, ôi ta nói trời ơi chịu không nổi này, thôi luôn đó mọi người ạ. Các chị em nhìn này nó sang chưa? Ôi nếu mà bộ đồ này mà con mặc đi học thì tôi nói là chắc em nói là nó sáng nhất quả đất luôn đấy. Sáng nhất quả đất các chị em ạ. À. Em nói thật sự là sáng nhất quả đất nha mọi người nha. Combo máy bay các bạn lưu ý em, đây là combo máy bay và xả trong livestream này luôn. Hàng này mới. Chị Nhung có nghiêm túc thì cũng đây, hai túi quần này, đã chưa? Cái quần này các bạn nhìn này, quần nè. Các chị em nhìn quần này, chất liệu vải quần này, giả jean của em cao cấp đó. Cái hàng quần này nó mắc lắm luôn các chị em ạ. À. Quần này mắc tiền lắm luôn á nha. Hàng mắc tiền, vải cực kỳ mắc tiền. Và cái vải của nó các bạn sờ vô là các bạn nhức nách. Tức là nó sướng quá. Nó sướng như vậy đấy. Rồi các bạn nhìn này, màu tím này, cái vải quần của nó. Rồi lưu ý giùm em, cái màu xanh thì nó quá sang. Bây giờ này các bạn muốn em bán giá sale hay là các bạn bán muốn em bán combo 4 bộ nhá. Combo 4 bộ cho nó. Ủa em ơi, cái hàng này mình còn đủ 4 bộ không? Hay là chỉ có 4 bộ hả? 4 bộ xả combo set máy bay này, em xin lỗi các chị em là xỉ ở ngoài thị trường ấy. Em đóng buôn xong các bạn buôn các bạn xỉ tại chợ An Đông, tức là chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh á. Người ta đang xỉ ra tới tận là 69.000, 67, 69.000 một bộ đó các chị em ạ. Mà ngày hôm nay em xả bằng giá xỉ thị trường luôn. Các tình yêu có tin nổi không? Các tình yêu có tin nổi không? Là em chỉ có ban bằng giá xỉ thị trường mà thôi. 69 nhân cho 4, 275 ngàn. 270 luôn đi cho nó tròn. Nó còn trả giá nữa chứ. Tiền thì thu, em có thu đâu. Trời ơi, nó đi làm, nó làm cho chị Úc. Ok, 275 ngàn cho viết bill cho tròn nha mọi người. Chỉ có 275 ngàn mà mua được cả 4 bộ đồ. Trong khi nếu đúng cái hàng này, đúng chất liệu vải này, các bạn đi ra ngoài mua chỉ có được 1 bộ thôi nhé. Và đặc biệt hàng của chúng ta size từ 7kg cho đến 25kg, không có 30kg. Nào hãy comment nhanh cho em là combo máy bay kèm số ký kèm số đại từ 7 cho đến 25kg xả 275 ngàn hả không? Ta nói nó rẻ gì đâu. Ta nói nó rẻ gì đâu. Đúng rồi, 275 combo máy bay các bạn ơi, comment nhanh đi ạ. Trời ơi nó rẻ quá. Trời ơi mặc lên này các bạn nhìn giùm em đi, sao mà chịu nổi. 275 ngàn, ta nói là rẻ, rẻ dã man luôn đấy. Dã man con ngan luôn mọi người ạ. À. Có bé gái chị Nhung xả bé gái nãy rồi. Rồi ok, Thảo Trần kèm số điện thoại cho chị Nhung. Thảo Trần ơi. Dạ. Yeah. Nào hãy đẩy nhanh cho em là combo bé trai kèm số combo máy bay kèm số ký kèm số điện thoại nha. Bắt đầu em chốt này. Bắt đầu em chốt và lưu ý giùm em, hàng này em chỉ nhận đúng 24 bạn thôi nhá. Các bạn ai lấy nhanh thì để lại cho em là giận chị quá trời, không có số 30 ký hả? Chị Nhung còn tiếc đây. Đây bé Úc năn nỉ, bé Úc có đang soạn hàng sai đại kìa. Có yên tâm. Nha. Okay, combo máy bay kèm số ký kèm số điện thoại, combo máy bay kèm số ký kèm loại xả chỉ có 275 ngàn. Bắt đầu 275 ngàn. Ok chị Đào Nguyễn. Rồi bắt đầu này, Nguyễn Thủy ok này. Nguyễn Ngọc Anh ok này, Thảo Trần ok nha, máy bay này. Tự con đó chị nhá, Trần Thảo Trần. Nguyễn Ngọc Anh máy bay này ok. Hồng Sen ok, Dũng Trần ok, Cao Trinh ok này, An Lê. Ok nha, gấu mẹ kèm số điện thoại Hiện Nhung. Gấu mẹ ơi thả số điện thoại vô, tại sao lại lẩm cẩm không có số điện thoại đi theo thì làm sao mà chốt đơn. Tất cả các chị em hãy comment cho em là combo máy bay kèm số ký kèm số điện thoại và 275 ngàn sale xả tại xưởng và giá của hàng chúng ta là hàng cao cấp.
Nếu các bạn đi ra ngoài mua thì bộ này với chất liệu vải này các bạn đi mua thì em nói thiệt sự là các bạn phải mua tới 200 trên 200 ngàn một bộ đấy. Không có cái chất liệu này đâu các chị em nhá. Không có chất liệu hàng này với cái giá này đâu các chị em ạ. Mà chỉ có 275 ngàn mà được 4 bộ. Các tình yêu ạ, mà toàn hàng xuất sắc thôi. Nó đẹp. Ba lô đấy giờ em lên rồi đó chị. Ba lô em lên rồi. Bạn nào muốn coi lại thì cứ việc coi lại like cho em. Ok chị Tuyết. Ai nhanh tay thì được. Thanh Tân này, ok này, Dũng Trần ok, Trần Uyên ok này. Đó, Trương Thị Thắm ok nha mọi người, Hồng Nghi ok, Lên Nguyễn ok, Đào Nguyễn ok. Đó, 175 ngàn và size từ 7kg cho đến 25kg, 7kg đến 25kg. Ok, gấu mẹ rồi. Tôn Thị Mai Thảo ơi, cho chị Nhung số điện thoại, hãy comment lại cho chị Nhung một dòng thôi. Các bạn comment một dòng thì chuẩn xác. Combo máy bay kèm số ký kèm số điện thoại. Combo máy bay kèm số điện thoại, Huỳnh Trân ok này, Hằng Đoan ok này. Camai Huỳnh mua đi đồ đẹp lắm hả? Thanh Phương Ngô ok này. Gia Bảo 42kg em sẽ lên mã khác chị nhá. Nguyễn Thủy ok này. Đó, các chị em ơi nhớ lưu ý em thả số điện thoại thật chuẩn giúp em tránh tình trạng cho số điện thoại sai. Các bạn trước khi mà bấm enter, thì hãy nhìn lại giúp em là số điện thoại đã chuẩn chưa nhá. Tại vì nếu sao các bạn cho số điện thoại sai là nhân viên bên em liên lạc không được, là ngay lập tức các bạn đi mất đi cái quyền săn hàng sale của chúng ta đấy ạ. Công của các bạn nga nguyên một cái buổi trưa không coi la không không ngủ trưa không không nghỉ ngơi mà lại ngồi săn hàng cho con mà lại không được mua hàng thì rất là tiếc. Để mua được những cái hàng giá sale như thế này, đẹp như thế này, đẳng cấp như thế này với giá tận xưởng thì đúng thực sự là các bạn đã vất vả nguyên mấy tiếng đồng hồ đúng không? Các bạn bỏ một cái thời gian vàng bạc của các bạn. Và đó là lý do tại sao giúp em comment đúng cú pháp, đúng số điện thoại, đúng số ký các bạn mới có đơn nha mọi người nhá. Máy bay kèm số ký kèm số điện thoại xả 275 ngàn. Có size từ 7kg cho đến 25kg. Tuyết Hoàng, Tuyết Hoàng ok, Lệ Nguyễn ok rồi. Nha Chuẩn cảm ơn mọi người nha. Máy bay dồn đơn. Chị Hoa Quỳnh ơi đừng có comment như vậy. Hãy comment cho em là combo máy bay kèm số 9kg kèm số điện thoại cho em Hoa Quỳnh nhá. Chị cứ comment như vậy để sẽ được chốt đơn. Tại vì bên em chốt đơn bằng phần mềm. Họ sẽ, phần mềm nó sẽ lọc máy, phần mềm nó sẽ lọc số điện thoại. Tất cả những cái comment nào có số điện thoại thì nó sẽ hiện lên. Còn nếu không có số điện thoại nó không hiện lên các chị em ạ. Lưu ý em nha. Mua đồ cho bắp với mi nè, rẻ mà đẹp. Cảm ơn Hồng Trần, dễ thương quá. Hồng Đào ok. Ok anh Tuyết Nguyễn nhá. Rồi các bạn ơi, em sẽ lên bộ vé đại bây giờ. Mỹ Hạnh cảm ơn Mỹ Hạnh luôn. Trời ơi chị ơi, có 275 ngàn hàng cao cấp chị nhá. Hàng này là đỉnh của đỉnh luôn. Em nói thực sự nó là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Ôi trông chờ, đúng không? Có ai tin nổi cái hàng này mà em. Hàng này chắc chắn một điều là cu tí nhà em sẽ sở hữu cái bộ này. Thậm chí mà có khi em phải lấy hai combo luôn. Tại vì ít bữa nữa tới hàng ít bữa vào vụ thu thì em lại ít khi sản xuất hàng hè. Bạn là mọi người lưu ý giúp em nhé. Các chị em ơi, ít bữa nữa khi mà bắt đầu vào vụ thu rồi. Tại vì em không phải là khách, em không phải là buôn, mà chủ yếu em là xưởng và em sẽ sản xuất theo nhu cầu của các bạn buôn số lượng lớn. Thì đồng nghĩa việc khi bắt đầu vào thu thì gần như là hàng hè em sản xuất rất là ít. Chỉ tập trung vào hàng dài tay và hàng nỉ bông. Đó, thì lúc đó là những cái bộ đồ ngắn tay như vậy nó rất là hiếm. Nên có khả năng cao là em sẽ dành cho con em ít nhất là hai size luôn. Tức là một combo số 7 và một combo số 8 để dành cho khoảng tầm mấy tháng nữa con mặc luôn. Các bạn ạ, nên bởi vậy hãy chốt nhanh. Bởi vì ít bữa nữa các bạn không có thể nào săn được hàng ngắn tay mà dài, mà đẹp, mà rẻ như thế này đâu mọi người ơi. 275 ngàn giá siêu rẻ luôn đấy. Cảm ơn Thông Hoàng, cảm ơn Hồng Đào, cảm ơn Vân Nguyễn Thị Hồng. Cảm ơn mọi người nha. Giá xả chúng ta là 275 ngàn, 4 bộ, 4 màu đẳng cấp. Cảm ơn Hoa Quỳnh. Bao giờ lên vải bé vậy hả? Bé nhân viên em, bé Úc nhà em đang xả đấy chị ạ. Chị đang cần váy hả? Úc ơi, váy của mình còn bao nhiêu combo? Còn Nguyễn Tuyết Hoa đó, sách nách đây này. Sách nách đây, 190.000. 190.000 năm bộ. Đây, sách nách đó. Em ơi, nếu mà em lấy cá mập thì comment cá mập. Còn nếu mà em lấy con sư tử đâu mất tiêu rồi ấy. Đây, con sư tử này thì comment sư tử. Combo máy bay và đồ dài bé trai. Cảm ơn Tuyền Dương rất nhiều. Đó, các bạn cứ comment như vậy là ngay lập tức các bạn sẽ được chốt đơn đấy ạ. Quá đẹp luôn, em tạm thời em treo vào đây. Không biết cái này nó có bị gãy không hay sao. Các bạn ơi, để mà mua được cái hàng rẻ như thế này thì đúng thực sự là chỉ có mua tận xưởng thôi các bạn ạ. Chứ để các bạn mà đi ra ngoài mua thì nó vô cùng là mắc nhé mọi người nhé. Cà rốt ơi, chị Nhung lên nhiều rồi. Bé Úc ơi, hàng gì vậy? Bộ vải đại bé gái hả? Bộ bé gái kìa chị. Ok, bộ gì bé gái. Em ơi, xong thì Nhung lên luôn cái hàng. Coi xem còn đầm còn bao nhiêu combo nhé. Còn có 4 ri thôi hả? 4 ri thì phải nhận và ghi tên luôn đấy. Hả? Còn có 4 ri thôi hả? Thế thì lại lên luôn em ơi. Kệ đây lỡ rồi. Combo sách nách chị ơi. Chị Năm Trần ơi, chị ạ. À, chị nếu mà chị lấy cái anh cá mập này này. 5 màu, màu đỏ, màu cam, màu xám, màu xanh lá. Đây là cá mập và cái quần nó kiểu như vậy.
thì chị comment cho em là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại nhá. Còn nếu chị lấy bộ lion này, bộ sư tử này thì comment cho em là sư tử kèm số ký kèm số điện thoại. Đấy. Chứ chị đừng có comment sách nách, bởi vì em không biết, tại vì hôm nay nó có tới hai mã sách nách rồi. Hai mã này đều có hai màu. Cái quần ở bộ sư tử thì nó là quần phối khác màu, còn cái bộ này thì nó phối viền hình số này đó, và đều là 190.000 năm bộ. 190.000 năm bộ. Ok rồi, đưa đế đại nha mọi người ơi, em sẽ đưa đế đại cho các chị em đây ạ. Combo máy bay kèm số ký kèm số điện thoại có 190.000 thôi. Kem Huy, Ken Huy bất động sản à? Này á, bất bình à? Cái này với cái này á. Lên này. Lên luôn. Cái ông có đang soạn hàng xây đại bé gái. Xong rồi soạn đại bé trai. Cái này còn được bao nhiêu? Ít lắm luôn. Còn được 5. Buồn vậy. Còn được 5 mẹ thôi hả? Nhé, đừng quên như trước đó hả? Lấn lộn à, sách nách lấn lộn nhé chị. Không lấn lộn được, em hiểu không? Tại vì chị Nhung mà phá lấn lộn như vậy đồng nghĩa việc các bạn cũng sẽ bị lấn lộn luôn. Đó, em ưng mã nào cơ mà thực ra nó chỉ có 190.000 năm bộ, em mua 10 bộ là có bao nhiêu? Có 380 thôi. Ui eo ơi, nó rẻ lắm luôn. Các bạn đi ra ngoài các bạn mua được 3 bộ mà ở đây các bạn mua 3 bộ mà mua được tới tận 10 bộ đấy. Nó thật sự luôn, các bạn mua quá lợi luôn, với 380 các bạn đi ra ngoài các bạn mua chắc được tầm khoảng 4 bộ. 4 bộ mà ở đây các bạn mua tới 10 bộ. 10 bộ luôn, thật sự luôn, rẻ quá. Các bạn ạ, mua 2 combo thì là ví dụ 2 combo sách nách đó là 10 bộ. 10 bộ với có 380.000, 380.000. Với 380.000 các bạn đi ra ngoài mua được 4 bộ bạn, đúng không? Có được 4 bộ thôi mà ở đây mua được 10 bộ. Xẻ bàn tay đếm ngón tay 10 ngón tay. Quần cùng màu combo là gì? Quần cùng màu nó là cá mập chị ạ. Nó là cá mập. Còn nếu mà khác màu thì nó là sư tử lion, sư tử nha chị nhá. Đó. Không cá mập 26 kg thì không vừa rồi. 26. Đẹp chưa? Đẹp thần thánh, hàng này em xả đây. Ai mà đã sở hữu cái combo này đúng cũng chỉ có được hàng này thì nó quá ít nha mọi người nhá. 12 mẹ thôi mọi người ơi, chỉ có 12 mẹ nha các bạn nha. Lưu ý đây chỉ còn đúng 12 mẹ mua được thôi, không có nhiều các chị em lưu ý nhá, không còn nhiều nữa. Ôi, mèng ơi. Ok, đồ bé gái size nhỏ đi châm vỏ đây, chị Nhung lên đây. Cái combo này thì nó có vừa quần đùi và nó là vừa quần Alibaba. Các bạn lưu ý giùm em nha. Cái combo này của chúng ta là vừa. Đây, đang cầm đây, Trinh Vang ơi, chị Nhung xả đây. Cảm ơn chị Vân Nguyễn Thị Hồng nha. Hàng này em xả sốc cho tất cả các chị em luôn. Bé gái 22 kg đi chị, đồ mát mẻ mùa hè đó. Ok Nhi Anh, đây. Chuẩn, cái này là chuẩn đây này. Em ơi, cái hàng này mình còn 3 bộ thôi hả? Ưu tiên cho chị em nào mà chốt nhanh nhá. Ưu tiên ai chốt nhanh thì được, còn chậm tay là hết. Em khẳng định các chị em luôn, ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Và xả sốc 100.000 3 bộ. Combo nhanh đi các bạn ơi, ưu tiên dùm em nha. Những ai có đơn rồi thì hãy comment nhanh cho em đi ạ. 100.000 3 bộ mà cái hàng này các bạn đi ra ngoài mua là 80.000 một bộ đấy ạ. 80.000 một bộ mà hôm nay em xả mọi người 100.000 3 bộ và ưu tiên cho chị em là có đơn hàng rồi hoặc là mua thêm một cái đơn hàng nào đó cộng theo để làm chi ạ. Chứ 100.000 thì ship đi là em sẽ lỗ tiền ship các chị em lưu nhá. 100.000 thực sự nó quá rẻ các chị em ạ, bèo bọt lắm. Ai mà có hai bạn con gái thì quất luôn cho em hai combo. Nó rẻ quá, đừng quên. Hãy comment cho em là combo Alibaba. Hãy comment giùm em là Alibaba kèm số ký kèm số điện thoại, bởi vì thực chất nó là hai bộ Alibaba và một cái quần đùi. Alibaba và một quần đùi. Hãy comment cho em là Alibaba kèm số ký kèm số điện thoại từ 6 ký cho đến 23 ký. 6 ký cho đến 23 ký thôi. 100.000 3 bộ. Ôi mẹ ơi nó rẻ. Từ 6 ký cho đến 23 ký và xả 100.000. Ai lấy hai combo thì comment hai combo. Lấy một combo thì lát nữa săn thêm combo khác để được ship hàng, chứ mất công 100.000 thì rất là uổng. Đó các bạn lưu ý em. Ôi ta nói là không đủ tiền vải, em nói thật sự là em xả không đủ tiền vải đó các chị em ạ. Được dựa sao mua chế Nhung. Ok các bạn ơi, cứ comment giùm em là Alibaba kèm số ký kèm số điện thoại nhé.
Điệp Đoàn, ok Quyên Dương, các bạn ơi ai mà mua hai combo thì comment cho em hai combo, ví dụ như nhà có một đứa con gái với có một bé cháu gái thì mua hai combo về ship luôn, có 200.000 mà được thực 6 bộ thì tôi gì không mua. Như em thì chắc em mua phớt hết luôn đấy, em về em bạn bè đồng nghiệp mà thân thân thì rủ bạn bè đồng nghiệp vào. Đồ dài bé trai là chị Quỳnh Lê ơi, 190.000 năm bộ chị á, đang rẻ lắm luôn, 100.000 ba bộ. Hà Tiên đừng ghi hai combo mà hãy comment cho chị Nhung là Alibaba kèm số ký kèm số điện thoại, xả trong livestream này là 100.000 ba bộ. Riêng cái vải này các bạn đi ra ngoài mua thì okay, không bao Thủy giờ Nguyễn có cái giá dưới 60.000. Em khẳng định với các chị em không bao giờ có cái giá dưới 60.000. Các bạn đi ra ngoài các bạn mua ba cái vải 100.000 ba bộ ngoài chợ Ngọc Đặng chị, ok chị Ngọc Đặng 100.000 luôn ạ. Không nên cho con mặc vừa nóng vừa ngứa. Sao không có xe đạp, em chuẩn bị lên xe đạp chị Thảo Nguyễn. Nó nóng nực. Cái anh vải này mặc lên tao nói bây giờ em còn mát lạnh. Ok chị Ngọc Lan đang đi ra ba, ok em nhìn vải giúp em này. Những chị em nào mà mới vào đây nhá thì các chị em hãy nhìn kỹ okay, chất liệu vải cho em. Ok Nguyễn Trang luôn ạ. Hãy nhìn kỹ chất liệu vải cho em. Ai mà có okay, con trai trời yêu như thế này chẳng. Đây áo cóc tóc các chị em nhìn giùm em nhé. Ok áo Tiếp Money đi với cái anh quần như thế này đây. 100.000 ok quần, chị Thùy Trần luôn đọc, Quần thụng đó. 100.000 ok chị Nguyễn Thùy Trần. Dáng Alibaba đấy. Cứ từ 6 ký cho đến 23 ký. Ok chị Quỳnh, ui cẩn thận, chốt cẩn thận đi. Có 5 ký. Thế này giờ cứ ok khí thế vậy. Ai nhanh tay thì được các bạn ơi, hãy comment cho em là Alibaba kèm số ký kèm số điện thoại nha. Alibaba kèm số ký kèm số điện thoại. Đúng rồi chị, đúng rồi, bộ bé trai 4 bộ 275.000, hàng xấp xịn luôn ạ. Vải xấp xịn và cực kỳ đẹp luôn chị Nguyễn Văn nhá. Hàng này của chúng ta có vô cùng là lợi hại luôn các bạn ạ. Em nghĩ là cái hàng này rất là lợi hại luôn các bạn ạ. Bộ đồ này của con ấy thì nó vừa là cái quần cho con và vừa là cái băng đô cho mẹ. Con lại mẹ luôn. Chị thấy vậy đấy, tại nhiều khi chị đi gội đầu ấy, chị không quên, chị hay quên cái đồ ụp tóc ấy, thì mình có thể lấy cái này vô. Lên đầu Nguyễn Thái à? Đấy, đội quần kìa, vào anh đội quần. Đấy, ai mà đi làm nương làm rẫy đấy, đi ra vượn, đi ra ruộng ngày xưa, chị thấy là mẹ đi, các ông bà đi ra ruộng mà đi gặt lúa. Người ta có đồ chụp có mình chị chụp quần à, gọi là đội quần đấy các chị. Không, thật sự em thấy ngày xưa các bà ngoài quê mà thậm chí bây giờ các bà ngoài quê cũng rất là vất vả. Buổi sáng sớm khi mà mùa hè đúng không ạ, 3-4 giờ sáng là phải dậy để đi đồng rồi. Đó thì tại vì trời nắng quá 9-10 giờ là bắt đầu phải đi rút khỏi đồng rồi. Nên các bạn là cứ hay đi làm đồng là hay có cái khăn để quấn đầu. Thì em nghĩ là cái này thì nhiều khi là vừa là áo cho con, vừa là bộ đồ cho con, và vừa là cái khăn trùm đầu cho mẹ để các mẹ đi làm đồng đấy các bạn ơi. Để khỏi tóc tai nó khỏi phải. Tại vì sao ạ, cái vải của nó là quá mịn và nó quá giãn. Cái vải nè, em nói hoặc là nếu mà ví dụ như bạn nào mà không phải đi làm đồng thì nên, mà có con trai đấy mà không mua được con trai thì nên sử dụng cái chất liệu thun này để làm thun chặt nã bắn chim. Nó giãn như vậy đấy, đúng y như mẹ, con bé em nó cũng hay làm vậy. Mà đúng không, đúng không? Chị Nhung thấy vậy, mấy lần chị Nhung về quê chị Nhung thấy vậy đấy, các bà cứ toàn là... Nghĩa là con bé em là con của chị ấy, chứ không phải là con của chị đấy, nghĩa là ví chị giống con của chị đấy. Cái này nó hay đốt nhà dễ sợ luôn. Alibaba kèm số ký kèm số điện thoại và xả trong livestream này là 100.000 ba bộ. 100.000 ba bộ các tình yêu bạn, không chốt nhanh uổng lắm luôn. Rồi bắt đầu lên đại nha. Ok Vân Nguyễn, cảm ơn Vân Nguyễn luôn. Rồi thực sự là Vân Nguyễn yêu quá. Bữa nào rảnh qua chị Nhung chơi đi. Vân, bữa nào rảnh chạy qua chị Nhung chơi đi. Lâu lắm rồi không, chị không biết em là ai luôn á, thực sự luôn, chị chỉ biết em một cô gái Vân Nguyễn. Ở Facebook Facebook là Vân Nguyễn và ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh, ở sát nách nhà chị Nhung luôn mà chị chưa bao giờ chị gặp được cái luôn. Nhà chị Nhung là 132/59 Lê Cảnh Tuân, quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh, đó là địa điểm nhà chị. Dạ yeah, chị Đào Lê ơi, các bạn cứ comment cho em nhá. Dài rẻ đó chị. Ơi cái hàng đó là 190.000. Hay 190.000 năm bộ, 190.000 năm bộ. Sai đại bắt đầu lên. Em ơi, sai đại gái ơi. Sai đại phải không? Rồi ai lấy Alibaba comment nhanh cho em là Alibaba 100.000 năm bộ nha. Combo máy bay 22 ký thì chị Nguyễn Lan Anh ơi hãy để lại cho em số ký kèm số điện thoại, cho em số điện thoại nhé. Chị hãy comment rõ giùm em là combo máy bay kèm số ký kèm số điện thoại, em sẽ chốt đơn cho chị ạ. Cưng quá, cái bộ này cưng thiệt Alibaba các bạn ơi, vải đẹp lắm. Mà em xả sốc cho các chị em, nó thực sự em bán 45-50 ngàn vẫn ok. Em tưởng chị ở ngoài Bắc cơ á, năm trần. Thì My Hoàng mua hàng của chị Nhung 8 năm nay rồi mà bây giờ My vẫn còn nghĩ chị Nhung ở Bắc à? Chị ở Sài Gòn. Đích thị Sài Gòn nhưng mà gốc Bắc. Có điều gốc nó bị bong rồi mọi người ạ.
Rồi. Rồi, 100.000. À, gái đó chị Hồng Anh năm 5 bộ 9 190 đúng không? Ok ok, thêm combo máy bay. Chị nhé, cảm ơn Nguyễn Lan Anh, cảm ơn Lan Anh rất là nhiều. Ok 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 ok. Rồi, đây này bộ bé gái thì các bạn nên mua hai combo này luôn này mọi người ơi. Các bạn ơi, nếu mà bé gái thì các bạn mua thêm cái combo cao cấp này nữa này. Đó, thì bé trai của chúng ta hôm nay là vừa có cao cấp và vừa mặc hàng bình thường, hàng thường mọi người nhé. Nhưng mà thực ra gọi là thường nhưng thôi mà cái vải nó đã lắm. Đây là bộ cao cấp của bé gái, các bạn nhìn quần giúp em. Xinh chưa? Combo cao cấp bé gái cũng được sale với giá là bao nhiêu bé nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? 150.000. 250.000 4 bộ. 250.000 4 bộ các chị em nhé. Ai ưng bé gái thì comment cho em là bé gái, kèm số ký, kèm số điện thoại. Mọi người ơi, ai sorry mọi người là combo bé gái này. Đây là hàng cao cấp, hàng của công ty Level Kit. Bé gái nha các bạn nhé. Hãy comment cho em là combo bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại. Combo bong bóng kèm số điện thoại. Các bạn ơi đừng có ghi là combo bé gái, bởi vì do là rất là nhiều, từ bây giờ cho tới lúc kết thúc live em rất là nhiều mã nên không biết là cái nào. Các bạn ghi rõ giùm em là combo bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại. Các bạn lưu giùm em hàng này của chúng ta là từ 7kg cho đến 25kg và xả sốc trong live stream này chỉ có 250.000 4 bộ. 250.000 4 bộ. Đâu có ghi đầy đủ mà, bé gái rồi cá mập cá sấu cá heo ghi đầy đủ hết. Hay là hôm nay Nhung không đặt ca 1 tới ca 2 là lúc sau ngày mai bọn nó ca theo chị Nhung luôn. Là nó vô bệnh viện đó. Vô bệnh viện ca. Rồi ok em qua mẫu 100.000 đó. Ai lấy mã này comment giùm em là bong bóng kèm số ký kèm số điện thoại. Rồi bắt đầu em lên nha. Đại gái được bao nhiêu em? Đại gái được 44 mẹ 1 tí. Em khuyến cáo. Ơi Linh Nguyễn ơi, combo máy bay nha chị hả? Máy bay là hàng xịn đấy. Đây, cảm ơn Ngọc Mai. Cảm ơn Ngọc Mai nha. Các bạn ơi, các bạn chốt nhanh đi bởi vì do là hàng này chúng ta không có nhiều. Đây cái quần nó như thế này. Hàng này là đỉnh của đỉnh nha mọi người nhá. Đây là đỉnh của đỉnh. Ai lấy máy bay thì comment cho em là combo máy bay kèm số ký kèm số điện thoại và xả trong livestream này là 275.000 4 bộ 4 màu. Đó, đâu rồi? Từ 7kg cho đến 25kg. 7kg đến 25kg các chị em nha. 7kg đến 25kg, quần túi phối theo áo. Quần này. Các bạn đẹp chưa? Gửi địa chỉ của cho em nghe. Ô ok Thế Nguyễn, ok Nhi Anh. Cảm ơn tất cả các tình yêu và bây giờ chúng ta qua một mẫu mới size đại bé gái. Nhưng em ơi cái hàng này mình phải viết luôn chứ hả? Em xin lỗi các chị em, hàng này em sẽ không chốt ở trên live. Em sẽ không xướng tên các chị em nha mọi người nhá. Em sẽ không xướng tên các bạn nha. Bởi vì sao ạ? Cái hàng này em nói thực sự luôn. Cái này em sẽ kiểm tra ai comment trước thì được cái bộ đại bé gái này nhá. Ai kiểu comment trước thì được. Cái hàng này của chúng ta còn đúng 3 bộ hả em? Còn đúng 3 bộ đúng không? 4 bộ. Đâu? Đây em móc có 3. À 3 bộ đúng rồi, 4 ri. Còn đúng 3 bộ và mỗi bộ là 4 ri. 4 mà nhân cho 4 tức là đúng 16 mẹ thôi bạn mọi người nhá. Đúng có 16 mẹ thôi, không thể nào hơn được. Cái này là không thể nào hơn được bởi vì nó đã sạch sẽ sẹt xe rồi. Vải cũng không còn để mà cắt phù cho các bạn đâu, tức là cũng không còn vải để cắt nữa. Hàng này của chúng ta chất liệu vải của nó là đỉnh của đỉnh, size đại bé gái, duyên chưa? Bèo nha mọi người nhá. Size đại bé gái. Mai điện thoại giúp em nhá. Thôi, cái này các bạn lưu giúp em nha, ai để lại điện thoại chuẩn và các bạn nhớ comment nhanh thì các bạn mới có combo này. Em nói thực sự luôn. Nhớ và quan trọng hơn hết là các bạn inbox địa chỉ số điện thoại giúp em. Hoặc là ngày mai khi mà bắt đầu, khi mà sáng ngày mai bắt đầu 8 giờ sáng nhân viên bắt đầu chốt đơn. Tại vì em xin lỗi mọi người là hôm nay các bạn sẽ tập trung được, sáng được. Ngày hôm nay trong nguyên một ngày hôm nay các bạn sẽ nhân viên, các bạn sẽ tập trung để chốt đơn xỉ. Ngày mai 8 giờ sáng bạn nào muốn chắc chắn có hàng cứ gọi điện cho em và em sẽ cung cấp tất cả các số hotline bên em. Em ngày hôm nay thì chiều hôm nay em sẽ cho các bạn tất cả các hotline và các bạn sẽ được gọi điện chốt đơn. À các bạn muốn cần thì các bạn cứ chốt đơn gọi điện. Còn nếu không các bạn cứ inbox đầy đủ thông tin là bên em sẽ gửi hàng ưu tiên trước cho các bạn. Được chưa? Rồi ok, cảm ơn chị Tùng Anh Trần rất nhiều luôn. Cảm ơn chị. Ôi chị ơi, chị mà nhận được cái combo máy bay thì chắc là chị chết mất thôi, cái hàng này của chúng ta này. Rồi ai lấy comment nhanh cho em cái vải này, lưu ý mình đây là vải cao cấp, vải xuất khẩu đấy các bạn ạ. Này. Và cái vải này em nghĩ là với những mẹ nào mà tầm khoảng 40, 45, 46kg mà cao người vừa mặc bon chen cùng với con luôn nhé. Và em xả sốc cho tất cả các chị em luôn. Em xả là bèo, em xả là bèo lắm luôn các chị em ạ, 150 ba bộ. Khỏi cần nhẩm giá nữa đi. Đau đầu. Em nói thiệt lòng luôn, 150 hai bộ các tình yêu ạ, hãy chốt nhanh giúp em. À 150 ba bộ.
không phân tân nữa. Các bạn hãy comment giùm em là bèo đại bé gái. Phải ghi đúng giùm em là bèo đại bé gái kèm số ký kèm số điện thoại nha mọi người. Bèo đại bé gái kèm số ký kèm số điện thoại và chỉ có 150 ba bộ. Nhưng ai nhanh thì được, em không đọc chốt đơn. Cái hàng này em sẽ không đọc chốt đơn, ai nhanh thì được các chị em nha, ai nhanh thì được. 150 ba bộ. Ôi cái vải nó đẳng cấp, em nói thật sự cái vải này các bạn sờ vào là các bạn đi kiếm không ra được cái vải này trên, kiếm không được luôn á. Nào các bạn ơi, hàng này của chúng ta là từ 25kg cho đến 45kg cho em. 25kg cho đến 45kg nhá. Chị Lê Nhật ơi, bộ dài bé trai đây ạ. Đây. Một. Đó. Ai lấy nhanh thì comment cho em là bộ dạ, bộ đại bé, bộ bèo đại bé gái kèm số ký kèm số điện thoại, bèo đại bé gái kèm số ký kèm số. 150 năm bộ nhá. Bộ dài này là 150 năm bộ, okay, bộ dài. Đó, ai ai xài điện thoại bên em nhá. Ngày mai các bạn đừng để thầy điện thoại. À 190 năm bộ nhá. Ôi bộ đại bé gái này em thấy chết rồi, đông lắm. Tại vì sao ạ? Các bạn ơi, em bán rẻ lắm luôn á. Hàng này hot lắm luôn. Ô cái hàng này không có. Tại vì nó còn ít quá nên em không thể nào đọc sướng tên, mất công các bạn lại kiện rằng là chị ơi tại sao mà em đã được sướng tên ngày mai lại em không có hàng. Quan trọng hơn hết là ngày mai bạn nào comment trước và bạn nào có địa chỉ số điện thoại trong tin nhắn trang sưởng em sẽ gửi hàng. Không ở đâu bán cho bạn mọi người một cái combo như thế này mà chỉ có 150.000 ba bộ đâu mọi người ạ. 50.000 một bộ là siêu rẻ luôn á. Em nói thực sự là nó là siêu rẻ luôn. Đi đâu ra được mua cái một cái đồ mà cái vải nó mịn như thế này mà dày dặn như thế này mà quan trọng là kiểu dáng dễ thương như thế này với giá 50.000. Ở đâu ra các chị em? Các bạn cứ ngẩm giúp em, trời ơi mặc lên này, nó cưng lắm. 42kg vừa thoải mái, Linh Đan chị ơi, thực sự vừa thoải mái luôn chị Linh Đan chị nhé. Nó đẹp hoàn hảo luôn các chị em ạ. 25kg kèm số ký kèm số, bộ combo bèo đại bé gái kèm số ký kèm số thoại qua hàng đi em ơi. Em đang chuẩn bị mẫu hàng các chị Nhung đi. Đại bé trai còn được bao nhiêu bộ? Bé đại trai cũng còn siêu ít luôn hả? Rồi xong cũng tiêu luôn. Tức là hàng đại đang bị hiếm một cách trầm trọng mọi người ạ. Hàng đại đang bị hiếm trầm trọng. Và quan trọng hơn hết các chị em ơi, hãy yêu thương em và chia sẻ cho em mỗi bạn 5 lần nhé. Mỗi một bạn hãy chia sẻ cho em 5 lần. Em cảm ơn các bạn. Em thấy là bộ đại bé gái có khả năng bị hết rồi đấy ạ. Cơ bản comment nhanh đi, ngày mai nếu bạn nào mà có số điện thoại đầy đủ mà cứ comment trước hoặc là có inbox đầy đủ em sẽ chốt đơn. Các chị em đừng chửi em nhé. Nếu mà em bị thực sự là bị cháy hàng rồi. À em thấy là hết rồi đấy. Đại bé gái. Các chị em ơi, mỗi một bạn hãy cho em 5 lượt chia sẻ đi ạ. Vào bất kỳ một nơi đâu các bạn nhé. Bộ bèo đại bé gái kèm số ký kèm số thoại. Rồi xong. Mỗi một bạn hãy thoát like ra và chia sẻ 5 lần. Em dành cho các bạn khoảng 12 giây 12 giây và mỗi bạn hãy chia sẻ 5 lần cho em. Để chuẩn bị em xả bộ đại bé trai. Ốc, đại bé trai còn được bao nhiêu đi? Trời ơi. Không nói câu nào các bạn ạ. Không nói câu nào, nó chỉ rơi mỗi cái này thôi. Không hiểu. 4. Ok Liên Nguyễn, ok sắc nách cá sấu, Lê Kinh Lương cảm ơn gái, bộ đại bé trai. Nào, bạn nào muốn săn đại bé trai hãy comment thoát like ra và chia sẻ cho em mỗi bạn 5 lần đi ạ. Vào bất kỳ nơi đâu các bạn không chia sẻ ở trang cá nhân thì các bạn có thể chia sẻ hội nhóm nha mọi người ơi, em sẽ lên luôn. Ôi bộ bé trai 10 ký chị Nhung liều lắm luôn á, Thùy Hoàng ơi, có thể coi lại like giúp chị nhé. Đại gái, ok, sếp trả chị Nhung, hết hàng rồi, không lên lần thứ hai nữa. Ai comment nhanh thì được, hàng nào chắc chắn là hết rồi. Cái này các bạn mua xỉ, các bạn chốt mà các bạn mừng mà. Các bạn thích lắm luôn. Cảm ơn Quyên Trần, cảm ơn tất cả mọi người. Đầm em có đầm luôn. Mẹ Úc ơi, kiểm tra chị Nhung có xem còn đầm hoặc là áo lẻ nào đó không cho chị Nhung luôn nhé. Lên luôn. Trời ơi, cái combo siêu nhân này. Em ơi, cái anh siêu nhân này mình còn được bao nhiêu? Ok, thế thì quá. Rất rất là tiếc. Nếu như bạn nào đã sở hữu cái combo này rồi thì hãy cũng nhanh chóng vào trong cái livestream này luôn. Hãy nhanh chóng vào cái livestream này các chị em nha. Em xả sốc cho tất cả các chị em luôn nè. Em xả luôn nha mọi người, banh nóc nhà lầu luôn mọi người ơi. Các chị em chờ em một trong giây lát. Ôi cái hàng này bố hôm trước em bán xỉ. Em nói chân thành mọi người ạ, em bán xỉ là 59.000. Đợt đầu tiên là em bán 59.000 một bộ. Và trong cái livestream này em tri ân các bạn và em xả luôn cho cái kho nó sạch sẽ để bên em đỡ phải đóng hàng, để khỏi phải bung hàng tới bung hàng lui mọi người nhé. Để chúng em còn sửa sửa xưởng. Em sửa nâng cấp xưởng lên. Rồi các bạn lưu ý em này.
Em bán đồng giá sỉ luôn mọi người nhá. Em thu tiền đúng tiền vải về thôi. Em không làm, em không tính tiền công và em không tính đồng lời. Thậm chí là lỗ tiền công nhân đóng gói cho các chị em luôn đấy ạ. Nên bởi vậy ai có bộ đại bé trai thì hãy nhanh tay comment cho em là siêu nhân đại bé trai. Siêu nhân đại bé trai giúp em nha mọi người nha. Siêu nhân đại bé trai từ 25 cho đến 43 kg. Siêu nhân đại bé trai từ 25 cho đến 43 kg. Em xả cho các chị em là 200. Sorry mọi người, đây em nhẩm cho mọi người xem. 59.000 một bộ nhân 4 cho em đi ạ. 236.000. Tức là thôi 235.000 cho đồng tròn giá nha mọi người. Em nói thiệt lòng luôn, ở đâu rẻ hơn nổi nữa bạn, không thể nào rẻ hơn được. Em bán cho các bạn như thế này là chắc chắn là em sẽ lỗ tiền công nhân đóng gói gấp xếp. Em nói nghiêm túc với mọi người đấy ạ. Nhưng không quan trọng điều đó các bạn ơi, không quan trọng điều đó đâu ạ. Quan trọng là các bạn nhận được hàng và các bạn vui, và các bạn ơi, các bé nó mặc bộ đồ lên nó cảm thấy thoải mái và mát mẻ. Mẹ thì vui bởi vì mua được đồ rẻ, đồ đẹp cho con. Nhưng con thì mặc lên bộ đồ thì con cảm thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất và mau lớn, thông minh, mau lớn học giỏi. Đó là điều mà em mong muốn. Và em mong rằng là mỗi những tất cả những bé mà đang sở hữu thời trang bên em thì những bé đó sẽ có một cái điều gì đó thoải mái nhất khi mà các bạn diện trang phục này lên. Đó các chị em ạ, hãy comment nhanh cho em là combo đại siêu nhân kèm số ký kèm số điện thoại và xả trong livestream này là 235.000. Các bạn comment giùm em là siêu nhân đại kèm số ký kèm số điện thoại xả 200. Em ơi, combo xả combo này là 235.000 4 bộ. Nó nặng. Phí toàn quốc 33.000 nha Thùy Hoàng ơi, Thùy Hoàng ơi. Nên các chị em ơi, nó rẻ lắm luôn đấy, em nói thực sự là nó rất ra rẻ. Nó siêu rẻ luôn. Trời ơi, ta phải làm sao đây. 235.000 đúng rồi. Cái bộ đồ này của chị Nhung nha, tại bé mà chưa hao gì. Ok Huy Lê. Ôi nó rẻ lắm các bạn ơi, hãy comment nhanh đi ạ. Bởi vì sao ạ, hàng này của chúng ta không có nhiều các bạn ơi. Nó rẻ quá mà các chị nhá. Ở đâu ra mua bộ đồ này có 50 mấy ngàn các chị em. Có phải đi ra ngoài các bạn mua một cái bộ đồ siêu nhân ấy thì các bạn một bộ đồ đại, nhưng mà các bạn phải mua trên cả 100 ngàn đúng không ạ. Mà ở đây em đang bán với mọi người chỉ có 59.000 thôi. Nên hãy nhanh tay comment đi. Bởi vì sao, đây là một cơ hội hiếm hoi để các bạn mua được hàng sale tận xưởng với giá sốc mà hàng đẹp nha mọi người nha. Hàng cực kỳ chất lượng luôn á. Cực kỳ chất lượng, các bạn nhìn cái chất liệu vải này. Ôi nó mịn như thế này đây này. Em quay đằng sau lưng cho các chị em nhìn cái chất liệu vải của em này nó mịn chưa. Các chị em này đó, cô tông 100%. Nếu bạn nào mà làm trong ngành may, các bạn nhận hàng, các bạn test hàng mà các bạn thấy nó có hàng pha, các bạn ngay lập tức trả lại cho em và em hoàn tiền 200% cho các chị em. Các bạn lưu ý em 100% sợi cô tông. Nên đó là lý do tại sao mà tất cả các bé mặc hàng bên em về nó sướng cực kỳ luôn, nó mềm cực kỳ và nó mịn cực kỳ, mát cực kỳ. Đơn giản nó là gì ạ? Nó là hàng cô tông mà, chứ đâu phải hàng pha đâu. Bên em không bao giờ chạy vải pha nha mọi người nhá. Em không làm vải pha, thậm chí vải TC em còn không làm. Bởi vì sao ạ? Tất cả những mình vải đó nó sẽ không đem đến cho các bé sự thoải mái nhất có thể. Với những cái mùa hè mà oi bức nóng nực, vừa nắng vừa mưa, nó oi dở ương ương như thế này, cái quan trọng nhất là con cần những gì các bạn. Con cần một bộ đồ thoáng mát, thấm mồ hôi và làm sao dễ chịu nhất. Đó các bạn ạ, hãy tranh nhanh tay comment giùm em là 235.000 thôi. Ôi em nói là yêu rẻ quá, ria rẻ luôn đó mọi người ơi. Đó, ok này, Nguyễn Tuyết Nguyễn, em thấy rất là đông. Các bạn cứ comment cho em và thả lên nhé, em không chốt đơn. Tại vì em thấy các bạn quá nhiều rồi. Các bạn ơi lưu ý em nhé, 23 kg mặc thì chị nghĩ là nếu mà bạn nào mà 23 kg mà khoảng 6 tuổi thì vừa. 6 tuổi mặc vừa chị ạ. Chị Linh đang, chị ơi, đây này em đang cầm trên tay là size số S chị nhé. Đây này chị nhìn giúp em sợ nếu mà ví dụ như 23 kg mà 4 tuổi thì nó sẽ hơi dài so với con. Còn nếu mà 6 tuổi thì em nghĩ là vừa, bởi vì chiều dài nó vừa. Đó chị ạ. Các bạn ạ, lưu ý giúp em nhé. Em chỉ sợ là ví dụ như 23 kg mà 4 tuổi ấy, thì em sợ là nó sẽ hơi dài với con thì nó không đẹp thôi. Chị Linh Trang Trinh nhá. Cái hàng này cứ tầm khoảng là hàng size đại này khoảng tầm 5 tuổi đổ lên là đẹp. Em nghĩ là vậy. 11, 12 tuổi ok. Và combo dài, cảm ơn mọi người. Xem combo bộ bé gái. Chị Thùy Hoàng ơi, em like bé gái khá là nhiều. Cảm ơn Hồng Trần, combo dài bé gái sau lưng 12 kg, 17 kg. Cảm ơn Hồng Trần. Cảm ơn Hồng Trần, Hồng Trần coi từ nãy giờ đúng không? Cảm ơn mọi người rồi, ok đầm. Nên đầm với Dung cùng một combo thôi là. Ôi, cưng lắm. Nhưng mà cái này là size được bao nhiêu? Em mở chị Nhung, không Dung khác em. Tại vì 18. Ôi, có cả Dung nữa hả? Dung được mấy đi? Dung còn được 5 đi. Đầm 5 đi, Dung 5 đi. Đầm 5 đi hả?
đầm 5G, dùng còn 5G. Ok, thế thì buồn chết được. Rồi ok, em lên cho mọi người cái mã đầm của công ty. Xinh lắm các chị em ơi. Em nói thật sự luôn, cái mã đầm này tôi nói là trời ơi sao mà nó đẹp, đẹp dã ma luôn á. Xong đọt chuối á hả chị Nhung, áo màu xanh đọt chuối á. Đăng tiêu, không biết. À cái bộ máy bay này hả, bộ máy bay này chị xả rồi. Đó nãy chị Nhung xả rồi đó, bộ máy bay đó. Bộ máy bay đây nè, bộ máy bay đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó, đây. Cao cấp nè, 275.000 4 bộ. Bộ máy bay cao cấp 200. Hiện Hồng Trần cũ bị mất nick. Ui, à. Cảm ơn. Đây. Giờ ta biết phải làm sao. Giờ ta biết nó phải làm sao. Các chị nhìn dùm em đây ạ. Hai cái đầm này, và em nói thực sự là cái màu này nếu mà để con mặc lên ấy, hai cái đầm này là đúng xuất sắc trong một cái mùa hè như vậy đó các bạn ạ. Tươi trẻ mát mẻ, và đặc biệt làm sao ạ, màu sắc của con, riêng cái hai cái anh đầm này mặc lên và cái form dáng nó là đẳng cấp, bởi vì nó là hàng công ty chứ không phải là hàng xưởng lên mọi người nhé. Hàng này là hàng của công ty sale, và bên công ty họ ký gửi em, họ nhờ em sale đó, bởi vì cuối vụ rồi nên gần như là các xưởng bắt đầu dạng như là xả hàng nhiều, nên bởi vậy là các bạn đang cần tiền thu hồi vốn về các bạn, nên họ sale cho các chị em giá sốc kinh khủng khiếp luôn. Bé trai nữa có, yên tâm chị Huy Lê, em sẽ lên nữa bây giờ đó. Đây ạ, đầm này các bạn nhìn thấy độ xè đá chưa ạ, cái nơ đằng sau này, phía đằng trước này, và riêng cái anh vải này nếu mà để mặc lên thì nó là đỉnh của đỉnh các chị em nhá. Vải KT cao cấp và sale sốc trong live stream này luôn, 150.000 đồng. Khỏi đi, các bạn ơi đi ra ngoài tiệm mua 150 một đồng nhé. Đó, chế Nhung quay đó, máy bay em mua rồi. Rồi, các tình yêu ơi, combo siêu nhân cho em nhé. Sợ combo sư tử con em mặc ngắn chị ạ. Combo siêu nhân, ok, ok gái. Rồi, ai comment nhanh thì được. Các bạn lưu giùm em nha. Riêng cái bản đầm này thì nó là cực kỳ hiếm hoi, nó không có hàng. Cái hàng này của hàng của Anakit, các bạn cứ lên mạng sọt đi bạn người ơi. Cái hàng của Anakit thì nó sẽ phải tới tận 190 một đầm, chứ không phải giá mà chỉ có 150 hai đầm đâu người nhá. Nhưng tại vì do là hai bạn công ty, bên công ty này họ nhờ ký gửi với hàng sale, nên em sale cho các chị em luôn. Em sale với giá là 150 hai đầm, xả kho thanh lý hàng hè mọi người ơi. Đầm 30kg không vừa. Anh đầm này là từ 26kg đổ xuống, từ 7kg cho đến 26kg. Đầm đại một xíu để 7kg cho đến 26kg, lát nữa em sẽ lên đầm đại cho các chị em. 7kg đến 26kg, ai lấy comment nhanh cho em là đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại mọi người ơi. Đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại, rất là xinh mà quá rẻ. Tôi nói là quá rẻ luôn. Đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại cho em nha. Đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại, từ 7kg cho đến 26kg. 7kg đến 26kg, form rất là đã luôn. 7kg đến 26kg, các bạn ơi ghi rõ giùm em là đầm trái tim. Đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại nha mọi người nha. Rồi bắt đầu em chốt này, Nguyễn Hồng Đào ok hai đầm này. Rồi Trần Uyên ok này, có 7150 hai đầm. Trời ơi có 75 ngàn đấy mọi người ạ. Em nói thật sự là nó quá rẻ, rẻ bèo luôn. Em thấy là nhiều bạn đầm xây đại ấy. Em đầm xây đại luôn. Rồi ai lấy đầm comment đầm và tới zoom luôn. Em biết là các bạn đang chờ cái món này này. Em biết từ các bạn đang chờ các cái bạn món đầm này. Chốt xong đã, từ từ đấy. Các bạn ơi, comment đầm trái tim kèm số ký kèm số đại đi, 150 hai đầm. Em nói thiệt, hôm nay các bạn chỉ cần bỏ, mỗi bạn bỏ ra tầm khoảng 700-800 ngàn là các bạn mua nguyên một cái tủ đồ luôn ấy, chứ không chỉ đơn giản là vài ba bộ đâu. Em nói thiệt lòng luôn. Ngày hôm nay em xả với cái giá rẻ như thế này thì các bạn bỏ ra 700-800 ngàn thôi. Trích ra như vậy thôi là các bạn mua được tủ đồ, mua cho con mặc cả tuần, cả tháng, cả năm luôn, có khi tới Tết các bạn không phải mua đồ. Em nói nghiêm túc luôn các bạn ạ. Nó rẻ như bèo nhưng mà không mua thì phí quá. Đầm trái tim kèm số điện thoại nha mọi người. Đầm trái tim kèm số ký kèm số thoại, 150 hai đầm. Xinh lắm, form dáng, kiểu dáng, đồng xòe. Rồi, đầm trái tim kèm số ký kèm số thoại mọi người nha. Sắt nâu màu cam ở sau chị ạ. À. Ơi, như anh hả? Trăm... Không mẹ đầm cho con trai, em mọc luôn chứ, không lẽ hả? Coca-Cola dễ thương quá, cảm ơn em yêu, cảm ơn Thúy Hòa nha. Các bạn ơi cứ comment cho em đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại. Zoom. Nó nhìn thấy cái chữ zoom nó thả tim. Nào bây giờ các bạn thả tim đi, em lên zoom luôn. Em lên zoom luôn, em lên zoom. Các bạn cứ comment cho em đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại. Zoom đẹp quá ạ.
Chị Thiên Kim ơi, sao lại phũ phàng với em như thế? Em đọc là đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại. Thế tại sao lại không cho em xin số điện thoại, ngày mai lại không được chốt đơn thì lại kêu alo. À hôm qua em bị khủng bố mọi người ạ. À, em nói nhỏ mọi người nghe. Em bị khủng bố như thế này. Chị ơi, chị phải comment giùm em là đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại. Hôm qua em bị khủng bố, là em không biết là bạn này ở đâu nhưng mà cũng rất là dễ thương, thương vô cùng luôn. Suy cho cùng là do bạn quá yêu thương và bạn thực sự rất là muốn mua hàng bên em. Thế xong rồi bạn alo cho em. Alo, của chị ơi, chị có phải là chị Nhung không, bán quần áo trẻ em, chị là xưởng ở bên Sài Gòn đúng không ạ? Kêu dạ vâng đúng rồi chị ơi, có gì không ạ? Ủa chị ơi, tại sao mà em mua hàng em đặt mấy lần luôn mà chị không đọc tên em? Chị có thấy comment của em không? Ôi chết rồi chị ơi, chị cho em tên Facebook rồi xong em kiểm tra mọi người ạ. Chị ơi, chị bây giờ chị phải nói chị nhân viên cho em số nhân viên liền đi, em gọi chị chứ bây giờ chị gọi chị không chốt cho em đâu. Bây giờ chị cái bạn nào mà đang trực số điện thoại, bạn nào đang trực số điện thoại chị cho em số bạn hạ luôn luôn. Ôi em sợ quá mọi người ơi. Dạ vâng bây giờ chị cúp máy đi em cho liền. Lần đầu tiên trong cuộc đời em sợ một người mà sợ như vậy. Mà bạn đó bạn nói một cái giọng điệu bộ kinh khủng khiếp lắm. Chị ơi chị bây giờ thôi chị khỏi, chị không cần em không chốt đơn với chị đâu, chị cho em số điện thoại của bạn nhân viên đang chốt đi. Chị cho em luôn đi để em gọi cho bạn đó liền. Dạ vâng. Để em cúp máy rồi em cho chị luôn cái số điện thoại. Ok chị Nhi Phương, em chốt đầm luôn. Em đau đầu, em bị khủng. Ok chị Uyên trả 150.000. Có 150.000 các bạn ạ. Cảm ơn. Ok 150.000 luôn ạ. Chị Nga Thùy ơi, tại em xin số điện thoại chị Nga Thùy ơi. Chị Liên Nguyễn, ok chị Liên Nguyễn. Hải Âu, ok chị Hải Âu 150.000 luôn. Ok chị Lê Thị Hồng Nhung. Phương Anh kìa. Em cũng vậy, chốt mấy lần mà không được, không bán cho em. Chị buôn bán kiểu gì mà chị không chốt đơn vậy? Dạ em xin lỗi các chị là bởi vì em bị sót đơn chứ không phải là em không muốn chốt đơn. Bởi vì đơn bên em quá tải và full một cách đỉnh điểm các chị ạ. Em muốn là em có thể bao được tất cả mọi người và em có thể bao tất cả thế giới. Và em ước ao là chị em chúng ta có thể đến tận xưởng luôn đi. Các bạn thật sự luôn, nếu mà bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh cứ bay tới tận xưởng đi, em cho bới hết luôn, em cho lấy hết, dinh hết về nhà luôn đi. Em đỡ phải ngồi live đây mấy tiếng đồng hồ thay vì giờ này đắp mặt nằm bắt mặt nạ mở máy lạnh lên thế là ngủ phè phỡn gáy khè khò. Thay vì ngồi đây live như thế này thì không có lý nào mà lại live xong lại không chốt đơn, không ai live cho vui cả mọi người ạ. Nhưng chỉ vì là bởi vì nó sót thôi nên các chị em hãy yêu thương em và thông cảm giúp em chứ em không phũ phàng với ai cả đâu mọi người nhá. Đang ngồi đây nóng thế này cơ mà. 24-28 ký vừa không? Dung này bao nhiêu ký mình? Dung này size 1 em mở size lớn nhất thì chị Nhung. Ô tớ nói đẹp bộ sau lưng chị bao nhiêu ký em không nghe. Ơi Hồng Đào Nguyễn ơi em đang chị Hồng Đào Nguyễn ơi chị lấy bộ nào ạ? Đây hả? Bộ bé trai bé gái đó, đại bé trai á, đi em đến giờ làm rồi á, đại bé trai hả? Thế thì ngày mai chắc là phải nhờ Huy Nguyễn, là hôm nay hai Huy Nguyễn được mua mớ rồi mà. Đây là số mấy? 20 ký. Ok. Trời ơi, tao nói đẹp thần thánh luôn mọi người ạ. Buồn lắm, ý không mua được. Em nói gửi hàng cho em chưa rứa. Em nói chị gửi hàng cho em chưa rứa. Hình như gửi hàng chưa? Hình như đi rồi. Đi rồi. Bộ dài bé gái. À, đây ạ, à, bộ dài bé gái là 5 bộ 5 màu chị nhá. Đây, 5 bộ 5 màu chị ạ. Trái tim này, trái tim màu xanh này. Chị ơi, đẹp lắm. Đó, màu xanh trái tim rồi con thư màu này, màu hồng. Và em xả mọi người là 190.000 5 bộ. Em xả 190.000 5 bộ. Có size từ 5 ký cho đến 23 ký chị Hồng Đào Nguyễn ạ. Rồi. Ok. Ok. Cái zoom này các bạn nha, zoom bệt vai, nếu mà để mùa hè ai có ý định tổ chức cho con đi chơi này, đi du lịch này thì hãy nhanh tay comment cho em cái bộ zoom này. Và bạn nào mà muốn cho con trở thành siêu sao ngồi trên màn ảnh nhỏ các bạn ạ. Đấy, nhiều khi là chụp cái tấm hình lên mà con mặc cái zoom bẹt vai như thế này nó yêu. Xong rồi cột cái bím tóc cao cao lên ha. Hoặc là bện cái tóc lên ha. Ui mẹ ơi cái đầm. Mà mặc cái zoom này lên em nói là ngất ngây con gà tây luôn các chị em ạ. À. Em nói là đây em mở cho mọi người. Đây đầm trái tim 150 hai đầm, size từ 7 ký cho đến 25 ký. Dạ vâng, chị Hồng Đào Nguyễn em lấy cho số 7. Cà tơ ngắn bé trai bao nhiêu tiền chị? Cà tơ ngắn bé trai chị Blue Line mà. Là mấy cái bộ này nhỉ? Ủa, nó là bộ cotton bé trai á chị. Đây, nó là bệt vai. Và dung của chúng ta là một cái quần như thế này. Và nó là hàng cao cấp. Đây là hàng cao cấp. Và em nói thiệt lòng các bạn, đi ra ngoài em đố các bạn mua ở đâu, cái shop nào nó bán cho các bạn dưới 150.
em đố bạn nào mà mua được cái dung này dưới 150 em đố bạn nó. Em nói thiệt, bởi vì sao ạ? Đơn giản thôi, nó xỉ ngoài công ty nó đã xỉ ra tới tận 80 mấy 90 ngàn một cái dung như thế này. Nhìn nó đơn giản vậy đó các bạn, nhưng mà nó rất rất là mắc tiền. Mà ở đây em xả sốc cho các chị em luôn. Ai lấy nhanh thì được. Heo Úc bao nhiêu? Bán sốc nha. Bán sốc nha. Bán sốc nha. Sốc nha. 112 cái. Sốc chưa? Đủ đủ để mà xỉu chưa các chị em? Đủ mà xỉu chưa? Rồi ok, chỉ có 150. 100 em thích combo cà tơ quá mà không có size con em, hịch hịch tiếc nhờ. Tiếc thực sự luôn, đầm sách nách đó bao nhiêu vậy chị? 150 hai đầm. 150 hai đầm nhá. Và dung của chúng ta cũng vậy luôn, em xả sốc mà nó là xỉu luôn. Ai lấy comment nhanh cho em là dung kèm số ký kèm số điện thoại. Dung của chúng ta là từ 7 ký cho đến 20 ký. Rồi dung cho chị Phương Anh luôn. Ok dạ, chị. Đúng rồi. Eo ơi, rẻ quá chừng luôn. 110.000 hai. 110.000 hai cái chứ không phải là một cái nha các tình yêu ơi. Hãy comment nhanh cho em. Ôi thật thiệt tình luôn á, em nói là không đủ tiền vải. Em nói không đủ tiền công. Có 51.000 55.000 một cái. Ôi trời ơi, đi đâu ra mua được 55 ngàn. Các bạn mua xỉ còn không được ấy. Em nói thiệt là đi ra nó còn rẻ hơn cả giá xỉ. Ok chị Phương Anh luôn chứ. Zoom rẻ hơn cả giá xỉ đấy. Rẻ hơn cả giá xỉ các bạn ơi, zoom kèm số ký kèm số điện thoại. Chốt okay, nhanh. Chị Thanh Tân luôn. Chốt nhanh okay, không là hết. Bùi. Chốt nhanh không là hết. Em chị, nói là chị Hồng Đào Nguyễn cho em số điện thoại ạ. Chị Hồng Đào Nguyễn ơi, phải có số điện thoại kèm theo nhé. Em là zoom kèm số ký kèm số điện thoại. Được chốt rồi. Ok Phương Anh, em lấy đầm sách nách. Bé, cảm ơn gái chị Hà Đặng. Ok Hà Đặng. Trời ơi, hết sạch rồi gái ơi. Đấy, Suri Hình, hận Suri Hình. Ok chị Suri Hình. Không. Ok chị, cảm ơn chị Rosama, yêu thật tim thật tim. Hàng Phan ok, Tạ Thị Thanh Hương ok, Liên Nguyễn ok, Dung chứng Nguyễn ta chỉ Văn, có okay ạ. 110.000 hai đầm, tức 55.000 okay một đầm. 55.000 một đầm. Hai dùm cho chị Kim Thông Dương ok luôn. Nguyễn Liên Nguyễn chốt 13 ký ạ. Cái dung này 55 ngàn có ai tin nổi không ạ? Nhi Phương 12 ký ok chốt 100. Nó là bẹt vai đó mọi người. Dung bẹt vai đó, cái tay của con nè đó. Tiếc quá, tiếc quá, đúng rồi, đẹp lắm luôn đó chị Thảo Nguyễn ạ. Cuối cùng không có sai buồn thề. Nhung đàn ok, ok. Rồi em cảm ơn chị Đào Thị Hồng Nguyễn. 8, 9 ký mà vừa là quất hết cho em. Những các bạn nào 7 ký mà chưa vừa cũng quất luôn. 7 ký, 6, 7 ký mà chưa vừa quất luôn để ít bữa nó con nó mặc thôi nôi ấy. Nó đang đi chập chứng, Nó có hai màu thôi chị ạ. Nó có hai màu trắng đen với màu xanh. Đó, hết bộ đó. Rồi bé trai em có combo cho bé trai luôn. 5 bộ 190.000 thôi nhá chị Yến Hoàng Phạm ơi. Đây Yến Hoàng Phạm ơi, bé trai đây này. Ngọc Đăng đó. Ok, chị Ngọc Đăng luôn. Dung đoàn ok, ok chị Dung đoàn. Đấy thì mấy lần rồi phải không? Đấy. Ok dung đoàn rồi, dung kèm số ký kèm số điện thoại rồi các em lên mã mới. Các chị cứ comment giúp em dung kèm số ký kèm số điện thoại, ngày mai nhân viên bên em sẽ gọi điện tư vấn cho chị nhá. Ơi Tân Ngọc, cái gì vậy? Còn không chị ơi hả? Ơ thì hôm giờ chị Nhung xả hàng xỉ thì chị không vô chốt chị Nhung. Thì bây giờ lại đi vào chốt này. Hàng Trần đầm trái tim cảm ơn. Dung kèm số ký kèm số điện thoại nha mọi người ơi, xả sốc xả mà mọi người ơi, bây giờ em cứ còn cái gì em xả đó cho mọi người đấy ạ. Em còn gì em xả đó cho các chị em đấy. Bé Úc ơi kiểm tra chị Nhung hả? Đâu đầm đại chưa xả? Đầm đại chị Nhung chưa xả? Đem vào đây chị Nhung. Màu hồng với màu vàng. Đầm đại. Ừ. Dung kèm số ký kèm số điện thoại cho chị em nhé. 110.000 hai đầm. À mua hai dung. Ôi cái anh dung này mặc lên đúng là vải sướng luôn á. Cái vải nó mát lắm các bạn ạ. Về các bạn cứ cho vào các bạn. Hàng dung này đặc biệt cái anh dung này vải này này, với cái hàng vải xuất khẩu này các bạn càng mặc càng sướng, càng mặc càng sướng. Càng mặc càng mát, mát cream, mát cream. Đó các bạn ơi, comment nhanh cho em nha. Bộ đài bé trai có tay thì lại không có hàng chị nhá. Chị Ngọc Lan ơi, em xin lỗi chị. Rồi bữa nay mới được chốt. Cảm ơn Lê Tiền. Ngày mai bên chị Nhung sẽ cố gắng chốt không sót đơn của các bạn. Các bạn yên tâm, ngày mai chị Nhung sẽ tập trung. Rồi các bạn ơi, chờ em trong vòng đúng 30 giây em đi lại em coi cái mã hàng này của mẹ Úc. Ok các bạn cứ comment giùm em là dung kèm số ký kèm số điện thoại nha. Okay.
cái bút lông của chị Nhung đây, chị Nhung ghi tên. Cái này thì phải ghi tên rồi. Các bạn ơi, bây giờ nè, cái đầm đại bây giờ nó chỉ còn nhiêu đây đi thôi này. Đầm đại thì bây giờ chỉ còn nhiêu đây đi thôi, nên bởi vậy em xả luôn cho mọi người cái đầm đại này nhá. Và em sẽ ghi tên mọi người nhá, em sẽ ghi tên luôn. Bé ơi, đây bút lông đâu em ơi? Cái hàng này thì không thể nào nhận trên live được. Nên ai lấy nhanh thì được, nhưng em ghi tên mọi người luôn. Cái anh đầm này thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Đây các bạn này, 2 này, 4 này, 3 này, 4 này, 5, 6. 6 và nhân cho 4 thì đồng nghĩa việc làm sao ạ? Chỉ có 24 người thôi nhá mọi người nhá. 24 người mua được, 24 mẹ mua được thôi. Và ai mà thấy ưng quá thì phải chốt 2-3 cái thì nhanh vào cho em nhé. Đầm đại bé gái, hàng của Anna Kit luôn. Và cái anh hàng này các bạn đi mua ở đâu mà dưới giá 190 thì các bạn cứ hoàn tiền lại cho em. Em trả hàng gửi hàng về ngược lại cho em trả tiền lại cho các chị em. Mua ở đâu mà được dưới 190? Tại vì sao ạ? Tất cả các shop tại Hàn Sài Gòn đang chạy tới tận 2.2 một đồng. Nó là hàng cao cấp. Và bởi vì sao nó gọi là nó cao cấp? Bởi vì đơn giản là cái hình thêu của nó đấy ạ. Hình thêu của nó là vô cùng là mắc tiền. Mà có xếp đằng sau luôn. Hàng dây kéo đằng sau đầy đủ và nó lại còn có hàng thêu 4D nữa. Đỉnh luôn. Cái đó làm gì có đâu em. Nó được bao nhiêu bộ đâu? Còn cái thì mắc làm gì đây? Quên. Đây sẽ không vừa mắc đâu. Thôi chị cầm đi. Kinh khủng khiếp không ạ? Các bạn ơi, đây này, em mở cho mọi người xem. Hàng này từ 25kg nhá. Đây là size nhỏ nhất. Cái size của em là size số 9 tới size 12. Và size nhỏ nhất của chúng ta đây, không có quần trục. Quần trục dài thôi Hồng Trần ơi. Có quần trục dài bé. Em coi lại like đầu giờ like, em nhắn tin vào cho chị Nhung lại nhá. Lát nữa chị Nhung kết thúc like, em coi lại like đầu like á. Rồi, cái hàng này là thêu nổi. Và cái tiền công thêu này không cả mấy chục ngàn của em rồi đó mọi người ạ. Tiền thêu này không là mấy chục ngàn các chị em nhá. Thêu nổi hết toàn bộ. Các chị em lưu ý giùm em. Và đầm này của chúng ta là 2 lớp. Đây. Phần này mặc mát lắm. Hàng này thì mặc lên thì đằng sau dây kéo các chị em này này. Hàng đẹp lắm. Riêng cái anh đầm này các bạn ơi, sờ vô cái mình vải nó là bị nghiền luôn á. Sờ vô cái mình vải là bị nghiền luôn các chị em ạ, thấy chưa ạ? Trời ơi, combo dài bé trai. Cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Yến nhá. Yến Phạm Hoàng. Ok chị. Hàng combo này là của chúng ta là vải cắt tơ nha các chị em lưu ý nha. Đây là vải KT may 2 lớp, một lớp cô tông ở trong, một lớp ngoài. Đó, đầm đại. Rồi, cái này em xin lỗi mọi người là em sẽ viết thẳng hàng ở trên này luôn. Không có quần trục ngắn. Để chị Nhung coi xem cái số lớn nhất để em chốt cho mọi người cho chuẩn hàng này. Trời ơi, cái hàng này em nói là khủng khiếp luôn. Đẹp quá hả không? Rồi, ai chốt nhanh thì được. Cái hàng này của chúng ta là 35kg chuẩn. 35kg thoải mái các chị em nhé. 35kg là thoải mái luôn. Đó, em chốt tới 35kg thôi. Hàng này thì không có dán, vải thì không có dán. Nhưng mà nó mặc là rất là mát. Thường mấy cái vải này không có dán chị, vải KT mà lắm. Nhưng mà mịn lắm, nó mịn cực kỳ luôn á. Nó đã lắm luôn á. Cái vải của nó là các bạn, em nói thiệt sự luôn. Nhưng mà em nói thiệt, cái vải này nó đẹp quá nên uổng. Đừng cho vào máy giặt nhé mọi người. Tại vì sao? Cái áo trắng mà các bạn cho vào máy giặt thì cỡ nào nó cũng bị lem với cái màu, cái quần áo của chính các bạn ấy. Màu đen, màu đồ thì nhiều khi là uổng lắm. Cái phí cái đầm này các bạn chịu khó, mấy cái đầm này các bạn giặt tay cho con. Để nó được lâu, để nó được trắng lâu. Vậy chứ mà em rất là kỹ mọi người ạ. Ví dụ như là riêng áo trắng của con thì lúc nào em cũng kêu bà là giặt riêng. Thì nhiều khi là giặt chung vào máy giặt của mình, quần áo này. Ví dụ như mấy quần đùi đen của mình này, nó lem cái quần, nó làm cho cái áo của chúng ta nó không được màu, nó không được tươi, không được sáng. Mấy cái hàng đẹp cao cấp như thế này các bạn không có hàng để có hoài đâu. Nên đừng nhá. Và em xả trong livestream này chỉ có sốc luôn mọi người, em xả sốc cho các chị em luôn. Đầm đại em xả sốc cho các chị em nha. Một cái là 90.000. Một cái là 90.000. Ai mua hai cái giá sốc cho các chị em luôn là 162 cái. Em bán một cái giá mà các bạn nghe là các bạn ồ chết rồi, chị Nhung bán nhầm giá. Cái này tới được xỉ bao nhiêu, 7 mấy ngàn? Xỉ 75 ngàn thôi. Rồi chết, em bán xỉ 75 ngàn như vậy thì các bạn kiện chết. Đúng không? Xỉ 75 ngàn rồi mà bây giờ ta bán 85 ngàn thì các bạn xỉ, các bạn giết chết luôn. Hỏng. Bán vậy các bạn xỉ không bán. Ôi các bạn ơi, thôi bây giờ như vậy đi, em bán cho mọi người là 99 ngàn. Hai cái là 90.000 một cái. Rồi, kệ đi, đỡ rồi. Em bán sốc cho các chị em luôn là có một màu duy nhất thôi chị Hiền Quang ơi. Em bán sốc cho các chị em luôn, một cái là 99.000 nhưng mà hai cái là còn 170.000 nhá mọi người nhá. Em ghim giá này, em ghim giá chị Nhung đi. Em Thuyền ơi, em nhận được đồ rồi hả? Vừa không gái ơi. Em nói thực sự nó quá rẻ, quá bèo bọt luôn mọi người ạ. Nó có một màu duy nhất thôi, đồ đẹp lắm, cảm ơn Tuyền rất là nhiều. Rồi các bạn ơi, hãy comment cho em là đầm đại kèm số ký, kèm số điện thoại cho em nhé. Đầm đại hoa trắng. Mọi ơi, xin lỗi mọi người là đầm đại hoa trắng, hoa cam. Hãy ghi rõ giùm em là đầm đại hoa cam kèm số ký, kèm số điện thoại mọi người nhé. Hai cái chỉ có 170.000 thôi, nó siêu rẻ luôn. Em nói thực sự là nó siêu rẻ luôn.
đầm đại, tất cả các chị em hãy comment lại cho em là đầm đại, đầm đại hoa cam, để không bị nhầm với mã mà lát nữa em sẽ xả tiếp mọi người nha. Hãy comment, à đây đây em ghi tên luôn. Không không, cái này Nhi Anh hai cái 33 kg, em ơi 33 kg, em lấy số lớn nhất cho chị Nhung cho thoải mái này. Đây Nhi Anh này, ok Nhi Anh này, em đây này. Ok, em nhận luôn mọi người nha. Rồi chị Rô Sam Mây 2 cái 30 kg luôn. Không, 30 kg này. Nhi Anh có chưa? Nhi Anh có rồi. Rồi rồi ok chị Rosa May này, ok chị Rosa May 2 cái hả? Không, đây 30 kg Rosa May này, ok thu hàng Nguyễn này em ơi. Rosa May 2 cái. Rồi được rồi. Này em ơi, 2 cái Rosa May lấy luôn đi, uống lên rồi. Không lấy 1 cái 2 cái. Ok, Rosa May em nhận luôn cho mọi người nhé. Rồi, Thúy Hành Nguyễn 35 kg, ok Thúy Hành Nguyễn 1 cái thôi. Này, nó siêu rẻ Thúy rồi. Thúy Hành Nguyễn hả? Ờ, Thúy Hằng Nguyễn. Chị Đào Lê này đần 25 và 35, cảm ơn chị Đào Lê này. Đào Lê này 25 và 35, em xếp vô bỏ vô trong đây. Chị Đào Lê 2 cái. Đào Lê ok. Trương Thủy 35 kg 1 cái. Trương Thủy 35 kg. Ủa sao Đào Lê không nhét vô luôn, Đào Lê 2 cái mà. Để em câu nhiều kia mới đến. Không, kiểm tra hàng. Trương Thủy ok nhá. Ờ, chị Hiền Quang 2 cái, nhưng mà chị Hiền Quang là bao nhiêu ký nhỉ? Số 11 2 cái. Hay là Trương Thủy hả? Ừ. Số 11 chị Hiền Quang 2 cái. Hiền Quang 2 cái hả? 11, chị lấy số 11. Đâu rồi? Đây. Thì em ơi chỉ được mấy người mua được thôi nên các bạn comment Trương Thủy Hiền Quang rồi. Chị Thủy Trần 35 kg được 1 cái. Thủy này, Trần nhá. Rồi chị Thủy Trần ok. Đầm đại bé gái 30 kg đây. Này Thảo Thảo Nguyên nhá. Thảo Nguyên ok. Ồ 12 kg không có. Lê Tuyến 27 kg. Đây số 10. Đây Lê Tuyên ok, Lê Tuyên nhá. Ấy Phương Anh ok, đầm đại hoa cam 29 kg cho Phương Anh. Đây Phương Anh này, chị phải ghi luôn. Đầm đại hoa cam còn một size lớn nhất. Đây đúng rồi. Cho Nguyễn Ngọc à, cho Hồng Ngọc. Hồng Ngọc mà Ngọc chữ 2 chữ N. Hồng Ngọc 2 chữ N ok. Chị Cao Trinh còn không? Chị Cao Trinh hết nhá. Đúng không? Size bao nhiêu chị? Size 12 em. Hết size 12 các chị ơi. Cao Trinh hết rồi. Chị Cao Trinh hết, bắt đầu chị Cao Trinh hết rồi nha. Vâng, chị Nhi Anh 33 kg hết luôn. Thông Kim Dương số 9. 2 cái. Thông Kim Dương ok. 1 cái. Thể Nguyễn 28 kg. 1 cái, 1 cái. Rồi, Thể Nguyễn 1 cái. Trương Thủy có rồi. Chị Đào Lê có rồi, Thảo Thảo Nguyên có rồi. Phương Anh. Phương Anh có chưa? Phương Anh có rồi. Lê Tuyên có. Ngô Hồng thơm 30 kg 1 cái, 30 kg. Ôi đẹp quá, đẹp lắm luôn. Nhưng mà Ngô Hồng thơm hết mất rồi. Phương Trần Thị ok. Phương Trần Thị 2 cái. Đây Phương Trần Thị 2 cái dồn đơn Nguyễn Ngọc Anh ok. Phương Trần Thị cảm ơn em yêu. Tố Hoa Bùi không có, Cao Trinh hết. Hồng Ngọc ok, Ngọc Lan 25 và 35. Cảm ơn chị. Còn số 10 không em? Còn cái kia đâu? Ủa? Cái kia cho chị Nhung coi nào. Ngọc Lan tiếc quá. Ngọc Lan thì lại không còn 30 hả? Cà rốt 27 kg. Màu đỏ này. Từ từ. 27 hả? 27 số 9 thôi. Cà rốt hả? Ôi sao nó đẹp quá không? Cà rốt hả? Ừ. Cà rốt đúng không? Đẹp lắm luôn các bạn ơi, cái vải nó đã. Còn có 3 cái thôi nha các chị nhé. Dạ, dạ. 16 kg không có, Vương Trần Thị ok rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn 25 đến 27 mọi người nhá. 25 đến 77. Đây, chị Phan Hiền ơi, 25 đến 27 kg thôi. Cái hàng này của chúng ta nó đẹp như thế này này các chị em ạ. Nó đẹp nghiền ngẫm luôn hai lớp. Trời ơi, để mà con mặc lên thì em nói thực sự là các bạn ơi, con mặc lên nó yêu lắm. Mua mấy cái đầm này ở đâu ra được với cái giá này các bạn? Không thể nào rẻ hơn nổi đâu các bạn ơi, 172 đầm. Các bạn nhá. Rồi, bộ cá sấu hả? Combo bộ 10 kg bộ cá sấu. Thúy Hoàng ơi, cảm ơn gái Thúy Hoàng. Cá sấu này là 190.000 năm bộ nhá. Cái này cũng vậy là 190.000 năm bộ. Em số điện thoại luôn chị Thúy Hoàng ơi. Nếu mà em lấy bộ cá sấu thì comment là bộ cá sấu kèm số ký hiệu số điện thoại. Còn nếu em lấy bộ cho em luôn, Ngọc Lan cho em số điện thoại chị Ngọc Lan. Cô sư tử comment cho em là 27 kg chị Ngọc Lan. Ok, 27 kg. Số 10 hả?
đây, cái này còn được mấy cái em? Có cái hả? Sao nó còn sót có cái vậy? Của tưởng con đi. Có cái. Còn có cái hả? Ngay con gà tây đúng rồi, xinh xinh dã man, xinh dã man con ngan. Đây, còn đúng một cái anh đầm đỏ này, ai lấy đầm đỏ có Quỳnh đầm đỏ. Quỳnh Như Phan 27 kg. Đầm hoa đỏ nha mọi người, đầm hoa đỏ. Quỳnh Như Phan 27 kg, Quỳnh Như chưa có. Rồi các bạn ơi, ai lấy đầm đỏ hãy comment cho em là đầm đỏ còn đúng một cái duy nhất số 9. À số 10, 27 kg nhá, 27 kg số 10. Ai lấy comment nhanh cho em. Còn đúng một cái đầm đỏ thôi, sale cho mọi người giá có 80.000 đó. À có gì nhỉ? Sau đây mọi người là 90.000, ai lấy comment giùm em. Siêu rẻ, hai cái Thiều là 137. Chị Thiều Hoa đầm bộ cá sấu 30 kg không vừa. Không chị ạ, không vừa. Hiền Quang cho chị số điện thoại ạ. Không, đầm hoa đỏ đầu tiên của chị, đúng rồi chị Hiền Quang. Chị Hiền Quang khách cũ rồi. Hết rồi, năm bộ năm màu đúng rồi Nhung Ly. Năm bộ năm màu. Rồi, tố hoa bùi này, tố hoa bùi được một cái. Thế rồi, tố hoa bùi có một cái thôi để chị nghe cho mình nghe sẵn hết đâu. Để em chờ một xíu. Em hết đầm, đợi em một xíu lên cái khác ạ. Nay tổng xả kho cho các chị luôn, biết kho còn mẫu nào đẹp, mẫu nào xinh lên hết luôn cho các chị. Đầm đó đó, đầm đại á. Em đâu để Úc? Úc ơi, để đâu em? Đâu này, chứ em chưa có sợ chở ra đâu. Còn em đi á. Hết rồi Thanh Tân ơi. Dạ, cảm ơn máy bay 17kg. Bộ máy bay 17kg là 275.000 chị Anh Ngọc ơi, em cảm ơn chị rất nhiều. Chị ơi, chị mà nhận cái combo đó về thì chị nguyện luôn á, em nói thật sự luôn. Chốt rồi em bộ cá sấu 15kg. Như anh cứ comment cho chị Nhung là bộ cá sấu kèm số ký kèm số điện thoại nhé. Em comment như vậy để cho máy tính nó lọc em, nó hiện em lên, nếu không là nó không hiện em lên đâu. Ok. Rồi. Cái này là quần cao cấp. Lên đài luôn em. Quần mặc nhà, nhưng mà cái quần này con mặc lên thì thôi rồi luôn. Ôi, cái quần này em nói xin lỗi mọi người là cái quần này là đỉnh. Nó là đỉnh lúc em nha mọi người ơi. Cái quần này lưu ý giùm em, nó là đỉnh của đỉnh luôn. Riêng cái anh quần này để các bạn mua ở đâu ra thì em nói thật sự đi vào shop thì nó phải tới 60-70 ngàn. Cho em cho size đại không chị? Không có size đại chị Kiều Duy Nguyễn ạ. À, em xin lỗi chị nhé. Mẫu đỏ đi hả? Mẫu đỏ là mẫu nào đây? Mẫu đỏ đây. Cái này là bộ cá sấu. Bộ cá sấu có 5 màu, quần đi cùng mèo màu với áo. Bộ mọi người là bộ con cá mập, bộ cá mập kèm số ký kèm số điện thoại nhé. Và hàng này của chúng ta là từ 6 ký cho tới 23 ký. Xả trong livestream này là 190.000 năm bộ. Rồi. Bộ sư tử cũng vậy luôn. 5 bộ 5 màu và xả trong livestream này cũng là 190.000 năm bộ. Em không biết là còn hàng không mà sao các bạn hỏi nhiều quá, mà nãy giờ các bạn chốt đông quá rồi. Bởi vì giờ các bạn hỏi thì em vẫn lên lại cho mọi người xem thôi. Đó, xả trong livestream này là 190.000 năm bộ, các chị em lưu giúp em nhé. Đây là bộ sư tử, ai lấy sư tử có mần sư tử cũng từ 6 kg cho đến 23 kg. Cá sấu cũng vậy luôn, từ 6 kg đến 23 kg. Đây sư tử đây. 5 bộ 5 màu mà có 190.000 em xả đấy. Em xả siêu rẻ, quần chip hôm nay không còn chị ạ. Đó, cá sấu đấy các chị em ơi. Hàng này em nói là trời ơi, mặc lên thì thôi rồi, đẹp đẹp nhất ngay luôn. Và đây là bộ cá mập, ai lấy cá mập comment cá mập. Cá mập xả trong livestream này cũng chỉ có là 190.000 năm bộ. Đây các bạn ạ, 190.000 năm bộ cái quần này các chị em nhìn cho mình. Anh Ngọc hả? Đó. Mà có trời ơi có 30 mấy ngàn một bộ. Tư tử kèm số ký kèm số điện thoại hoặc là cá mập kèm số ký kèm số điện thoại 30 ký không vừa chị Tiểu Hoa. Hôm nay thì vẫn chưa có lô nào có tay hết. Hôm nay lô có đại có tay thì chưa có. Chiều nay cái lô kia vẫn còn đang có sách nách. Chiều nay lô này vẫn là sách nách mà chiều nay. Thơm ơi, cái lô đại gấp xếp khi nào xong vậy Thơm ơi? Thơm. Thơm được mấy màu rồi? Nó được có một màu. Nó được có hai màu. Mới được hai màu. Nó được. Để bữa sau chưa, đi. Phải thì chưa được. Mấy thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.
lấy cho 26 kg có. Linh Phương ơi, chờ chị Nhung một xíu nha, lên đầm tiếp đi chị. Ừ rồi, ok. Em nói nghiêm túc với các chị em như thế này, cái quần này của nó là đỉnh luôn. Nếu để các bạn, em phải có phải các bạn ơi, ví dụ như các bé nó mặc một cái quần, hai cái quần, trời ơi, kiếm đâu ra được những cái quần như thế này các chị em, kiếm ở đâu ra được những cái quần xịn như thế này, xịn lắm luôn. Cái quần này để các bạn ơi mặc đi chơi đi học nó lịch sự và nó quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn nha mọi người. Quần da cá bé gái hàng xịn, xịn đỉnh của đỉnh. Các bạn đi ra ngoài nếu mà các bạn mua mà nó dưới 60.000 ấy, em thật sự luôn, em mất duyên buôn bán luôn mọi người. Quần áo nó đỉnh như vậy đó, cái bộ quần dài combo bé trai bé gái năm bộ giá 190.000. 190.000 năm quần, là năm bộ. Đây này. Từ 5 kg tới 23 kg đó chị Nguyễn Oanh nhá. Cho chị cái áo. Đây. Riêng những cái quần này các bạn ạ, phối đồ cực kỳ dễ, phối áo có tay có, phối áo dây sách nách có, dây có. Tức là chúng ta phối với cái áo màu này, màu trắng, màu tím, màu đen, màu hồng, màu vàng đều phối được. Tất cả những cái đồ như vậy phối màu xanh, thậm chí phối màu xanh cũng ok. Và em xả cái quần này cho các chị em luôn này. Cảm ơn Mai Nguyễn Mai nha. Đây, ví dụ như là một cái set cao cấp hay là đúng thực sự cái quần này là quần cao cấp. Sao không giảm quần trùng bé trai size 26 chị ơi? Không, thường thì quần trục nếu mà bé trai 26 kg thì nó lại sẽ là lên cái dòng vải hàng khác rồi. Tại vì nếu mà hàng cắt tơ thì nhiều khi 26 kg được các bé nó mặc nó ôm body. Ok ok chị Mai Nguyễn, cảm ơn chị nhiều. Các chị nhìn, các chị em nhìn giùm em xem cái set này mặc lên thì nó con có đẳng cấp không ạ? Có phải lên một không? lên một cái tầm cao mới không ạ? Nó lên một tầm cao mới này, đúng không ạ? Giờ em chưa lên hàng đúng không ạ? Các chị em có đúng là một tầm cao không? Các bạn nhìn này, đã chưa, quần bé trai có luôn, em xả hết, em sẽ xả hết cho chị Trương Thị Thắm, đừng lo nhé, chờ em một xíu. Đó, cái quần bé gái và quần bé trai, okay, quần bé gái anh thế này, đợi em một xíu ạ. Đặc biệt là cái anh quần này chúng ta lấy lại có cả nhí và đại luôn, có cả quần nhí và có cả quần đại cho chị em nhé, siêu dễ mặc luôn á. Đây em sẽ phối cho các chị em, có quần nhí và quần đại, tức là cái anh này là từ 6 kg cho đến 45 kg. Các mẹ nhiều khi còn bon chen cặp với con luôn. 40 đến 45 kg các chị em nha. 40 đến 45 kg. À sorry mọi người, là từ 6 kg cho đến 45 kg. Từ 6 kg cho đến 45 kg. Xả luôn em ơi. Cái quần này em xả đồng giá cho các chị em này. Em nói em xả sốc cho các chị em combo 4 quần này luôn. Úc ơi. Xả không lợi nhuận cho các chị em. Hàng này của chúng ta có hai size, size nhí là từ 6 kg cho đến 25 kg. Các tình yêu lưu ý em nha, có hai size nhí và size đại. Từ 6 kg cho đến 25 kg, size đại là từ 26 cho đến 45 kg, hai size nhí từ 6 đến 25, đại 26 đến 45. Và xả các bạn nha, lưu giùm em nha, combo 4 quần, cái này về các bạn mua cho con 4 quần này về cho nó mặc cho nó đỉnh luôn á các bạn ạ. Phối ở đồ ở nhà, phối cái gì cũng được ấy. Rồi có hàng không vậy chị? Có chị, nguyên một cái kho của chị Nhung, nguyên một cái sàn của chị Nhung, màu nào phối cũng xinh nhỉ. Trời ơi, cái hàng này phối màu nào cũng đẹp ấy, thôi thiệt ấy. Chắc là con em mà thiệt ý. Thôi nếu mà mặc lên thì cái quan trọng này các bạn nhìn này, nó là cái ba lỗ quét vai như vậy này, con mặc nó mát lắm, nó sướng lắm. Chờ em một xíu, quần 45 kg em lên cho mọi người xem bây giờ đấy. Đầm hoa đỏ em đẹp chưa chị Trần Lan? Trời ơi, mua cái này, quần này về cho con nó mặc cho nó sang. Đi ra ngoài mua mấy cái quần này 80-90 ngàn, cái quần size nhí này, quần size đại 80-90 ngàn không có. Mà em xả sốc cho các chị em size nhí. Em ơi, nhân cho chị Nhung nào, size nhí là đưa chị Nhung nào 35 nhân cho 4 thì chị Nhung xả rẻ hơn thị trường một nửa, hơn một nửa các chị em nhé. 35 nhân cho 4 thì chị Nhung là 140.000. Lưu ý giùm em nha, quần size nhí là 140.000 4 quần. Quần size đại là 45 nhân cho 4, ok, 180.000 4 quần. Ai ưng mã quần cao cấp này hãy comment nhanh cho em là quần này gọi là quần BIK pink là màu hồng ấy. Rồi các bạn nhớ giùm em nha, combo quần cao cấp kèm số ký kèm số điện thoại giúp em. Combo quần cao cấp kèm số ký kèm số điện thoại giúp em nha. Quần của chúng ta là có hai size nhí là từ 6 đến 25 kg, sẽ được sale trong livestream này chỉ có 140.000 4 quần. Còn nếu bạn nào mà lấy size đại từ 25 cho đến 45 kg thì sale với giá là 180.000 4 quần. Hàng này nó là hàng đỉnh của đỉnh chứ không phải là hàng thường các bạn nhé. Các bạn cứ sờ vô cái chất liệu vải, em nói thiệt là cái vải này có khi mặc là 5-6 năm nó còn không biết hư. Cái dòng vải này, vải da cá cao cấp này này mọi người ơi, nó mịn, nó dày, nó mát và nó đã lắm. Rồi các bạn hãy comment cho em là quần cao cấp kèm số ký kèm số điện thoại. Đây em đang cầm size nhỏ nhất đây mọi người ạ. Rồi quần size đại đâu bé Úc? Cái size đại đâu, quần size đại đâu, lấy cho mọi người xem.
tay, em sẽ lấy quần size đại cho các chị em nha. Size đại cũng đều màu như vậy luôn. Các bạn ơi, cầm này là quần cao cấp đó, các chị em hay chốt đi. Trời ơi, cái quần này nhiều khi là cùi. Cái quần này các chị em cứ yên tâm đi. Mẹ còn mặc được đấy. Em nói thật sự là mẹ còn mặc được đấy. Mẹ 60kg. Mẹ còn mặc được chứ đừng nói con. Em nói thiệt lòng luôn. Mẹ còn mặc được chứ đừng nói con nha các chị em nha. Ôi. Dám phát vô dây. Trời ơi, cái hàng này mẹ còn bon chen được luôn chứ đừng nói các con. Đấy, mẹ còn bon chen được luôn các chị em ạ. Mẹ còn bon chen được luôn chứ đừng nói các con nhá. Em là đây này, mặc vô cái quần này. Đấy, các bạn thích kinh khủng không? Mẹ còn bon chen chứ đừng nói con nha. Cái hàng này mà em nói thiệt, tao quất luôn mấy cái về cho mẹ mặc luôn này. Mà có, trời ơi, có mấy chục ngàn, 45.000 bạc. Nó đẹp, dã man luôn. Mẹ còn mặc được chứ đừng nói con. Em ở trong còn một cái group quần kaki nữa các chị em ạ. Em còn một cái quần kaki ở trong giày rộ cộm luôn. Mà em tới tận 62kg đó. Em okay, tận 62kg trong 1m50 các chị em ạ. Sướng như vậy này. Rồi, ok các bạn chị nhìn. Linda Trinh ạ. Đấy. Đấy, cả mẹ về bon chen được luôn. Ok chị Nguyễn Lan. Rồi mà vui vẻ và mặc mưa. Ok chị Trần Trang, hai combo chốt cho chị quần Trần Trang. Chị Trương Thủy. Chị Trương Thủy chốt combo đài. Ok chị Trương Thủy ạ. Siêu bền luôn các bạn ơi, comment giùm em nhí từ 1 tới 8, đài từ 9 tới 12 nha các chị nhá. 9 tới 13. Quần size đại 45kg cho chị Nguyễn Lan, ok luôn ạ. Trời ơi, cái này là 40, 55, 50kg còn vừa này các bạn nhìn hàng này. Nó to khủng khiếp chưa? Nó to khủng khiếp mà nó đẹp, cái vải nó đã lắm. Cái vải này các bạn mặc có khi cả 2, 3 năm không xuống màu, không xuống okay, nước. Ok chị Đào. Cái dòng này này không Hồng Đào màu, Nguyễn luôn. Không xuống nước. Nha. Hai combo nhé chị nhớ nhá. Chị Nguyễn Hồng Đào này, một combo 28kg và hai combo 45kg. Cho các bạn chốt cẩn thận. Chị Trần Quyên, ok chị Trần Quyên luôn. 45kg quá chuẩn luôn các chị ạ. Thôi ai chốt đại thì cứ chốt đại cho em. Hàng này siêu rẻ đấy. Hồ rẻ Minh luôn. Châu combo. Chị Hồ Minh Châu cho em xin số điện thoại. Chị Hồ Minh Châu, em chưa chốt được đơn cho chị. Các bạn ơi, combo quần nhí là sale là 140.000 thôi. Đại của chúng ta là 180.000. Đây là quần cao cấp các bạn nhớ okay, lưu ý em nhé. Quần cao cấp kèm số ký kèm số điện thoại. Hàng này để các bạn đi ra ngoài các bạn mua thì em cam kết các bạn là bèo nhất, không phải 90 ngàn okay, một quần. Chị Hồng Ngọc, một không có cái giá mà chỉ có 33, 35 rồi 45 ngàn đâu mọi người nhé. Không có cái giá bèo như thế này đâu. Em nói thực sự là không có. 45 ký em hết nhé các chị ơi. Ủa, nó được bao nhiêu đi mà 45 hết thì hết rồi. Ôi mọi người ơi, chốt nhanh đi ạ. Cảm ơn Thúy Hằng Nguyễn, mỗi quần một màu. Ừ đúng rồi, mỗi lấy mỗi combo là mỗi quần chị ơi, một màu đấy. Combo là 4 màu các chị nhá. Okay, combo chị là 4 màu đó đấy. Trời ơi cái này phối đồ lên, mặc cái áo ba lỗ cho con nó xinh ơi là xinh. Thì tại sao mà không mặc cho hàng con đăng, nó mặc. Ok chị Hằng Đăng hai combo một đại một nhí ạ. Ok chị Hằng Đăng luôn ạ. Ok chị Nhã Uy, trời ơi combo đầm này. Ôi, cái tím này, quá tím này mà đi đấy. Cho con nó mặc cái áo màu hồng ha. Trời ơi đẹp. Màu xanh riêng cho anh màu xám màu đồ này, đây này màu đỏ đô đồ này kia mà phối vô, trời ơi sao mà đẹp như thế này. Rồi tí em lên combo áo cho các chị về phối đồ cho con luôn. Thì bù ok, hôm trước em đặt bố bé gái không thấy gọi điện cho đơn hả Nguyễn Dung hả? Ôi không phải Nguyễn Dung ơi, chị Nhung thấy rồi. Các bạn nhân viên nói chị Nhung là em gọi điện không được. Nhưng Nguyễn Dung inbox lại chị Nhung đi. Chị thấy cái túi hàng của em, các bé nó vẫn để hàng đấy. 46 kg thoải mái, chị Nhung 60kg đó, chị Nhung 62kg đó. Thì Bùi coi chị Nhung chưa? Bé trai mặc được không? Nó hơi gọi là mềm mềm một xí đấy chị ạ. Em nghĩ là bé trai là mặc hơi bị mềm mềm với chị Mai Đào Nguyễn. Tí em lên quần bé trai, lát em sẽ lên quần luôn. Quần lên em lấy cho chị Nhung. Em phục vụ hết tất cả các chị luôn. Em okay. Lên cái quần cao cấp bé trai chị Nhung. Ôi nếu mà để các mẹ mặc cái quần em, cái quần chữ A ấy. Quần chữ K, quần size nhí bao nhiêu, còn sợ cái hàng đó hình như size nhí hết rồi sao? Size nhí hết à? Còn muốn size đại thôi hả? Thế thì lấy luôn size đại. Tại. Trời ơi cái quần này các bạn ơi hãy comment cho em. Còn quần không nó em qua lấy mẫu gì đó. Giờ anh lấy thêm một đi cam đi. Trang Quỳnh nhắn cho anh Thái đi. Trang Quỳnh nhắn cho anh Thái đi rồi xong rồi lát anh Thái anh làm cho. Anh Thái đang nghỉ một xíu rồi lát anh dậy anh làm cho. Nhá. Em soạn cái quần chữ A size đại bé trai. Rồi ok em trong thời gian này em sẽ lên combo áo luôn cho các chị em nhá. Hàng này riêng các bạn ơi nếu mà để các bạn nhận được cái áo này. Đây em lên cái màu mà các bạn em nói trời ơi, em yêu cái màu tím này. Đây tại sao mà các bạn có hai chị em mà không mua cho con cái quần này các bạn nhé. Ai lấy comment nhanh cho em cái quần này là quần cao cấp hoặc quần pink này. Dạ các bạn cứ comment cho em là quần pink hoặc quần cao cấp và sale trong livestream này của chúng ta chỉ có là nhí là 140.000, đại là 180.000. Lưu ý nhé, nhí là 140.000 tức là chỉ có 135.000 một quần thôi.
4 quần 4 màu, đại cũng vậy luôn, tức là chỉ có 45 ngàn một quần thôi. Và riêng cái anh quần này các bạn đi mua ở ngoài đại thì nó phải tới gần 90, thậm chí mà 90 ngàn là bèo ấy, nó không có cái quần này đâu. Và riêng cái quần này các bạn mặc 2 năm nó không xuống màu, không xuống nước. Cái quần này em cam kết với chị em, mặc từ đời chị xuống đời em vẫn còn vừa, vẫn còn sướng. Nó dai, nó bền như vậy đấy. Nó hàng, nó là hàng đỉnh mà, hàng này hàng top mà, hàng này hàng cao cấp. Dây cột nữa. Đây, em sẽ lên combo áo, em xả áo luôn các chị em nha. Téo ơi, áo này của mình còn được màu nào? Các chị em nhìn thấy khủng hoảng không? Ôi, khủng hoảng áo. Trời ơi, cảm ơn Nhi Anh, cảm ơn Thảo Lê, cảm ơn Nguyễn Phương, cảm ơn Phương Nhi Phương, cảm ơn Phước Anh Trần, cảm ơn Dũng. Combo áo, bây giờ lên combo áo đây. Rồi, cola cola, chờ chị Nhung một xíu, chị Nhung sẽ lên quần bé trai luôn nhá mọi người ơi. Em sẽ lên cái quần bé trai luôn mọi người nhá. Lê Kim Lương, cảm ơn Lê Kim Lương. Cái quần đó thực sự là 50kg vẫn vừa, tại vì thực sự nó co giãn đã lắm. 50kg vẫn vừa, tại vì em mặc em 60kg mà em còn mặc vừa cho các chị em mà huống hồ gì các bé đúng không? Chả lẽ mặc luôn cái quần này cho các chị em đi. Em còn mặc cái quần kaki dày cộm cái này, cái quần kaki dày cộm mà em còn mặc ở trong. Áo có. Hai chị Thoa Trần, áo này cô nhím mặc đẹp lắm luôn đấy. Áo này là con gái mặc cực kỳ xuất sắc này. Ưng chưa? Cả set áo, cả set quần nha mọi người nha. Em áo này còn được màu nào vậy Úc? Đây chị Nhung thấy ở đây là 4 màu hả? À, áo còn 3 màu thôi hả? Áo cũng vậy các chị em nha. Áo này cũng là hàng cực kỳ xuất sắc luôn các chị em ạ. À. Áo cũng là hàng cực kỳ xuất sắc. Em coi xem còn màu nào, các bạn chờ em một xíu, các bạn cứ comment quần đi. Em đi coi xem còn áo còn được màu nào nữa không? Ở bên kệ, trên kệ nó còn đúng 3 màu. Áo này còn 3 màu mọi người ơi. Áo có áo size đại. Ok, bới cho chị Nhung size đại nhá. Áo này thì không có size đại, chỉ có điều là nó là nhí. Cảm ơn Nati kèm số điện thoại chị Nhung để chị Nhung lọc phần mềm nhá. Nati ơi, combo quần bé gái kèm số ký kèm số điện thoại, các bạn phải ghi đúng như vậy cho em thì các bạn mới được chốt đơn, tại vì do là bên em lọc phần mềm bằng số điện thoại. Rồi, lọc comment bằng số điện thoại các bạn nhá. Áo siêu xinh, sorry Nhi Anh, áo này lại không vừa. Rồi các bạn ơi, hãy ghi rõ giùm em là combo áo bé gái. À, combo áo cô gái, các bạn ghi rõ giùm em để không bị nhầm nha mọi người nhé. Combo áo cô gái kèm số ký kèm số đại, xả trong livestream này sốc không thể nào tưởng tượng luôn. Đó, Thế Nguyễn vẫn bị sốt hơn hả? Vẫn bị sốt đơn. Thế Nguyễn nhắn trong tin nhắn ra xưởng chị Nhung để chị Nhung kiểm tra. Combo áo bé gái kèm số ký kèm số đại nha mọi người nha. Và em xả cho mọi người luôn, còn đúng 3 bộ 3 màu. Còn đúng 3 áo, 3 màu, em xả luôn. Hàng này là vải cao cấp. Vải này là nó xịn xịn, mà nó là xịn trên từng cây số luôn mọi người ơi. 100 ngàn 3 áo. 100 ngàn 3 áo, có ai tin nổi cái hàng này mà 100 ngàn 3 áo không các bạn? 100 ngàn 3 áo nha mọi người nha. Hồng phấn này, đỏ đô này. Và đặc biệt là có màu hồng đào này, em sẽ móc cho các chị em xem. Các chị em nhìn và các bạn nghiền ngẫm hàng cho em. Rồi, để các bạn nhìn thấy được cái vải nó đẹp như thế nào. Đây là cũng là hàng xóc xịn, hàng cao cấp. 100 ngàn 3 áo, ai lấy comment giùm em là áo combo áo combo áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại, các bạn sẽ được chốt đơn. Combo áo 3 lỗ kèm số ký kèm số điện thoại nha mọi người. Combo áo 3 lỗ kèm số ký kèm số điện thoại, các bạn phải ghi rõ như vậy để chúng ta được chốt đơn. Còn không là không được chốt đơn đâu các bạn nhé. Size từ 5kg cho đến 25kg. Từ 5kg đến 25kg các chị em nha. Từ 5kg đến 25kg. Riêng cái anh quần này nó là áo này là đỉnh của đỉnh luôn á. Trời ơi, 100 ngàn 3 áo, có ai tin nổi không ạ? Hôm nay các bạn bỏ ra mỗi một bạn 700-800 ngàn về mua nguyên một tủ đồ cho con, coi như là các bạn săn được cái ngày hôm nay là các bạn săn được cả một cái tủ sale hàng luôn. Hàng sale với giá xịn. 100 ngàn 3 áo, các bạn có tin nổi, nó rẻ kinh khủng không? Cảm ơn Trần Trang, chị Trần Trang cho em số điện thoại kèm theo chị nhá. Hãy comment cho em là combo áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại. Trời ơi, ôi quần luôn, cái này mà lên văn nghệ còn được ấy, cái nguyên một cái set xịn như thế này mà lên văn nghệ còn quá đẳng cấp luôn. Ôi nó đẹp này các bạn ạ, có ai tin nổi không? Chứ em là em thấy nghiện rồi đấy,
cái quần này xinh chưa, xong mông con mặc lên nó là mông nó như thế này. Combo áo gái số lớn nhất, chị ơi lớn nhất thì chỉ có số 8 là chị Hiền Quang ạ. Lớn nhất số 8 thì em nghĩ là tầm khoảng 25-26 kg thôi. Chị Hiền Quang ơi, liệu con có vừa không? Tại vì hiện tại giờ con tới hạn 29 kg rồi đúng không ạ? 26 kg thì em nghĩ là vừa đấy. Chị Hà Đăng, ok bắt đầu em. Các bạn ơi, các bạn cứ comment chốt cho em nha. Combo áo ba gái kèm số ký kèm số điện thoại và sale trong livestream này là 100.000 ba áo, siêu rẻ luôn, siêu rẻ luôn. Ok cái gì vậy? À quần đại bé trai hả? Ok quần đại bé trai. Hàng này các bạn sờ vô cái mình vải là các bạn nghiện luôn. Cảm ơn Bom Bom Nguyên Lê combo bé gái, cảm ơn gái. Không, áo bé gái đúng rồi, các phải kèm theo cái áo nha mọi người ơi. Combo áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại và xả trong livestream này là 100.000 ba áo ba màu. Màu đỏ, màu hồng phấn và em sẽ lên cho mọi người xem cái màu hồng đào nữa nhá. Em sẽ lên cho các chị em là màu hồng đào. Đây, cái màu xám này thì phối cái quần nào màu nào cũng đẹp hết. Nhưng em sẽ phối cho các bạn xem là để các bạn cảm nhận được cái hàng nó đẹp đến mức độ nào các chị em nhá. Trời ơi, ta nói nó đẹp nghìn đẹp ngấm luôn á. Đẹp lắm, đây màu hồng đào này. Ô cái màu hồng đào sao mà nó xinh như thế này. Combo áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại các chị em ơi, combo áo bé gái comment nhanh đi bởi vì hàng này cũng không còn nhiều nữa các chị em nhé. Những cái hàng nào mà Bo Bo Nguyên Lê ok, hàng Trần ok, Lý Thanh ok, Mặc Ôm dạ vâng, chị Thảo Lê ok, Ngọc Đăng ok, Dũng Đoàn ok, Lê Tuyên ok, Sai Đại thì không còn, Sai Đại thì không còn, Hải Âu ok nhá. À cảm ơn chị Hồng Đào Nguyễn luôn, combo áo bé gái. Chị Cà Hồng Áo Nguyễn ơi, thả cho em số điện thoại kèm theo một dòng nữa chị. Combo áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại thì em xả cho mọi người giá là 100.000 ba áo. Ai lấy quần thì comment quần, ai lấy áo comment áo nhá. Trời ơi mấy cái set này mà con đi học thì thôi rồi. Các chị em ạ, à, em nói thiệt mấy cái set này mà cho con mặc đi học thì thôi rồi, nó siêu yêu luôn đấy. Các chị em nhìn này, sang nhờ. Vừa yêu vừa sang các bạn nhá. Quần là 141 một combo 4 màu. 144 4 màu, size nhí, còn size đại là 108 4 màu, size đại. Còn áo là chúng ta là 100.000 ba áo. Áo này em nói thiệt ở đâu các bạn đi ra ngoài không thể nào mua được cái áo này giá rẻ như vậy đâu. Quan trọng là hàng nó đỉnh lắm luôn. Hàng nó đỉnh lắm luôn các bạn ạ, không phải ba cái vải tào tao tào lao ba lao đâu. Các bạn đang mua trực tiếp tại xưởng mà. Đây quần đùi bé gái 35 kg chị Minh Trang Nguyễn này. Đây y như vậy luôn này. Đây, cái này quần đùi này là có cả nhí và đại và chị Minh Trang Nguyễn. Đó, quần đùi nhí này là của chúng ta này. Có cả nhí và đại nha chị nhá. Có cả nhí và đại mà. Nhí và đại chị ạ, em sẽ lên cả áo đại cho mọi người giờ đấy. Đẹp chưa? Đó, cả nhí và đại mọi người nhá. Cái quần mặc đẹp lắm, quần này là 50 kg mà còn vừa. 50 kg còn vừa, thoải mái. Tại vì đơn giản thôi, em 62 kg. Em 62 kg, cao 1m50 mà em mặc cái quần rộng rãi luôn. Các bạn nhìn hàng, em mặc cho mọi người xem để các bạn biết rồi các bạn lấy. Ok đưa chị Nhung quần đại đi. Quần đại em lấy cho chị Nhung. Trời ơi cái quần đâu mà mặc dễ chịu luôn á. Em nói thật sự đây này, em mặc cho bà chị em xem. Đó ở trong là vẫn còn cái quần kaki nhá. Ở trong là cái quần kaki này các bạn chị thấy không ạ? Nó lùng bùng ở trong này mà em mặc còn 62 kg mà em mặc còn dễ chịu như vậy đó. Ô cái dòng quần này nó mịn, nó dày dặn và làm sao ạ? Nó thoáng mồ hôi, nó mặc sướng lắm. Cái quần dòng quần cao cấp như vậy này các bạn. Đấy, con gái mà cứ tầm 50 kg mặc thoải mái luôn, thậm chí mẹ bon chen được luôn. Các mẹ bon chen được luôn, mặc mát lắm. Đi biển, đi đồ, đi du lịch, đi chơi, đi bời, thậm chí là làm cơm nước ở nhà cửa này cứ mặc áo ở nhà xong rồi mặc cái quần này nữa. Em nói sướng cực kỳ, đi ra ngoài mua cái quần này 80-90 ngàn phí tiền thôi. Mua đây sale rẻ ơi là rẻ như vậy. Nhí là 140 nghìn bốn quần. Đó ai lấy áo comment áo, comment áo cho ăn. Ai lấy quần thì comment quần cho em nhé. Combo quần kèm số ký kèm số điện thoại. Đây quần áo này, hai túi đúc túi tiền luôn. Rồi bây giờ lên em lên cho chị Nhung đi. Cảm ơn Cao Dung, cảm ơn tất cả mọi người. Bộ dài tay bé gái 26 kg. Chị ơi, chị Kim Anh, Kim Anh ơi, bé gái dài tay 26 kg em nghĩ không vừa. Không vừa. Váy thì nãy là có lên nhí rồi. Váy đây. Váy 150 hai áo. Ai lấy comment cháy váy 150 hai đờ áo ấy. Ai lấy comment giúp em là váy trái tim kèm số điện thoại, kèm số ký kèm số điện thoại. Nãy các bạn chốt nhiều lắm rồi mà em không biết còn không.
Tuy nhiên các bạn rút comment nếu ngày mai còn em sẽ ưu tiên chốt. Rồi các bạn lưu ý với nhau, váy trái tim hàng của công ty xả với giá là 100 chuỗi hai váy có size từ 7kg cho đến 26kg. Váy trái tim kèm, các bạn comment giùm em hoặc là đầm trái tim kèm số ký kèm số điện thoại nhé. Cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi em chuẩn bị qua một má mới luôn. Đúng là ừ, ok, chị hiểu. Đại là còn có nhiêu đây thôi gì? Đại là 3 màu đó. Đại, các bạn ơi, áo, quần áo, bé, quần bé gái, quần cũng là quần cao cấp, quần top chị. Em cho chị Nhung xanh nhí đi, là quần bé trai nha mọi người nhá. Xong em soạn chị Nhung quần bé trai luôn. Nguyễn Cherry, cảm ơn Thảo Nguyên, váy trái riêng, 152. Ừ, cảm ơn Thảo Nguyên. Rồi em cho chị Nhung cái quần size nhỏ nhất, quần bé trai size nhỏ nhất đây. Xinh chưa? Các bạn ơi nhìn cái quần của em này. Trời ơi các bạn nhìn cái quần của em này. Đã chưa? À vậy hả Bích Lương Nguyễn Thư. Ừ ok gái. Ôi cái quần này các bạn ơi nhìn này. Các bạn nhìn giùm em nha. Phối này, phối caro này cực kỳ hiện đại nha. Cực kỳ hiện đại và phong cách vô cùng luôn. Cái quần này biết bao nhiêu. Trời ơi thêu nha, thêu đắp chữ A nha. Đằng sau in nổi sơn nha, in nổi chữ A luôn nha. Xinh và đẳng cấp luôn, chứ không phải là chỉ đơn giản là xinh cho chị Nhung mấy cái áo ba lỗ đằng dưới đó. Áo lỗ keo, áo ba lỗ coi xem còn. Em xả cho các chị em sale luôn. Em xả cho các chị em tới bế luôn mọi người ạ. Ngày hôm nay em ngồi đây và em xả đã mất nguyên một buổi ngồi đây rồi. Ok ok với gái. Áo ba lỗ hết còn đúng 3 màu mà. Ok, áo ba lỗ còn đúng 3 màu và mỗi một màu. Tạ Thị Thanh Hương ơi đừng ghi comment quần. Quần là bây giờ em bắt đầu lên quần bé trai thì comment rõ cho em là quần bé trai nhé. Quần bé trai người ta đang xỉ với giá là tận 34.000 một quần size nhí và tận 43.000 một quần size đại. Các bạn lưu ý em nhé. 45.000 một quần size đại người ta đang xỉ ra các chị em ạ. Nhưng ngày hôm nay em xả cho các chị em giá sốc luôn các chị em nha. Ai lấy quần này em comment giùm em là quần của chúng ta bé trai có 3 màu, chỉ có 3 màu thôi. Đại bé trai và nhí bé trai luôn. Bé gái số to nhất, cảm ơn Tùng Anh Trần luôn. Đây này. Đây. Đại bé trai các chị em nhìn này. Trời ơi, ai tin nổi cái quần này em sẽ xả sốc cho các chị em không ạ? Em xả cái quần này cho các chị em luôn nha. Ai lấy nhanh thì được cái quần này là siêu rẻ luôn. Đây, cái hàng này là đại. Hàng này của chúng ta là từ, hàng này em nghĩ là phải tới tận 8kg đổ lên ấy. Không, từ 7kg luôn. Từ 7kg cho đến 38kg. Từ 7kg cho đến 38kg. Và em xả sốc cho tất cả các chị em luôn này. Em xả là bao nhiêu nhỉ? Hàng này em xả mọi người 101 bao quần. Ok mọi người ơi, 101 ba quần, ưu tiên cho bạn nào chốt hai combo cả anh cả em. Em bán mà như coi như là như vậy là em sẽ lỗ cái tiền. Em nói thật sự là em sẽ rất là lỗ cái tiền sai đại mọi người nhá. Áo đẹp nhất mắt đến nỗi mà phải nhắn tin hù dọa em một cách dã man này. Lấy cho ta combo áo đó nhé. Nói mẹ Nhung nói nhiều quá nghe, mà ai không có tao đi tao giết cả nhà. Xin lỗi không? Ba Trần. Áo đẹp quá đến nỗi phải hù dọa em như vậy đấy các chị. Ngày mai mà không có tao giết cả nhà. Ngày mai không có tao giết hết. Nghĩa là sức hút hàng bên em gọi là khó cưỡng á. Tại sao mà có mua hàng mà lại mua hàng mà có dụ hù dọa này ngày mai mà không cho, có cho ta giết cả nhà. Trời ơi chết thôi. Sao mà con hù không chặn nợ thế mới ghê chứ. Dã man. Dã man con nghe. Nên lấy công bố áo đó. Áo bé gái comment giúp em nhá. Áo bé gái nhá. Coi chừng không nhớ á. Mai không có ta giết. Họ hàng mẹ trong gia đình. Trong gia đình. Không mua áo bé gái hả? Vậy ngày mai nhớ sẵn cho nhím luôn chứ không thì chết đấy. Dân tình nó giết đấy. Bà chị dâu ấy. Để em nói xấu cho bà tí. Mọi người đừng, các bạn cứ comment cho em là quần kèm số ký kèm số điện thoại và em xả cho mọi người có 101 ba quần thôi mọi người ạ. 101 ba quần nha các chị em nhá, 101 ba quần. Ai lấy comment các bạn comment rõ giùm em là combo quần
kèm số combo quần bé trai. Quần bé trai, hàng này là hàng cao cấp mọi người nha. Quần bé trai kèm số ký kèm số điện thoại. Quần bé trai kèm số ký kèm số điện thoại. Các chị em phải có số ký cả, phải có số điện thoại kèm theo. Bởi vì không có cái giá nào rẻ hơn ngày hôm nay đâu. 101 ba quần, đồng giá, lỗ. Đại nhí bằng giá luôn á. Ù mẹ, giả man. Giả man con Nga luôn các chị ơi. 101 ba quần bé trai, vừa đại vừa nhí bằng giá nhau. Em nói thiệt là em sẽ lỗ khoảng tầm 10 ngàn một quần. Quần này theo đắp không thôi là tốn tiền công hết 10 ngàn. Ai lấy thì được, còn chậm thì không được đâu các chị em ạ. Nó sẽ lỗ tầm 10 ngàn đấy. Em lỗ ít nhất là 10 ngàn đấy các chị em ạ. Nhưng tại vì do em muốn xả cho nó rộng nhà, rộng cửa thì các bạn cứ lấy đi. Nói chung lấy về cho con nó mặc cho nó màu lớn. Các chị em ơi, vải đã lắm, đẹp lắm luôn mà. Các bạn nhìn đường kim mỗi chị, các bạn nhìn hàng như vậy các bạn biết xịn rồi. Hàng này là đi vô shop này nó quất cho bạn cũng phải 7-80 ngàn một quần. Cướp đâu ra cái giá mà bèo như bọt mây trôi. Bèo bọt mây trôi. Ôi giời ơi. Đẩy nhanh nha các bạn ơi, không là tự hết đấy. Em nói thiệt là em những cái gì mà cái mã nào mà em không đọc chốt đơn thì đồng nghĩa việc là sẽ ưu tiên cho những bạn nào comment trước. Combo quần 101 ba quần xả từ 7 kg cho đến 37 kg. 7 kg mà 7 kg. Rồi các chị cứ comment combo quần ạ. À. Ai lấy combo quần bé trai 3 quần 101 từ 7 kg tới 35 kg. Hôm nay em xả xeo nóc nhà luôn. Màu nhà. Đỏ đô, màu xanh đen. Đâu rồi em? Màu đỏ đô, màu xanh đen với màu màu đây này để chị Nhung cho anh coi. Ủa, anh lấy chị Nhung chơi cho mọi người xem màu ạ. À. Đâu rồi màu đỏ đô, cái bọc màu đỏ đô này đâu? Đây, đấy, nãy mọi người xem hết màu rồi mà. Ôi, bạn nào mà có quần thì chốt quần đi. Hàng này ổn lắm luôn đấy. Hàng này mà, đây này. Các chị em nhìn này. Thanh niên ưu tú mặc này. 30 mấy, 37 tí thoải mái. Đấy, các bạn nhìn này. Chị Nhung đổi vị trí like. Đây, like gì? Tại vì anh Thái đây này. Anh Thái xí vị trí kia của chị Nhung rồi. Đổi phong thủy My ơi. Đổi phong thủy My ạ. À. Đó, mấy đứa nào nhỏ đang kiện cáo kìa. Thấy chưa? Đổi phong thủy, đổi phong thủy. Đổi phong thủy. Ok các bạn ơi, em lên áo luôn mọi người nha. Em sẽ lên áo luôn mọi người ơi. Áo này của chúng ta là áo cũng là rất là mắc tiền luôn á. Trời ơi, cái quần này em bán xong em tiếc quá. Quần này em bán xong em tự thấy tiếc luôn á. Em bán xong em thấy lỗ quá em tiếc. Các bạn hãy comment cho em là combo quần kèm số ký kèm số điện thoại phải đầy đủ các thông tin như vậy các bạn mới được chốt đơn nhé. Em bán xong mà em thấy lỗ kinh khủng khiếp luôn các bạn, nhưng mà thôi kệ. Chị nhanh tay ủng hộ chị Nhung ạ. Sell hết cái lô quần này là phá sản giữa nóc nhà luôn. Giữa nóc nhà ra sửa. Úc nó kêu cố gắng ủng hộ chị Nhung sell hết cái lô này để gỡ được nóc nhà luôn. Mà đúng, thực sự là gỡ nóc nhà thật mà mọi người. Ai lấy quần comment combo quần để trai cho em nhé. Màu đỏ đô, màu xanh đen với màu xanh rêu với màu nâu gì đó. Đại loại nó có 3 màu, mấy đứa nhỏ nó còn chưa xếp xong ấy mọi người ạ. Nói chung là đẹp lắm các chị em, khỏi phân vân. Áo size đại hả, để chị Nhung kiếm cho đây. Trời ơi, mấy cái quần này ở đâu ra? Em nói thật sự là các bạn, đố các bạn mua ở đâu ra dưới 7-80 nghìn. Thậm chí nó quất cho các bạn cả 100 ngàn ấy. Em bán xong mà em còn tự thấy lòng vui vui. Tại vì sao ạ? Quan trọng là lời lỗ thì con đường mình, ví dụ như mình làm mình giàu thì vào một cái quá trình, chứ không thể nào mà giàu trong 1-2 ngày và 1-2 tiếng, đúng không ạ? Quan trọng ngày hôm nay sẽ có những cái má sốc như thế này để các chị em nhớ em đến hoài hoài luôn. Các bạn, khi các bạn mua được hàng mà các bạn nhận được hàng, các bạn cho em những cái comment và đẹp 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 hay không đẹp, các bạn cứ cho em một cái comment, rẻ hay không rẻ cứ cho em một comment. Còn nếu các bạn mua mà cảm thấy mắc, các bạn cứ lên like các bạn chửi. Thẳng. Rồi, ok, áo bé trai rồi, còn được bao nhiêu? À, quần dài bé gái size đại thì không có. Kim Tuyên ơi. Chả lẽ lại My lại dụ dỗ Nhung xả cái quần dài kia. Ông ơi. Mấy đứa nhỏ đòi xả à, quần dài kia. À, mọi người thích em lên hả? À? Áo size đại bé trai để chị Nhung coi xem nào. Em trèo lên kệ đây này, hay là Kim Tuyên Thình có thích chị Nhung xả cái quần này cho mọi người không? Cái quần xịn này đấy đấy, nó còn một mớ hàng màu shop, màu hồng với màu tím đấy. Em lấy áo thông tay ngắn bé gái đi chị. Đồ bé 16kg rất là nhiều, để em xả hết. Hôm nay em ngồi đây em xả cao đấy các chị em. Rồi, áo ba lỗ bé trai nha mọi người ơi. Áo ba lỗ bé trai. Áo ba lỗ bé trai nha mọi người ơi. Đây. Chị Uyên Thi cảm ơn chị nhé. Nó siêu rẻ đó các chị em. Em nói thiệt chứ, các bạn mua một cái combo quần này không, các bạn ship đi, nó cộng 30 ngàn tiền ship vào thì nó cũng chỉ rơi vào có 140 thôi. Em nói nó còn rẻ gấp ngàn lần so với thị trường. 140 chia 4 là bao nhiêu?
các bạn chưa đến 50 ngàn, em nó còn rẻ hơn gấp trăm ngàn lần ngoài thị trường. Em nói thiệt, các bạn đi ra ngoài thị trường mua không dưới 90 nghìn đâu. Cái quần nó may như thế này các bạn nhìn này, trời ơi, đâu ra. Chị Nhung chị nói xong mà tự nhiên chị cảm thấy rằng là chị đã bị hớ lỗ, lỗ nặng chứ không phải lỗ ít. Chất chưa? Xin lỗi các chị em nha, như một cái set cao cấp đỉnh luôn á, như một cái set mà nó là đỉnh luôn á các bạn đi ạ. Mua cái bộ đồ này xong các bạn về cho con mặc, người ta lại cứ tưởng là các chị ơi, cô chị ơi, chị mua bộ này chắc chị mua ở đâu vậy, chị mua ở cái shop nào mà chắc là shop đó lớn lắm nhỉ. Nghĩ trời ơi, xong bé này đợt này nó mua đồ sang thế, mua đồ cho con sau sang thế, đúng không? Em là em đảm bảo các chị em ơi, khi mà các mẹ các bé mặc cái những cái combo này lên là tự nhiên cảm giác con mình làm sao mà nhìn tự nhiên bỗng dưng làm nhìn nó sang và nó sạch sẽ hơn, rồi nó có một cái gì đó quý tộc hơn. Thiệt, hổ Huy Lê, hổ bé trai size đại 30 kg thì không còn phải không Úc? Còn không, size đại bé trai còn được đi nào không? Hết à, size đại bé trai đang bị cháy hàng chị Nhung. Đâu có, cái này chị người ta chỉ còn size nhí thôi. Rồi các bạn ơi, áo của chúng ta em xả sốc cho tất cả các tình yêu luôn là 130 áo. Ai lấy áo hay comment cho em là áo nha mọi người ơi. Có đồ bộ bé trai 30kg cao cấp không Đặng Thị Vàng hả? 30kg hôm nay thì không còn đâu, không còn luôn ấy. Không còn Đặng Thị Vàng. Rồi chúng ta có màu xám trắng nhá. Chúng ta có màu xanh dương nhá. Mọi người lưu ý em nha, chúng ta có màu xanh dương này. Rồi chúng ta có màu, ui cái màu xanh đen này mới là thích, màu xanh đen này mặc đẹp lắm. Màu em không biết làm sao cho màu xanh đen mặc trắng ra lắm mọi người ơi. Rồi ai lấy xanh đen hãy comment cho em là xanh đen. Các chị em ơi hãy comment nhanh đi ạ. Hàng này của chúng ta thì chỉ còn 7kg cho đến 25kg thôi, hết sạch sẽ rồi. Các bạn đừng có chửi em bởi vì hàng size đại nó hết rồi, áo size đại nó hết sạch luôn. Từ 7kg cho đến 25kg. Hãy comment nhanh cho em là combo áo kèm số ký kèm số điện thoại. Các bạn sẽ được chốt đơn nha mọi người nha. Và nhớ lưu ý em nha, tất cả các chị em ngày hôm nay em ngồi đây em xả cho bạn để lấy sự tương tác thôi ạ. Em đang ngồi đây em lấy xả cho mọi người để lấy tương tác, nên tất cả các chị em mỗi một bạn hãy cho em 5 lần chia sẻ vào tất cả mọi nơi mọi người nhá mới được chốt đơn. Các chị em mà không chia sẻ là các bạn sẽ không được chốt đơn đâu ạ. Vâng. Đến thì bán bao nhiêu tiền? 100 ngàn ba áo, áo bé trai. Các bạn ghi rõ giùm em là combo áo bé trai các Úc này. Để chị Nhung đi xả nước. Các chị cứ lên đây comment ạ. Áo bé trai kèm số ký kèm số điện thoại bên em. Để em ghi cái bình luận. Ok ok chị Trương Thị Thắm luôn. Ok chị Tuyền Nguyễn. Rồi đây combo áo bé trai 130k, để em cho xem các chị xem lại combo áo bé trai bên em có 3 màu. Màu xám trắng này ui cực kỳ xinh luôn. Các chị nên sở hữu cả combo quần này nữa. Combo quần 3 quần chỉ có giá 100 mốc. Đó, màu xám trắng, màu xanh đen. Đầm còn size đại không chị? Dạ chị Nguyễn Lành ơi. Đầm size đại bên em vừa lúc trước hết trơn luôn. Màu xanh đen và một màu nữa, rất là tươi, rất là yêu luôn. Màu xanh biển. Màu xanh biển 3 màu. Đấy, 3 màu. Áo này áo cotton 100% nha các chị nhé. Đấy, áo hàng cotton 100% cực kỳ co giãn. Co giãn siêu tốt luôn, hình in bao bong chóc luôn các chị ạ. Combo áo bé trai, ok các chị cứ comment giúp em combo áo bé trai kèm số ký kèm số điện thoại. Ngày mai các bạn sẽ gọi điện trước bill cho các chị luôn. Combo áo 3 màu hình xe nè. Hình xe này cực kỳ xinh luôn đấy. Mấy con là lúc nào cũng thích hình xe mô tô rất là xinh đấy. Từ 6kg tới 25kg. Rồi bây giờ bắt đầu em chốt thử coi. Ok chị Bao Bao Nguyễn Lê này. Ok chị Tuyền Lê này. Ok. Rồi, ok chị Lệ Thủy Nguyên luôn. Ok Út Huyền, ok chị Ngân Nguyễn luôn ạ. Combo áo 3 cái là có giá 100 nghìn. 100 nghìn, 30 kg sợ không vừa. Anh Huy ơi, chị Huy Lê nhá. 30 kg không vừa. Út Huyền ok ạ. Dạ ok Út Huyền. Rồi các chị cứ nhanh tay comment combo 3 áo hôm nay em xả với có giá là 100 ba áo thủ cực rẻ luôn, cực xinh luôn, mà hàng cotton 100% luôn đó các chị ạ. Vải này thì mặc là mát cực luôn, vừa mát vừa thấm hút mồ hôi, rất là xinh luôn. Size từ 1 tới 8, size từ
từ 1-8 đến mấy con, size 8 đến mấy con này. Rất là to. Rất là to, rất là thoải mái. Đây, size 8 nè. Đó, hình rất là men luôn nha các chị nha. Hình mô tô. Đấy, hình mô tô rất là men. Em kéo cho các chị coi hình y nè. Đó, nếu mà hình y mà cũng ở hàng ngoài chợ mà kéo về nó sẽ bị nứt. Mà hình y này không hề bị nứt nha các chị nha. Đó. Rồi các chị cứ comment lại giúp em combo áo bé trai kèm số ký kèm số điện thoại. Ngày mai em sẽ cho các bạn gọi điện chốt bill cho các chị ạ. Ok chị Quỳnh Ly luôn. Ok Phương Đặng. Ok chị Thanh Phương Nguyễn. Rồi cảm ơn chị Út Trần nhiều. Em nhìn thấy các chị rồi ạ. Đúng chưa? Hết. Còn bán hàng. Còn quần này nữa không? Các chị ơi, các chị mua hàng bên em yêu thương em thì hãy cho em mỗi cách mỗi chị hãy chia sẻ giúp em khoảng 3 tới 5 lần nhé. Để mọi người cùng biết bên em, để mọi người cùng được mua hàng giá rẻ với hàng cực kỳ cao cấp mà giá cực kỳ yêu thương nha các chị nhé. Nên các chị hãy chia sẻ giúp em khoảng mấy lần thôi, vô hội nhóm hoặc là vô trang từng cho các của các chị, để mọi người này trong gia đình hay bạn bè các chị đều biết để mua nhé. Rồi bây giờ em lên combo quần này luôn. Quần legging, hàng này hàng xuất khẩu. Quần legging đại bé gái. Có cốt nào? Màu luôn đấy, còn ri nào không nữa? Hôm bữa em thấy còn 1-2 ri à? Chắc đừng từ từ hợp bán cho đó. Ok. Chị Nhung ơi báo cái quần này bao nhiêu, 4 quần? 50 ngàn 2 quần hả? À. Ui rẻ quá các chị ơi. Quần size đại nha. Này quần size đại, hàng xuất khẩu. Ok chị Huyền Lan ơi, chị Thiều Lan cho em xin số điện thoại đi ạ. Quần đại bé trai không chị. Đấy vừa lúc em có combo đùi quần đại bé trai. Quần legging nè. Bé gái có hai màu, màu hồng và màu tím. Đó, màu hồng và màu tím. Giá sale trong livestream này chỉ có là 25.000 một quần. Hai quần giá là 50.000. Đó, chỉ có 25.000 một quần thôi. Các chị đi không có nơi nào mà có giá rẻ như bên em đâu. 25.000 một quần để em ghim vô thì ngày mai cho các bạn biết đường tính bill nè. Hàng này là hàng xuất khẩu nha các chị nha, cực kỳ co giãn luôn. Cái quần này 50.000 hai quần theo rồi kia không lỗ. Rồi, mấy chị Nhung lấy cái quần đầm công chúa cho các bạn. Rồi ok chị Thiều Loan. Quần SG số 9 kìa. Cảm ơn Thiều Hoa. Cảm ơn Thiều Loan. Size đại bé trai hả? Size có quần dài, size đại bé trai không chị hả? Quần dài size đại bé trai hả? Chắc hiện tại giờ chưa soạn được đâu Mai Đào Nguyễn ạ. Chị nói thiệt lòng với cái quần này này các bạn. Nếu để con gái mặc á thì có khi 2 năm, cả năm luôn mọi okay, người ạ. Cả năm luôn, em cảm ơn chị nhiều. Theo hình cô gà, hình con mèo rất là xinh. Các bạn nhìn thấy không? Riêng cái quần này bạn nào mà để ý thì các bạn sẽ theo dõi like của em ấy. Hồi trước Tết em xỉ ra là 29.000 một quần. Xỉ á mọi người nhá, xỉ 29.000. Mà nay em xả mà nó là xả mà gọi là xả gọi là thanh lý y kiểu dạng thanh lý mặt bằng ấy. Xả lỗ không à. Nha mọi người nha. Và hôm nay em xin phép sale cho các bạn mua lẻ luôn là chỉ có 50.000 hai quần. Và riêng cái anh quần lady này các bạn ơi, nó không phải là cái dạng vải 4 chiều bình thường đâu, mà nó là vải bo gân băng đét. Tức là cái chất liệu vải nó là vải mà chuyên sản xuất ở bên Hàn Quốc ấy. Người ta chuyên sử dụng cái chất liệu vải này ở bên nước ngoài ấy. Họ chuyên sử dụng cái chất liệu vải này để sản xuất hàng lady. Nó là vải bo gân băng đét. Cái sợi băng đét mọi người, cái sợi băng đét là cái sợi mà nó là dai, mà nó là dai kinh khủng ý. Đó nha. Con bé kia nó nhìn thấy tập tụt luôn. Tại nãy mặc thử cho mọi người xem là chị Nhung có mặc vừa không thì xin thưa là 60kg, còn vừa thì lũ huống hô thì ở trong còn quần kaki. Nguyễn Thu Thảo đây này, chị còn đang mặc cái quần kaki ở trong mà chị còn mặc vừa đây này. 60kg. Ồ các bạn ơi, cái quần legging này các bạn ơi, cho con mặc có khi cả năm trời, 2 năm trời nó vẫn cứ như thế này. Nó không bay, không nhão, không xù cho chị em nha. Cái dòng hàng Netgy này, nó không bay, không xù, không bao giờ xù. Em nói thiệt sự các bạn ạ, không bay, không xù, không bao giờ luôn á. Có hai màu. Cái hàng này của chúng ta là phối kiểu nào cũng được, phối áo nào cũng được hết.
các chị em nhé, hàng size đại đó, hàng size đại từ 25 cho đến 40 kg. Ai comment nhanh cho em là legging kèm số ký kèm số điện thoại mọi người nha. Quần legging size đại kèm số ký kèm số điện thoại và giá sale chúng ta chỉ có 50 ngàn hai quần thôi. Từ 25 đến 40 kg mặc rộng rãi luôn, 40 kg thoải mái mọi người nhé, 40 kg mặc rộng rãi. Cái hàng này nó co giãn dã man lắm, nó co giãn em thấy sợ luôn ấy mọi người ạ. Trời ơi, thiệt đấy, cái này mua 4-5 cái về cho con nó mặc này. Những cái bạn nào mà 23-24 kg quất đây cho em, 30 kg quất đây cho em nè. Nó co giãn như thế này này và nó dai như thế này mọi người ơi. Em kéo và em cảm giác là muốn gồng hết cả cái bắp tay bắp chuột luôn á, mà nó không xinh như vậy nhé, không xinh như vậy nhé. Rồi các bạn ơi, comment nhanh em quần legging kèm số ký kèm số điện thoại. Các bạn phải ghi giùm em là legging kèm số ký kèm số điện thoại, nếu không là không được chốt đơn đâu ạ. Chị Lý Thanh ơi, hiện tại giờ chị chưa được chốt đơn bởi vì chị thiếu mất cái chữ legging của em nhé. Chị ghi rõ giùm em là quần legging kèm số ký kèm số điện thoại. Combo của chúng ta là 2 quần. Ai muốn mua 4 quần thì ghi 4 quần, ai mua 5 quần ghi 5 quần, ai ghi 6 quần, 8 quần, 9 quần thì các bạn ghi rõ giùm em số lượng. Còn nếu mà không thì các bạn sẽ là 2 quần nha mọi người nhé. Quần legging kèm số ký kèm số điện thoại các bạn sẽ được chốt đơn. Trời ơi rẻ ơi là rẻ, sai nhí à? Ý mình có luôn. Yeah, cái này là tầm 2-3 kg đổ xuống. Không, em nghĩ là 2-3 kg vừa đấy các bạn ạ. 2 kg đổ lên đấy nhá. 2 kg nhỉ, sorry mọi người, cái quần này là từ 20 kg đổ lên nha mọi người nhá. Sorry mọi người là từ 20 kg cho đến 40 kg. Ai lấy thì comment nhanh cho em là từ quần legging kèm số ký kèm số điện thoại. 20 kg đổ lên nha mọi người nha, 20 kg. Hà Trần đơn trước của em chưa được chốt. Ủa vậy hả? Bị sót đơn của các bạn. Rồi 20 kg đổ lên, ai lấy comment nhanh cho em là 20 kg đổ lên nha mọi người nha, 20 kg đổ lên. Cái hàng này là siêu bền luôn. Nó bền lắm luôn. Cái hàng này nó bền dã man luôn. Cái dòng vải này này, cái dòng vải nó vải xuất khẩu. Cái vải này nó mặc lên nó mịn lắm, nó sướng lắm. Cho vào máy giặt quay thoải mái cho em. Có khi năm sau các bạn vẫn không phải mua lại cái quần legging này luôn. Không phải mua lại bởi vì nó làm sao, nó bền quá mà. Ủa anh đâu rồi nhỉ? Rồi em lên đầm công chúa. Xả đầm công chúa luôn các chị em ạ. Xả đầm cho công chúa để cho các bé nó mặc diễn văn nghệ này. Một cái size 3. Size 4. Bạn nào đóng mà không có để lộ cái file để chị bung ra. Size 5. Đầm công chúa nha mọi người nha, đầm công chúa cao cấp nha. 5. Các chị em lưu ý giùm em đây là đầm công chúa cao cấp nha. Rồi số 2. Okay. Như vậy chúng ta chỉ còn size là từ 1 cho tới 5 thôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Quỳnh Lê, cảm ơn Trinh Tân Huỳnh nhé. Cái đầm này em xin lỗi mọi người là đầm công chúa cao cấp này chúng ta chỉ còn size từ 1 tới 5 thôi. Tức là từ 16 kg đổ xuống, 17 kg đổ xuống thôi. Trời ơi. Đầm trong chúa này. Rồi các chị em ơi, 200 mấy một đầm nữa các chị em ạ, chứ không rẻ đâu. Hàng đầm này ren ngoại này các chị em này, phối chân này, phối chân này các chị em nhìn thấy không ạ? Hồng ha, màu hồng. Và em xả trong livestream này luôn, em xả trong cái livestream này các chị em nha. Von này, von 3 lớp các chị em nha. 1 lớp này, rồi 2 lớp này, rồi 3 lớp và 1 lớp cô tông phi ở trong nữa này. Đó các bạn nhé, 3 lớp. Và xả sóc cho các chị em luôn là cái đầm này luôn. Ai lấy nhanh thì được, size để em kiểm tra có chính xác còn xem size nào nhé. Cái này là em ghi thẳng tiền luôn, em ghi thẳng luôn nha mọi người nhé, em ghi thẳng luôn á. Em sẽ ghi cụ thể luôn. Ghi luôn. Số 6 này. Số 6 này. Số 8 này, ok còn có số 8 nữa mọi người ạ. Số 8 này. Số 7, ok vậy là con từ size từ 1 tới 8 mọi người nha. Size còn từ 1 tới 8
và xả sốc cho tất cả các chị em luôn, 150 một đồng. Ai lấy đầm công chúa hãy nhanh comment giùm em là đầm công chúa và có size từ 8 kg cho đến 25 kg. Trời ơi, cái đầm nó đẹp như vậy mà có 150 một đầm. Ai lấy nhanh thì được các chị em nha, hàng này xỉ đã 150 rồi. Xỉ không đã là hơn 150 rồi mọi người nha. Đây, này. Màu hồng. Ai lấy nhanh comment giùm em là đầm công chúa kèm số ký kèm số điện thoại. Xả 150 một đầm. Rồi các chị em ơi đẩy nhanh đi ạ. Quá xinh luôn. Các tình yêu ơi, có ai tin được cái đầm này mà có 150 không? Quá đẹp luôn. Không như nào có giá đó luôn đó các chị. Đầm công chúa màu trắng thì hôm nay lại không có chị ạ. Màu công trắng em thì đang tìm. Em cũng đang tìm. Em đang tìm bé cháu gái đang đi tìm chơi. Để cho nó điều biểu diễn văn nghệ. Mà hôm nay hết sạch rồi. Có áo ngắn tay cho bé, có áo ngắn tay của bé trai thôi. Rồi các bạn ơi, cái hàng đầm này thực sự là các bạn ạ, mùng 1 tháng 6 đến nơi rồi. Các bé sẽ có những cái đầm xinh, thật xinh để các bạn đi diện vào mùa hè, đúng không? Nên các chị em ơi, sở hữu cho mình, cho con mình một cái đầm cao cấp, một cái đầm công chúa ngay lập tức cho em. Vào lại với cái màu hồng như thế này. Thực ra tại vì sao ạ? Mới cái màu hồng như thế này thì hầu như bé nào cũng thích cả. Các bé đều là cuộc sống các bé luôn luôn có một màu hồng tươi mới, đúng không? Nên chúng ta đừng ngại, bởi vì sao? Thứ nhất là cái vải đen, nó là vải đen ngoại. Ren ngoại đính kim sa, đính hạt này mọi người nhá. Cái hàng này là đính này, đính bằng máy nha mọi người nhá. Đính bằng máy này các bạn nhìn không? Nó êm cực kỳ luôn các chị em ạ. Đính bằng máy nên rất là bền, không bao giờ bong chóc. Nếu mà các bạn đơm bằng chỉ thì nhiều khi chúng ta trong quá trình chúng ta giặt thì nó sẽ bung cái chỉ ra. Còn riêng cái anh này đính bằng máy công nghệ cao. Nó sẽ mịn, cực kỳ mịn này các bạn nhá. Nó mịn lắm, cái đinh của nó, cái đinh này là đinh mịn này. Đinh mịn nha mọi người nhá. Đinh của nó là đinh bằng ấy. Các bạn ơi nhìn này, xinh không? Các bạn nhìn thấy khủng khiếp không? Đẹp chưa? Nó đẳng cấp như vậy đó mọi người ạ. Mà sale trong livestream này chỉ có là 150.000. Ai vừa hãy comment nhanh cho em có size từ 1 tới 8 mọi người nhé. Đầm công chúa cao cấp kèm số ký kèm số điện thoại cho em. Và xả chỉ có 150.000 mà thôi. 150.000 một cái đầm cao cấp đỉnh luôn mọi người ạ. Ôi nó đẹp lắm luôn. Em sẽ xả cái áo cho mọi người bé trai luôn nhé. Rồi các bạn ơi comment nhanh cho em là đầm cao cấp kèm số ký kèm số điện thoại. Xả 150.000. À bé trai hồi đấy chị Nhung lấy ra đâu rồi bé Úc? Ốc. Bé áo bé trai hồi nãy, áo bé trai hồi nãy. Áo có tay màu xanh, màu hàng xuất khẩu ấy. Các bạn ơi comment nhanh đi ạ. Áo đầm công chúa siêu rẻ luôn, 150.000 các chị em nhé. 150.000 mà giá này là giá mà giá ngang giá xỉ đấy, còn rẻ hơn cả giá xỉ nữa các bạn ạ. Ai mà không lấy là em ngày mai em đóng cho các bạn. Thôi. Đúng rồi. Con gái mặc màu hồng được không Thái Trần ơi? Quắc luôn. Đẹp quá, nhà shop đầu đi. Mất sao shop thì in shop rồi đi. Hàng này Tết em không có hàng em đóng luôn đó các chị. Rồi các chị em mà cho qua là có đồng nghĩa việc là các bạn mất đi cái cơ hội mua đầm cao cấp rồi ấy nha. Em cho qua cái mã này bởi vì sao ạ? Thực ra em mở ra em thấy nó đẹp quá. Em cất đi để em đóng cho shop. Áo lẻ bé trai ok, còn bao nhiêu cái? Mình còn bao nhiêu cái? Còn 4 ly thôi hả? Áo xuất khẩu, áo ốt cốt, áo xuất khẩu, áo cao cấp đã về với chị em đây nha. Ôi cái áo này mặc lên thì thôi rồi, ôi nó là vít số, nó là vít. Ai kia? Ai vậy? Duyên Phạm à? Duyên Phạm hay Duyên Phạm? Các bạn nhìn cái chất liệu hàn này, các bạn nhìn cái mình vải của em này,
Thôi mặc lên nếu mà để mà kết hợp với một cái quần kaki, một cái quần jean hay là một cái quần hồi nãy của em nhỉ. Ôi nó đẹp lắm luôn các chị em ơi. Em nói thật sự là cái quần này nó quá đỉnh luôn mọi người nhá. Cái áo này nó quá đỉnh luôn và cực kỳ dễ phối đồ. Các bạn nhìn này, cái hàng này nó may kỹ như vậy này, hàng của công ty Oscode mà. Các bạn nhá, người ta may này, viền này, viền xương cá này mọi người nhìn thấy ạ, chạy viền xương cá Oscode này. Cái vải này em khuyến cáo với các chị em là những cái bạn nào mà da nhạy cảm á là các bạn phải cho con mặc những cái vải đẳng cấp như thế này mọi người nhá. Tại vì thứ nhất, vải nó thấm mồ hôi tuyệt hảo luôn, thứ hai là nó dai và nó mịn, nó bền. Và đặc biệt là trong cái livestream này em xả sốc cho tất cả các chị em luôn. Bật điện lên, bật điện bên nó lên. Ơi Duyên Phận hả? Duyên Phận. Bạn xỉ bạn tới đây hả? Rồi áo này của chúng ta còn đúng 3 màu. Ai ưng mã này hãy comment nhanh cho em xả cho các chị em luôn này. Áo này phải nói là siêu đẳng cấp luôn chứ không phải là siêu thường mọi người. Cái vải này mặc lên nó sướng lắm. Đây chờ em một xíu để em kiểm tra xem còn màu nào và em xả cho các chị em luôn nhé. Áo bé trai size nhí từ 6kg cho đến 25kg, 9kg đến 25kg. Hết sạch rồi xếp bé trai rồi. Chắc Huy ơi, bây giờ em cứ cho con mặc thử cái hàng của chị Nhung bên kia ra xem vừa không đã nhé Huy nhá. Rồi đây. Ôi nó đẹp chưa? Xanh dương này mặc sáng da lắm lắm luôn ấy. Những cái hàng shop xịn như vậy mà các bạn ơi, nó đẹp mà nó rẻ mà tao nói là nghiền luôn. Rồi em xả sốc cho tất cả các chị em luôn. Em xả mà các bạn cũng xỉu luôn nha. Hàng này của chúng ta chỉ có là 100 ba áo, 100.000 ba áo. Ai lấy nhanh comment nhanh cho em là áo này là áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại nha các bạn ơi. Ghi rõ giùm em là áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại và xả 100.000 ba áo. Em sẽ like xong cái mã này em nghỉ luôn mọi người nha, tại vì do là thợ nó đến nó coi nó test ai quên gì. Để sửa nhà sửa mái thôi. Thợ nó đến rồi. Đây. Các bạn đến để các bạn coi cái mái nhà để các bạn nâng mái nhà cho em. Đó, nước có đang bị chảy. Rồi em tạm thời ngưng like nha mọi người nha. Thợ nó đến rồi em làm việc với thợ một xíu. Các chị em ơi hãy comment nhanh cho em mấy áo này nó đẹp lắm mà này rẻ lắm luôn. Trời ơi có 33.000 bạc cái áo này. Các bạn nhìn đường kim mũi chỉ may như thế này này, hàng của Oscode. Các bạn comment nhanh cho em là áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại nha các bạn ơi, đừng phân vân bởi vì hàng này nó quá rẻ đi. Hãy cho con những cái áo cao cấp như thế này, hãy để cho con mặc những cái áo đẹp như thế này, vải đẳng cấp như thế này. Cái dòng vải cao cấp ấy nó mịn, nó dai và nó bền. Và quan trọng là gì ạ? Thấm mồ hôi tuyệt vời luôn. Với cái làn da những các bạn nào mà mồ hôi nhễ nhiều suốt ngày á thì nên cho con mặc những cái áo này nha các bạn nhé. Vải đã lắm, cái vải nó đã lắm. Và đặc biệt là cái hình in này. Các bạn nhìn chưa? Nó sang chưa? Nó sang chưa? Đó, áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi em tạm thời các bạn cứ việc comment cho em là áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại. Để làm chi ạ? Để bên em sẽ chốt đơn cho các chị em trong ngày mai. Còn ngày hôm nay bây giờ em xin phép nghỉ để lý do là thợ nó đến để em cho em làm việc các bác thợ để nâng mái lên cho em. Đó, các chị em lưu ý nha, trong tuần này em sẽ xả rất là nhiều hàng, các chị em cứ xác định. Hẹn mọi người vào tối nay áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại để ngày mai được chốt đơn nha các chị em nha. Áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại. Ok Dung Đàn này, ok Phương Đặng này, các bạn ơi Đào Lê cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn Thầy Thanh Hương. Các chị em cứ comment cho em là áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại nhé. Áo xuất khẩu kèm số ký kèm số điện thoại để được chốt đơn nha. Hàng này là xịn mà nó là siêu xịn đấy. Trời ơi, nhưng cu tí nhà em nó quậy suốt ngày, nó chạy nhảy là em toàn phải lấy bộ này thôi. Đấy, ai lấy bộ dài thì cứ comment cho em bộ dài. Không, tối nay chị không like nữa, tối nay chị Nhung like người lớn. Để tối nay chị Nhung coi đây này, bộ dài này. Đây này chị Nhung xả bộ dài này, chị Nhung cho mọi người coi lại. Em cho con mọi người coi lại. Đây, bộ dài các tình yêu nha. Bộ dài mà bạn nào chưa mua cho con thì hãy nhanh tay comment cho em này. Bộ dài là nãy giờ các bạn chốt rất là nhiều. Tuy nhiên là bởi vì trên kho nó còn nên em sẽ vẫn có thể tiếp tục mọi người được. Các bạn lưu ý nhé. Bộ dài bé gái là cổ chạy rô đê. Các bạn nhìn này, cổ chạy rô đê nhá. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, con nơ rất là xinh ở ngay cổ này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Combo dài này các bạn ơi hãy tranh thủ chốt ngay đầu mùa khi mà em đang xả như thế này. Bởi vì sao ạ? Chắc chắn một điều để tới lúc mà vào vụ thì hàng này em sẽ đóng buôn cho các bạn hết.
đóng buôn hết đi. Hoặc là em nếu mà em bán cho các bạn mua lẻ thì em nhất ít nhất em phải bán tới tận 49.000, 45, 49.000 một bộ, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay em xả sốc cho tất cả các tình yêu là 190.000 năm bộ. 190.000 năm bộ, các tình yêu có nghe rõ không? Mà hàng này của chúng ta là từ 4kg cho đến 23kg. Đây là bé trai các bạn nhé, cái cổ này là cổ bé trai. Đó, 5 bộ bé trai, 5 bộ bé gái. Ai lấy bé gái thì comment bé gái, ai lấy bé trai comment bé trai. Hãy comment cho em là bộ dài bé trai hoặc bộ dài bé gái, kèm số ký, kèm số điện thoại. Đó, đây là bé trai. Đây là bé, các bạn nhìn thấy không ạ? Bé trai là cổ chạy viền như thế này. Đó, chạy bo như vậy đó mọi người nhé. Bộ dài bé trai hoặc bé gái các bạn nhé, bộ dài bé trai hoặc bộ dài bé gái, kèm số ký, kèm số thoại, xả 190.000 năm bộ. Trời ơi, có 30 mấy ngàn một bộ các bạn. Rồi comment nhanh đi các bạn ơi, comment nhanh để chúng ta tắt like nha, comment nhanh để em tắt like để chúng ta nghỉ ngơi nha. Và chúc các bạn một buổi chiều nhiều niềm vui. Cảm ơn các bạn bởi vì các bạn đã theo dõi nguyên một cái like như thế này. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào tối nay like người lớn nha mọi người nha. Mai Đào Nguyễn ơi, nhớ kèm số điện thoại chị Nhung. Em hãy ghi rõ, đừng đừng ghi như vậy. Mai Đào Nguyễn hãy ghi là combo bộ dài kèm số ký kèm số điện thoại. Bộ dài kèm số ký kèm số điện thoại mới được chốt đơn, còn nếu không là các bạn sẽ không chốt đơn cho em được. Tại vì thực ra nãy giờ chị Nhung like rất là nhiều hàng mà chị không biết là cái hàng nào là bộ bé trai hay là bộ bé gái đâu. Các bạn lưu ý nhé, em sẽ like đảo lại một người này. Em đảo này. Đây. Cái mẫu này gọi là siêu đỉnh trong ngày hôm nay, đó là mẫu của con cá mập. Ai lấy bộ cá mập thì comment cho em là cá mập, xả 190.000 năm bộ nha mọi người nhé. Xả 190.000 năm bộ. Đây cái quần nó như thế này, chạy viền hai bên, quá đẳng cấp. Và size của chúng ta cũng từ 5kg cho đến 23kg. Từ 5kg đến 23kg các chị em nhé. Đó, hàng của chúng ta. Bạn nào mà vào sau thì các bạn có thể tua lại like. Và tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Mọi người cứ việc comment vô đây ạ. Các bạn cứ comment và ngày mai nhân viên bên em sẽ chốt đơn cho các chị yêu. Và tạm biệt mọi người.